Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 281, không phát không trung. Trào phúng. Không chút nào che giấu trào phúng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Diệp Thần Phong trong lỗ tai, Diệp Thần Phong trái lại từ đầu đến cuối phong đạm vân khinh, thậm chí trên mặt biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn biết dùng hành động thực tế để chứng minh, rốt cuộc ai mới là trang bê hàng. Hắn Diệp Thần Phong thế nhưng có chân tài thật học. Nói thật ra Diệp Thần Phong cùng Vương Minh những này người đánh bóng rổ, chỉ do là lãng phí thời gian quý giá, nếu không phải là bởi vì Vương Minh đề cập đến Diệp Thần Phong cha mẹ của, hắn mới sẽ không dỗi rãnh chứng đau, bồi những này a miêu a cẩu trêu đùa, bất quá, nếu hắn đã phóng suốt lời nói, muốn nhượng Vương Minh đời này đều đối bóng rổ sản sinh y ảnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm được. Diệp Thần Phong nghe đến mấy cái này châm chọc không có tức giận, đứng ở một bên Châu Lâm Lâm là không nhẫn nại được, khí ngực hơi phập phồng, trơn bóng trên gương mặt hiện lên hai mặt nộ hồng, Vương Minh quả thực quá hèn hạ, quá hèn hạ. Vừa rồi lúc ăn cơm, Diệp Thần Phong nói qua liền bóng rổ quy tắc đều không phải rất rõ ràng, cho nên Châu Lâm Lâm trong lòng mới vẫn hội lo lắng, đôi mắt đẹp liếc về phía bên cạnh Diệp Thần Phong. Đương nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh dáng dấp thời gian, trong lòng hận không thể xông lên hung hăng cắn hắn một cái. Hiện tại Châu Lâm Lâm biết Diệp Thần Phong vừa mới khẳng định là đang đùa bỡn nàng, đầu óc cũng dần dần bình tĩnh lại, Diệp Thần Phong thế nhưng có như thần kỳ thủ đoạn người, chẳng lẽ còn hội liền cái bóng rổ đều không giải quyết được sao? Tỉnh táo lại sau, Châu Lâm Lâm tâm tư là càng tới càng rõ ràng, trong lòng tức giận cũng biến mất không còn chút nào, trái lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Vương Minh. Nói rằng, Vương Minh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thật hy vọng ngươi qua ngày hôm nay vẫn có thể có dũng khí đánh bóng rổ. Cảm thụ được Châu Lâm Lâm ánh mắt thương hại, Vương Minh tức giận đến phế đều muốn nổ tung. Tràn ngập hỏa quang hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, y trầm nói rằng, tốt, nếu ngươi muốn dùng sức lực của một người một mình đấu chúng ta bóng rổ đội, như vậy ta làm sao có thể đủ không thành toàn ngươi ni. Bất quá, đợi ngươi thua cũng không nên nói chúng ta lấy nhiều khí ít. Đây là ngươi mình làm ra lựa chọn. Vì để cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, mỗi lần chúng ta đều nhường ngươi khai cầu tấn công. Bằng không chỉ sợ ngươi liền bóng rổ cũng sẽ không đụng được, ta Vương Minh còn là một cái tương đương đại lượng người. Vương Minh lòng tự tin tăng vọt, nếu như bọn họ cả chi bóng rổ đội đều không làm hơn Diệp Thần Phong nhất nhân. Như vậy bọn họ thật có thể đi ăn phân, cho nên hắn mới có thể như thế khoan hồng độ lượng cải biến một ít quy tắc. Mỗi lần đều nhượng Diệp Thần Phong trước khai cầu tấn công. Diệp Thần Phong nhìn lòng tin tràn đầy Vương Minh, nói rằng, các ngươi thật muốn mỗi lần đều nhượng ta khai cầu tấn công. Như vậy chỉ sợ các ngươi đội bóng mỗi một cái đội viên, đến cuối cùng liền bóng rổ đều sờ không tới, ta chỉ muốn cho một mình ngươi đời này đối bóng rổ sản sinh y ảnh. Ha ha ha, nghe vậy, Vương Minh cười văng, khinh thường nói, ngươi cho là mình là ai? Coi như là Kiều Đan phụ thể. Cũng không dám nói ra những lời này đi. Ta xem ngày hôm nay không cho ngươi biết lợi hại, ngươi thật đúng là cho là mình có nhiều mưu bên y. Giáo luyện, chúng ta không nên cùng cái này trang bê hàng không chấp nhặt, hắn không phải nói mỗi lần nhượng hắn tiên tiến công, chúng ta đội bóng người đều sờ không tới bóng rổ sao. Ta ngã muốn nhìn hắn cái này mưu bê vẫn có thể thổi tới khi nào. Giáo luyện, xem ra lần này chúng ta gặp một cái cực phẩm mưu bê vương. Đợi chúng ta để hắn vì mình nói ra lời nói này trả giá thật lớn. Bổn chương tiết cuồng nhân tay đánh tế bị nộn nhục, thì là mỗi lần đều nhượng hắn trước khai cầu, phát động tấn công thì như thế nào? Sợ rằng bóng rổ tại trên tay hắn bụng đều không có bụng nhiệt, cũng sẽ bị cướp đi đi. Các vị bạn học, đại gia nghe cho kỹ, ngày hôm nay có thể không phải chúng ta bóng rổ đội khi dễ cái này trước tới khiêu chiến người. Là hắn bản thân nói ra muốn một mình đấu chúng ta cả chi đội bóng. Nếu hắn có mãnh liệt như vậy lòng tin, như vậy chúng ta bóng rổ đội làm sao có thể đủ không tiếp thụ ni. Cho nên các vị bạn học tại ở đây làm chứng, đợi miễn cho hắn thua không nhận chướng. Vương Minh thanh âm to hướng về phía chu vi tới cung thể thao quan sát học sinh nói rằng, hắn lời nói này không thể nghi ngờ là chặt đứt Diệp Thần Phong đường lui, hắn đợi muốn nhượng Diệp Thần Phong mất mặt vứt xuống Tây Bá Lợi Á đi. Vương giáo luyện, các ngươi yên tâm thi đấu đi. Nơi này là chúng ta Thiên Hải Đại học Y khoa địa phương, ta xem cũng không có người nào thua dám ở chỗ này chơi xấu. Một gã tướng mạo dáng đẹp nữ sinh viên đáp lại nói, nàng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá, nàng đã chắc chắn ngày hôm nay cuộc tranh tài này Diệp Thần Phong là nhất định phải thua,
dù sao lấy một người thực lực một mình đấu cả chi bóng rổ đội, cơ hồ là không thể có thể có phần thắng. Bóng rổ cái này vận động chủ yếu vẫn là dựa vào đội viên trong lúc đó phối hợp, thì là mỗi lần đều nhượng Diệp Thần Phong phát động thế tiến công, trước khai cầu có thể đủ đưa đến tác dụng gì chứ? Theo tên này tướng mạo dáng đẹp nữ sinh viên đáp lại, cùng thể thao trung học sinh đồng dạng là sôi nổi mở miệng đáp lại, Diệp Thần Phong kiêu ngạo, cuồng ngạo để cho bọn họ trong lòng đều rất khó chịu, rõ ràng là một cái trang bê hàng, nhưng vẫn là như thế nghiêu bê hò hét, thật là làm cho lòng người bên trong 10 phần khó chịu nhanh. Thần Phong, cố gắng, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi Nga. Châu Lâm Lâm nũng nịu vì Diệp Thần Phong cố gắng, từ Vương Minh đảm nhiệm Thiên Hải Đại học y khoa bóng rổ đội giáo luyện sau, luôn luôn tượng nhất con ruồi giống nhau, đối với nàng dây dưa không quải niệm, nàng hay nhất ngày hôm nay Diệp Thần Phong có thể đánh thắng Vương Minh, nhưng Vương Minh sau đó cũng không có mặt lưu tại Thiên Hải Đại học y khoa. Châu lão sư thế nào có thể đối mặt bê hàng lộ ra như thế nụ cười điềm mỹ ni. Nhưng lại vì hắn cố gắng bơm hơi, trong lòng ta nữ thần A, ta tuyệt đối không thể đủ tha thứ cái này trang bê hàng. Châu lão sư, người đợi là có thể nhìn đến người thích cái này trang bê hàng chân thực diện mạo, người là thuộc về ta, người là thuộc về ta. Chung quanh nam sinh viên nhìn đến Châu Lâm Lâm vì Diệp Thần Phong cố gắng, lại một lần nữa sôi nổi mở miệng chê bai Diệp Thần Phong. Sân bóng rổ, Vương Minh tướng một cái bóng rổ ném cho Diệp Thần Phong, nói rằng, nếu mỗi lần đều nhượng ngươi trước khai cầu tấn công, như vậy cũng không cần phải cướp cầu. Hai bên trái phải đến lúc sắm vai tài phán nam học sinh, nói rằng thi đấu chính thức bắt đầu. Tại, mới, chữ âm cuối vừa hạ xuống, chỉ thấy Diệp Thần Phong trực tiếp tại nửa trường ném rổ, bóng rổ ở giữa không trung xẹt qua một vòng duyên dáng độ cung, sau đó bá một tiếng, chuẩn xác không có lầm đầu nhập vào Vương Minh bọn họ nhất phương bóng rổ khuôn nội. Vương Minh khuôn mặt vẫn duy trì cứng ngắc dáng tươi cười, mặt khác bốn gã ở đây thượng cầu thủ cũng vẫn duy trì cứng ngắc dáng tươi cười. Trường hạ nam nữ sinh viên nguyên bản muốn chờ nhìn Diệp Thần Phong cái này trang bê hàng xấu mặt, ai biết đạo vừa mở trường đã tới rồi như thế nhất ra. Toàn bộ cực đại cung thể thao nội, tức khắc biến lặng ngắt như tờ, bọn họ không thể tin được bản thân mắt thấy, tại nửa trường thời gian tựu ném rổ. Với lại bóng rổ còn vào, loại kỹ thuật này đều không phải chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng điện ảnh chung sao. Gia Thần Phong, người giỏi quá. Châu Lâm Lâm người thứ nhất từ trong khiếp sợ phản ứng lại, tốt xấu nàng cũng là kiến thức qua Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn người. Kèm theo Châu Lâm Lâm hưng phấn tiếng gào, cung thể thao trung nhân tài từng cái hồi qua thần, đứng ở đây thượng Vương Minh môi run rẩy nói rằng, không thể có thể, không thể có thể, cái này nhất cầu làm sao sẽ tiến ni. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Người đã nói mỗi lần đều nhường ta trước phát động công kích, đem bóng rổ lấy tới đi. Diệp Thần Phong không để ý đến Vương Minh khiếp sợ. Đại gia nâng lên gờ thần tới, cái này nhất định là trùng hợp, cái này trên thế giới nào có tại nửa trường ném rổ người. Cho dù có, cũng không thể nào làm được bách phát bách trúng. Vương Minh ngày hôm nay cuộc tranh tài này tuyệt đối không thể đủ thua, huống hồ ngày hôm nay hay là bọn hắn cả chi bóng rổ đội, đối phó Diệp Thần Phong một người ni. Nếu bị thua lời nói, hắn còn có kế tục truy cầu Châu Lâm Lâm mặt sao? Vương giáo luyện nói không sai, đây nhất định là trùng hợp. Mặt khác bốn gã ở đây thượng bóng rổ đội viên tin Vương Minh nói, sôi nổi mở miệng cho mình cố gắng bơm hơi. Kế tiếp, Diệp Thần Phong đều không ngoại lệ đều là tại nửa trường ném rổ, bá bá bá, mỗi nhất cầu đều chuẩn xác không có lầm quăng vào cái giỏ khuông, có thể nói là bách phát bách trúng, ngắn ngủi mở màn 5-6 phút, Diệp Thần Phong thì phải 30 phân, Vương Minh bọn họ vẫn là linh phân. Với lại chính như Diệp Thần Phong nói như vậy, đội banh của bọn họ chung đội viên từ mở màn đến hiện tại, còn không ai là va chạm vào bóng rổ ni. Chương 282, có vẻ như dùng quá sức. Bá, 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 bá. Từ đầu đến cuối Diệp Thần Phong đều đứng tại nửa trường vị trí, dưới chân bước chân không có hoạt động một bước, dù sao mỗi một lần đều là hắn khai cầu phát động thế tiến công, mỗi một lần thế tiến công cũng sẽ ở ngắn ngủi mười mấy giây nội kết thúc. Bởi vì Diệp Thần Phong cầm đến bóng rổ tựu ném rổ, Vương Minh đám người căn bản không kịp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ một lần lại một lần bị Diệp Thần Phong quăng vào rổ. Võng! Kết quả là thập phần khôi hài một màn phát sinh, sân bóng rổ Vương Minh đám người tượng khúc gỗ cọc giống nhau ngu đứng, mà Diệp Thần Phong còn lại là tùy ý ném rổ. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong đã được 60 phân, mà Vương Minh bọn họ còn là linh phân,
Điều này làm cho Vương Minh đám người cơ hồ là hỏng mất. Nếu như sớm biết rằng Diệp Thần Phong có chiêu thức ấy nửa trường ném rổ bản lĩnh, Vương Minh tuyệt đối không hội khoe khoang khoác lác, mỗi lần đều làm cho đối phương khai cầu, phát động thế tiến công. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Bóng rổ trường chung quanh nam nữ sinh viên là nhìn mắt choáng váng, bọn họ chưa từng thấy qua ném rổ chuẩn như vậy người đâu. Hơn nữa còn là tại nửa trường ném rổ, thử hỏi một chút đây là khái niệm gì? Sợ rằng ba thượng cầu thủ cũng không có như thế ngưu bài đi. Bọn hắn bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Thần Phong cũng không là một cái trang bê hàng, mà là một cái ngưu bê lòe lòe cường nhân A. Nhìn sân bóng rổ Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh ném rổ tư thế, dường như không cần nhắm vào rổ là có thể tướng bóng rổ quăng vào, bá. Bá, bá, bóng rổ tiến khuôn thanh, xúc động ở đây mỗi người sinh viên đại học, nhất là nữ sinh viên, tuy rằng bây giờ xã hội nữ sinh không có bước trên xã hội tự hội biến được đặc biệt vật chất. Thế nhưng dù sao các nàng còn không có chân chính bước trên xã hội ni. Nhất khỏa tâm thì là như thế nào đi nữa bị ô nhiễm, cũng cuối cùng cũng cất giữ vài phần hồn nhiên. Tại các nàng nhìn đến Diệp Thần Phong cái này 100% chung ném rổ kỹ thuật sau, phù phù. Phù phù, phù phù, tim đập tần suất trong giây lát tăng nhanh không thiếu. Cái này sơn giã soái ca ném rổ hình dạng quả thực quá mê người, nguyên lai hắn cũng không là tại trang đầu to a. Nửa trường ném rổ bách phát bách trúng, đi ba cũng dư giả đi. Khó trách hắn hội như thế có tự tin. Đúng vậy, nếu như hắn đi ba lời nói tuyệt đối sẽ so Diêu Minh đều ngưu bê, đánh bóng rổ nam nhân đẹp trai nhất. Nhìn mấy người các người dáng dấp, lẽ nào Vương Minh sẽ không đẹp trai sao? Cái này sơn dã nam rõ ràng là xấu lắm mà. Nào có nhất lấy được banh tựu ném rổ. Nếu không Vương Minh nhường hắn trước khai cầu tấn công, hắn có thể như thế đắc ý sao? Mấy người chúng ta làm sao vậy? Phải biết rằng bây giờ là sơn dã soái ca một người đối phó Vương Minh bọn họ cả chi bóng rổ đội, nếu như bọn họ có như vậy ưu thế, còn là cướp trước khai cầu tiến công. Như vậy bọn họ thẳng thắn sớm một chút buông tha bóng rổ quên đi. Bóng rổ trường chung quanh nữ sinh viên khi nhìn đến Diệp Thần Phong bách phát bách chúng ném rổ kỹ thuật sau, có kiên trì ủng hộ hắn, đương nhiên cũng có y nguyên chi chỉ Vương Minh. Dù sao ở đây có rất nhiều cái nữ sinh viên đều cùng Vương Minh phát sinh qua quan hệ, các nàng đương nhiên muốn chi chỉ Vương Minh. Châu Lâm Lâm mân mân đôi môi mềm mại, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui thích, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quỳ gối tại ta Châu Lâm Lâm dưới váy, đời này ta chính là lại định ngươi người đàn ông này, mặc dù bây giờ ta chỉ là đơn thuần đối với ngươi sản sinh hiếu kỳ, còn có một chút chút hít tiểu sùng bái, thế nhưng dùng sự ưu tú của ngươi. Ta nghĩ ta khẳng định sẽ rất nhanh thích ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ làm ngươi thích ta. Sân bóng rổ Vương Minh cùng với đội viên của hắn, tâm là thật sâu chìm vào đáy hồ. Ngày hôm nay trận này bóng rổ thi đấu chỉ sợ bọn họ phải thua, với lại thất bại được đặc biệt triệt để, trong lòng bị che thượng một tầng thật mỏng bóng ma. Vương Minh nhìn trước mặt phong đạm vân khinh ném rổ Diệp Thần Phong, hắn nếm thử qua vài lần ngăn cản, nhưng mà đều là tốn công vô ích. Diệp Thần Phong đầu đi ra bóng rổ vẫn là chuẩn xác không có lầm tiến nhập rổ. Vương Minh tức giận đến khóe miệng liên tục co quắp, lại như thế đi xuống hắn sau đó thật không mặt mũi lưu tại Thiên Hải Đại học Y khoa, hướng về phía Diệp Thần Phong gầm hét lên, ngươi lẽ nào lấy được banh chỉ biết ném rổ sao? Ta xem ngươi liền vận cầu cũng sẽ không đi, ngươi cái rác rưởi, ngươi có loại vận cầu thượng cái giỏ a? Ngươi có loại không muốn lấy được banh tựu ném rổ a? Như ngươi vậy căn bản thì không phải là đang đánh bóng rổ, thì là ngươi thắng chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Vương Minh hoàn toàn là đùa giỡn khởi đanh đá, bất quá, chuyện cho tới bây giờ hắn nếu như không chơi xấu lời nói, hắn biết bản thân thất bại được càng thảm liệt, hắn thấy Diệp Thần Phong nguyên do cầm đến bóng rổ sau, một mực nửa trường ném rổ, là bởi vì đối phương căn bản tự không hiểu được vận cầu các loại, hay hoặc là nói đối phương ngoại trừ ném rổ bên ngoài, đối những thứ khác cũng không lành nghề. Cho nên Vương Minh mới dùng tên vô lại này phép khích tướng. Bóng rổ thi đấu điều không phải đem cầu quăng vào rổ là được sao? Cái này Vương Minh mới vừa rồi còn muốn chúng ta làm chứng kiến ni. Hiện tại xem ra là hắn tại chơi xấu a. Sơn dã soái ca có làm sai chỗ nào? Cái này Vương Minh quả thực quá vô sỉ. Vương Minh có thể không có nói sai, đánh bóng rổ nếu như đều giống như sơn dã nam như vậy bóng rổ cái này vận động còn có ý gì? Nếu như sơn dã nam có bản lãnh, thế nào không vận cầu thượng cái giỏ ni? Ta xem chính như Vương Minh nói như vậy,
Sơn Dã Nam căn bản cũng chỉ hội ném rổ. Chung quanh nữ sinh viên đang nghe Vương Minh rít gào sau, một lần nữa tranh dùng beng, một đám tranh là đỏ mặt tía tai. Nam các sinh viên đại học đối Diệp Thần Phong là thuần túy ước ao đố kỵ hận, bọn họ có thể không muốn nhìn trong lòng nữ thần Châu Lâm Lâm bị Diệp Thần Phong cấp quải đi, nói cách khác Diệp Thần Phong biểu hiện ra năng lực, còn không có thể đạt được trấn nhiếp bọn họ trình độ. Ngươi thật muốn nhượng ta vận cầu thượng cái giỏ. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt trán nổi gân xanh khởi Vương Minh, cười hỏi. Vương Minh nghe chu vi học sinh đối với hắn nghị luận, hắn trong lòng tức giận là càng tụ càng nhiều, bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, nộ khí hung hung quát dẹp đường, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Nếu như ngươi thật không dám, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Diệp Thần Phong nhún vai, tướng nguyên bản nắm trong tay bóng rổ phách ở trên mặt đất, nói rằng, mong muốn ngươi sẽ không hối hận nhượng ta vận cầu, mong muốn ngươi sau đó vẫn có thể đối bóng rổ tràn ngập nhiệt tình. Nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, Vương Minh trong lòng một cái lộp bộp, lập tức hướng về phía trường thượng đội viên khác quát dẹp đường, nghiêm mật phòng thủ, không thể có thể nhượng hắn vận cầu thượng cái giỏ, muốn là chúng ta liền một mình hắn đều không phòng được, như vậy chúng ta thật có thể không cần đánh bóng rổ. Hô! Vương Minh chỉ cảm thấy bên cạnh thổi qua một trận gió lạnh, đợi cho hắn tỉnh hồn lại thời gian, Diệp Thần Phong thân ảnh đã lóe lên bên cạnh hắn, hắn vội vã hô đạo, phòng thủ! Phòng thủ, nhất định muốn cấp ta phòng ở hắn. Diệp Thần Phong tại hiện lên Vương Minh sau, hai chân chợt cố sức đặng địa, cả người dường như hùng ưng thông thường bay. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn quán lam sao? Chung quanh nam nữ sinh viên trong lòng sôi nổi tràn đầy nghi hoặc, phải biết rằng Diệp Thần Phong nhảy lấy đà địa phương, cơ hồ là tại nửa trường địa phương, khoảng cách xa như vậy làm sao có thể quán lam? Nhảy lên thật cao Diệp Thần Phong. Thân thể vẫn không có hạ lạc xu thế, thẳng đến sắp tiếp cận rổ thời gian, mới bắt đầu từ từ sa xuống, trong tay phải nắm bóng rổ chợt hướng rổ khấu trừ đi xuống. Cái này một giây, chung quanh sinh viên cùng với Châu Lâm Lâm đều nín thở, trực tiếp phanh một tiếng vang thật lớn, tại cung thể thao trong lan rộng. Ba, 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 từ rổ sa sút địa bóng rổ, cùng mặt đất phát sinh đụng nhẹ vang lên thanh. Diệp Thần Phong tay phải quả đấm lôi kéo rổ. Cả người treo ở giữa không trung, rổ thượng không ngừng phát sinh chi lạc âm hưởng, thẳng đến Diệp Thần Phong buông ra rổ, hai chân bình yên rơi xuống đất thời gian, toàn bộ rổ biến được lung lay sắp đổ lên, khẩn tiếp theo, phanh một tiếng, toàn bộ rổ ầm ầm gian rơi rớt, lẻ loi tán tán rơi vào trên mặt đất. Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, lẩm bẩm, mới vừa rồi không có nắm chặt tốt lực lượng, có vẻ như dùng quá sức. Phải biết rằng bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đạt tới bát cấp linh hồn lực, với lại thực lực của hắn vừa đột phá, có đôi khi là khó có thể nắm giữ phân tấc, cho nên mới phải một cái tay phải bạo khấu, trực tiếp tướng toàn bộ rổ đều cấp khấu được rơi rớt. Diệp Thần Phong từng bước hướng dại ra tại chỗ Vương Minh đi tới, ngày hôm nay cuộc tranh tài này nên toán ta thắng chứ. Nếu như ngươi còn muốn so đi xuống, ta có thể phụng bồi tới cùng, chủ yếu nhất là ngươi bây giờ còn có cầm lấy bóng rổ dũng khí. Vương Minh trong thân thể bị tát cạn lực lượng, môi run rẩy, cổ họng trong liền một cái âm tiết cũng không phát ra được, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mặt lớn lên đặc biệt tiểu bạch khuôn mặt Diệp Thần Phong. Chương 283, giao lưu sinh. Diệp Thần Phong tay phải quả đấm đại bạo khấu, trực tiếp tướng rổ cấp khấu rơi rớt, cái này loại thị giác thượng lực đánh vào, đối với chung quanh nam nữ sinh viên mà nói tuyệt đối là chấn động lòng người. Cái này loại tuyệt đối cường hãn đại bạo khấu. So vừa rồi nửa trường bách phát bách chúng ném rổ, còn muốn tới những người mê muội, nếu như cầm này chức nghiệp cầu thủ khấu cái giỏ cùng Diệp Thần Phong khấu cái giỏ tướng so, quả thực là yếu bạo, yếu dơ cha. Thử hỏi một chút có người nào chức nghiệp cầu thủ có thể tại nửa trường vị trí nhảy lấy đà, sau đó tướng bóng rổ chuẩn xác không có lầm khấu tiến rổ trong, là trọng yếu hơn một điểm là tướng toàn bộ rổ cái giá đều khấu được rơi rớt. Chung quanh nam sinh viên khi nhìn đến như vậy bạo lực quả đấm khấu cái giỏ sau. Thân thể bọn họ trong huyết đều sôi trào lên, một đám trong lòng bắt đầu đối Diệp Thần Phong tâm phục khẩu phục, nam nhân mà. Nếu như đối phương chỉ cao hơn ngươi ra một đoạn hoặc nhất đoạn lớn thời gian, trong lòng khẳng định hội sản sinh ghen tị, nhưng mà, đương thực lực của đối phương cũng đủ những ngươi ngưỡng vọng thời gian, trong lòng đố kỵ hội tự nhiên mà vậy tiêu thất, tùy theo hội sản sinh một loại bội phục cùng sùng bái. Mà Diệp Thần Phong cái này ký đại bạo khấu, triệt để nhượng những. Này nam sinh viên thuyết phục,
trong bọn họ có người nào có thể trực tiếp tướng rổ cái giá cấp khấu rơi rớt. Cái này phải cần tốn bao nhiêu lực lượng mới được, nam nhân đều là sùng bái lực lượng động vật. Thảo nào Châu lão sư sẽ chọn hắn, nếu như thay đổi ta là nữ nhân, cũng sẽ chọn mạnh mẽ như vậy nam nhân. Đúng vậy, chúng ta trong lòng nữ thần cuối cùng là tìm được quy túc, chúng ta nên vì nữ thần cảm thấy vui vẻ, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với chúng ta nữ thần Châu lão sư, Vương Minh ngày hôm nay quả thực là chỉ do tới sắm vai vở hài kịch. Thiệt thòi Vương Minh hay là chúng ta trường học bóng rổ đội giáo luyện ni. Hắn về điểm này kỹ thuật cùng Châu lão sư nam bằng hữu tướng so. Có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm, là hắn chút bản lãnh này cũng dám cùng người khác thi đấu. Thật con mẹ nó là cái mười phần ngu hàng. Nam các sinh viên đại học đối Diệp Thần Phong cải biến nhận định sau, một đám mở miệng pháo oanh Vương Minh, bọn họ biết Vương Minh cũng là thích Châu Lâm Lâm, tự Vương Minh cái này xỏa điệu xứng đôi trong lòng bọn họ chung nữ thần sao. Chung quanh nữ sinh viên mắt bốc lên kim quang, vừa rồi Diệp Thần Phong ký đại bạo khấu quả thực xoái bạo, lăng không nhảy lên như hùng ưng như khí thế. Thật sâu ánh vào các nàng trong óc, các nàng thật muốn xông tới đem Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực, sau đó cùng Diệp Thần Phong ở trên giường đại chiến 300 hiệp. Nam nhân như vậy quả thực quá mạnh. Vừa rồi tại Diệp Thần Phong cho thấy bách phát bách chúng ném rổ sau, còn là có nữ sinh viên đứng tại Vương Minh một bên, mà hiện tại toàn bộ tình thế hoàn toàn ở vào nghiêng về một phía trạng thái. Thật sự là Diệp Thần Phong quá nghiêu bê lòe lòe, có thể nhượng bất kỳ một cái nào nhìn đến ký đại bạo khấu nữ sinh, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên tư xuân chi niệm muốn. Sơn giã soái ca, sơn giã soái ca, sơn giã soái ca. Một gã thập phần khả ái nữ sinh viên không nén được trong lòng kích động, cổ họng trong hô hô lên, thanh âm một lần so một lần vang dội. Theo tên này khả ái nữ sinh viên mở miệng, những nữ sinh khác cũng sôi nổi học theo, cổ họng trong hô đạo, sơn giã soái ca, sơn giã soái ca, sơn giã soái ca. Trong lúc nhất thời sơn giã soái ca bốn chữ này là vang vọng toàn bộ cung thể thao, có thể dùng kinh qua cung thể thao người cũng không nhịn được dừng bước, trong lòng âm thầm đau khổ cung thể thao trong tới kia vị đại nhân vật. Có thể nhượng nữ sinh điên cuồng như vậy. Vương Minh hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản hắn là muốn nhượng Diệp Thần Phong mất mặt vứt xuống Tây Bá Lợi Á đi, kết quả lại là hắn tự tát tai tử, với lại cái này không tiếng động bàn tay cũng thông thường đau, quả thực là đau đến thực chất bên trong đi. Kinh qua hôm nay chuyện này, sau đó Vương Minh là thật không có mặt ngây ngô tại Thiên Hải Đại học Y khoa, trong lòng đối Diệp Thần Phong là hận đến cắn răng nghiến lợi. Vương giáo luyện, ngươi tại sao không nói chuyện? Lẽ nào ngươi thật còn muốn so đi xuống sao? Diệp Thần Phong thuận miệng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không thể so sánh, không thể so sánh, sau đó chúng ta không bao giờ nữa đánh bóng rổ, Vương Minh không nói gì. Trái lại sân bóng rổ mấy tên khác đội viên nói chuyện, nếu như nói Diệp Thần Phong bách phát bách chúng ném rổ chỉ là cấp lòng của bọn họ hơi che thượng một tầng bóng ma, như vậy vừa rồi Diệp Thần Phong ký đại bạo khấu, còn lại là hoàn toàn để cho bọn họ sợ đánh bóng rổ, tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ quả thực chính là đánh bóng rổ người ngoài ngành mà. Kinh qua cường liệt như vậy kích thích, sau đó bọn họ còn dám đụng vào bóng rổ mới là lạ chứ. Vương Minh giàu gì cũng là bước trên xã hội người. Tâm lý năng lực chịu đựng muốn so những này sinh viên mạnh hơn nhiều, tuy rằng hắn trong lòng biệt khuất thiếu chút nữa muốn thổ huyết, thế nhưng cực lực che giấu tâm tình trong lòng, cổ họng trong thanh âm thập phần cứng ngắc, nói rằng, ngươi chờ cho ta, ngươi chờ cho ta, ta Vương Minh đều không phải tốt đắc tội. Nói xong, Vương Minh liền thất tha thất thểu hướng cung thể thao bên ngoài đi ra ngoài, hiện tại hắn kia còn có mặt mũi ở tại chỗ này. Lưu lại cũng chỉ là bị người đương cười nhạo nhìn mà thôi. Khẩu khí này hắn Vương Minh nhất định hội nghĩ biện pháp đòi lại. Kèm theo Vương Minh ly khai, cái khác sinh viên tỉnh không có đi ý tứ, nhất là nữ sinh viên một đám hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, dường như Diệp Thần Phong là đường tăng, các nàng còn lại là nữ yêu tinh giống nhau. Thần Phong, ngày hôm nay qua đi, sợ là chúng ta trường học muốn có rất nhiều nữ học sinh vì ngươi mà mất ngủ. Châu Lâm Lâm thân là nữ nhân, trực giác vẫn là vô cùng chính xác. Đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh trêu ghẹo nói. Soái ca, ngươi có thể cho ta số điện thoại của ngươi sao? Vừa rồi tên người thứ nhất hô lên sơn giã soái ca nữ sinh viên, đỏ mặt, xấu hổ đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hỏi. Diệp Thần Phong còn chưa kịp trả lời cái này vị khả ái nữ đại học sinh, chỉ nghe thấy chu vi vang lên liên tiếp thanh âm. Soái ca, ta cũng muốn mã số của ngươi.
nhượng ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Soái ca, đem mã số của ngươi cho ta đi. Ngươi là ta đã thấy nhất có nam nhân vị nam nhân, ta thích ngươi. Những, này Thiên Hải Đại học y khoa nữ sinh viên đều điên cuồng, một đám biểu hiện ra dường như đời này đều chưa từng thấy nam nhân điên dáng dấp. Càng buồn cười là, có vài cái nam sinh viên lại có thể cũng mở miệng hỏi Diệp Thần Phong muốn dãy số, kết quả mấy cái này nam sinh kết cục thị phi thường thê thảm, bị những này điên cuồng nữ sinh viên là một trận trà đạp. Diệp Thần Phong đối mặt những này điên cuồng nữ sinh viên ngã là có chút hơi khó, Châu Lâm Lâm tự nhiên lâu chủ Diệp Thần Phong cánh tay, tướng bản thân bộ ngực đầy đặn hướng tới Diệp Thần Phong trên cánh tay cọ, đối chu vi điên cuồng nữ sinh viên cùng với số ít nam sinh viên, nói rằng các vị bạn học, Thần Phong là bạn trai của ta, các ngươi lẽ nào muốn cùng lão sư cướp nam bằng hữu sao? Nghe được Châu Lâm Lâm lời nói này, chung quanh nữ sinh viên từ từ bình tĩnh lại, Châu Lâm Lâm tướng mạo tại Thiên Hải Đại học y khoa tuyệt đối là xuất chúng, bằng không cũng sẽ không bị các nam sinh coi như là trong lòng nữ thần. Được rồi, Châu lão sư, ngươi có thể phải thật tốt đối đãi bạn trai của ngươi nga. Bằng không ta nhưng là sẽ thừa dịp hư mà vào. Đối, Châu lão sư, ngươi muốn đem bạn trai của ngươi nhìn kỹ, bạn trai của ngươi là ta thích món ăn. Bởi Châu Lâm Lâm bình thường cùng học sinh bình thường là hòa mình, cho nên những này nữ học sinh ngược lại cũng là cùng nàng khai khởi vui đùa. Tại nhất bang nam nữ sinh viên ủng đám chi hạ, Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm đi ra cung thể thao, mới vừa đi ra cung thể thao, bọn họ liền thấy có rất nhiều học sinh đều ở đây vội vàng hướng tới một chỗ đi. Đi tại Diệp Thần Phong bên cạnh nhất tên nữ sinh kéo một cái nam học sinh hỏi cái đại khái, sau đó liền đi trở lại tới đối Châu Lâm Lâm cùng Diệp Thần Phong nói. Châu lão sư, có nước ngoài giao lưu sinh tới trường học của chúng ta, có người nói muốn cùng trường học của chúng ta võ thuật truyền thống Trung Quốc xã thành viên luận bàn công phu, những này người đều là đi vô giúp vui. Nghe vậy, Châu Lâm Lâm cũng tới hứng thú, lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay ngươi thật vất vả tới Thiên Hải Đại học Y khoa, bằng không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi xem một chút đi. Đúng vậy, soái ca, ngươi cùng chúng ta xem đi. Nước ngoài giao lưu sinh tới luận bàn công phu loại chuyện này, bình thường ở trong trường học thế nhưng cũng ít khi thấy. Soái ca, ngươi không nên do dự, Châu lão sư đều nhượng ngươi theo nàng đi xem một chút, ngươi còn có cái gì tốt do dự ni? Soái ca, nếu như ngươi không đi lời nói, nhượng chúng ta mỗi người thân ngươi một hơi, bằng không ngươi tự đi. Những, này nữ sinh viên sôi nổi đà thanh đà khí mở miệng, nghe được Diệp Thần Phong là khởi một thân nổi da gà, nguyên bản hắn là chuẩn bị về nhà, thế nhưng tại cái này loại nhiệt tình chi hạ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, cùng Châu Lâm Lâm bọn họ cùng nơi hướng tới Thiên Hải Đại học Y khoa Võ thuật Truyền thống Trung Quốc xã đi. Chương 284, Võ thuật Truyền thống Trung Quốc. Rác rưởi. Đương Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm cùng với một nhóm lớn nam nữ sinh viên đi tới Thiên Hải Đại học Y khoa Quốc thuật xã thời gian, Quốc thuật xã bên trong đã là chật ních đến đây thu thập nhiệt học sinh. Thiên Hải Đại học Y khoa tuy rằng thuộc về chuyên môn học y viện giáo, thế nhưng bên trong đại học mỗi cái xã đoàn còn là không ít, nói thí dụ như tượng đàn guitar xã A, kịch bản xã A, vân, vân các loại, vì chính là phong phú học sinh sau khi học xong sinh hoạt, nguyên bản học y học sinh cả ngày đều cùng phúc người mã lâm, thi thể, tiêu bản cùng với khô khan y học lý niệm giao tiếp, nếu như bọn họ liền sau khi học xong sinh hoạt đều không phong phú lời nói. Sợ rằng tại cái này đại học 4 năm cần phải muốn nghẹn điên không thể. Quốc thuật xã tại Thiên Hải Đại học Y khoa Trung, thuộc về một cái tương đối lớn xã đoàn, có người nói quốc thuật xã xã trưởng Mã Đào là một cái đối võ thuật truyền thống Trung Quốc nghiên cứu thập phần thấu triệt người, với lại một thân thực lực cũng không phải chuyện đùa, đương nhiên con này đối với phổ thông người mà nói, không có thể cùng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí biến thái như vậy so sánh với. Quốc thuật xã không gian bên trong đặc biệt rộng, tại ngay chính giữa để một cái cùng loại lôi đài giống nhau dựng vật, cái này là bình thường quốc thuật xã thành viên luận bàn tỉ thí địa phương. Mà giờ khắc này, trên lôi đài đứng một cái đảo quốc nam nhân cùng một cái nước hoa nam nhân, hai người bốn mắt tương đối. Tên này đảo quốc nam nhân chính là tới Thiên Hải Đại học Y khoa trao đổi học sinh, ăn mặc một thân không thủ đạo trang phục, thân thể hết sức to tráng kiện lãng, tên của hắn là Sơn Bản Thánh Cửu. Đương nhiên tại dưới lôi đài còn đứng vài tên cùng Sơn Bản Thánh Cửu ăn mặc đồng dạng trang phục đảo quốc nam nhân, trong đó nổi bật nhất tựu là một gã 60 tuổi tả hữu đảo quốc lão nhân, hắn từ đầu đến cuối hơi từ từ nhắm hai mắt con ngươi.
cùng Sơn Bản Thánh Cửu đối lập mà đứng nước Hoa Nam nhân chính là Quốc Thuật xã xã trưởng Mã Đào, hắn là Thiên Hải Đại học Y khoa năm thứ 3 đại học học sinh. Lông mày rậm mắt to, dáng dấp hết sức thô ráp, khuôn mặt trái lại ngưng tụ nhất luồng khí thế. Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm đám người nghe Chu Vi lý giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ sinh viên nghị luận, đối lần này tới võ thuật trao đổi đảo quốc người là càng biết, có người nói cái này nhóm đảo quốc người đã đi Thiên Hải rất nhiều trường đại học, tướng Thiên Hải trong đại học quốc thuật xã là quét ngang một lần, mà Thiên Hải đại học y khoa là bọn hắn tại Thiên Hải cuối cùng vừa đứng. Sau đó bọn họ tướng đi hướng tới nước Hoa những thành thị khác, kế tục cái này cái gọi là võ thuật giao lưu. Đứng tại trên lôi đài Sơn Bản Thánh Cửu, dùng coi như lưu loát nước Hoa ngữ nói rằng, nước Hoa võ công thật không được tốt lắm. Muốn nói lợi hại công phu hay là chúng ta đảo quốc không thủ đạo, người nếu như nhận thức thua, tự không cần phải đã bị ra thịt nổi khổ. Nước Hoa công phu đều là rác rưởi, đều là rác rưởi. Sơn Bản Thánh Cửu không chút kiêng kỵ châm chọc đạo. Sơn Bản Thánh Cửu lời nói hoàn toàn chọc giận ở đây Thiên Hải Y khoa sinh viên đại học, nguyên bản bọn họ chỉ là tới thu thập vô giúp vui, có thể nghe thế lần lời nói sau, trong lòng thịnh nộ hừng hực cháy đốt, thân thể bọn họ trong đều chảy xuôi nước Hoa huyết, thế nào có thể nhượng đảo quốc người tới vũ nhục nước Hoa công phu ni. Quốc thuật xã xã trưởng Mã Đào hai điều nồng đậm lông mi mặt nhăn lên, song quyền nắm được chăm chú, quát dẹp đường, luận võ còn chưa có bắt đầu ni. Ta nào có chịu thua đạo lý. Bất quá, ta từ đầu đến cuối cho rằng nước Hoa công phu là mạnh nhất. Người nước Hoa tự hội múa mép khua môi, đợi ngươi thì sẽ biết chúng ta không thủ đạo lợi hại. Sơn Bản Thánh Cửu khinh thường nói. Cái này đảo quốc tôn tử, ta xem hắn là sáng sớm ăn đại tiện đi, thế nào miệng đầy phun phân ni, một cái tiểu đảo nhỏ nước tài ba. Chính là, chúng ta nước Hoa công phu mới là bác đại tinh thâm ni. Những con mẹ nó không thủ đạo gặp quỷ đi thôi. Dưới lôi đài nam sinh viên miệng đầy thô tục, hận không thể sung sơn đi cấp Sơn Bản Thánh Cửu cái này nha đảo quốc người khuôn mặt trở tới thượng mấy đá. Theo Sơn Bản Thánh Cửu cùng Mã Đào luận bàn bắt đầu, quốc thuật xã bầu không khí biến được khẩn trương lên, thật sự là Sơn Bản Thánh Cửu quá vũ nhục người, chỉ cần là cái người nước Hoa tự không thể chịu đựng được hắn kiêu ngạo. Sơn Bản Thánh Cửu thân ảnh dẫn đầu động, một cái trực quyền hướng Mã Đào khuôn mặt đánh tới, Mã Đào không né không tránh. Lấy tay cánh tay chặn Sơn Bản Thánh Cửu trực quyền, phanh một tiếng, Mã Đào dưới chân bước chân rút lui hai bước, trên cánh tay một trận tê dại. Sơn Bản Thánh Cửu một quyền này kỳ thực cũng không nhanh. Mã Đào hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát, thế nhưng hắn nguyên do không tránh ra, là muốn thăm dò Sơn Bản Thánh Cửu thực lực, xem ra Sơn Bản Thánh Cửu quả thật có chút phách lối tư bản. Mã Đào bình thường luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc là thiên cương cường một loại. Tại đại thể hiểu được Sơn Bản Thánh Cửu thực lực sau, hắn cũng lập tức phát động thế tiến công, một quyền một cước liên tục thật nhanh công kích Sơn Bản Thánh Cửu, mỗi một chiêu đều hết sức mạnh mẽ, tốc độ cùng lực lượng hết sức đúng chỗ, nếu như là phổ thông người thừa nhận rồi Mã Đào một kích, khẳng định hội đặc biệt không dễ chịu, thậm chí còn nằm không dậy nổi. Đối với Mã Đào cấp tốc trực tiếp công kích, Sơn Bản Thánh Cửu liên tiếp né tránh, hắn cảm giác được ra ngựa đào nắm tay cùng đá chân trung ẩn chứa lực lượng. Cùng đối phương cứng đối cứng đúng là không lựa chọn sáng suốt. Sơn Bản Thánh Cửu nắm lấy thời cơ dùng một cái không thủ đạo chung nhịp bước, chắc thiểm, thân thể tránh thoát Mã Đào công kích đồng thời đi tới Mã Đào phía sau. Mã Đào bởi công kích vô cùng mãnh liệt, dưới chân nhịp bước không kịp xoay người, chỉ cảm thấy nơi cổ đau xót, phía sau Sơn Bản Thánh Cửu nắm lấy thời cơ cho Mã Đào một cái thủ đao. Mã Đào chống lại đánh năng lực tương đối cường hãn. Nếu là phổ thông người thừa thụ Sơn Bản Thánh Cửu cái này một cái thủ đao, nói không chừng muốn bất tỉnh, còn hắn thì cố nén trên cổ đau đớn, xoay người lại muốn phải phản kích, ngày hôm nay trận này luận bàn hắn tuyệt đối không muốn thua, cũng không thể đủ thua. Sau khi Mã Đào xoay người thời gian, phát hiện phía sau lại có thể không ai. Nhất cổ mãnh liệt kình phong từ đỉnh đầu quán xuống, khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn đến Sơn Bản Thánh Cửu thân thể đã lăng không nhảy lên. Một cái mạnh mẽ phách chân hướng vai phải của hắn bằng khí thế hung hăng rơi xuống. Phanh một tiếng, Sơn Bản Thánh Cửu cái này một cái phách chân, trực tiếp nhượng Mã Đào quỳ một chân trên đất, có thể thấy được cái này ký phách chân lực đạo có bao cường hãn. Đều nói nước Hoa là lễ nghi chi bang, ngày hôm nay ta cuối cùng toán thấy được, ngươi thì là chịu thua cũng không cần phải hướng ta quỳ xuống đi. Sơn Bản Thánh Cửu tùy ý làm bậy cười nhạo nói. Dưới lôi đài. Thiên Hải Y khoa sinh viên đại học nhìn đến Mã Đào quỳ một chân trên đất, nhất khỏa tâm tức khắc tóm lên,
được nghe lại Sơn Bản Thánh Cửu ngôn ngữ sau, bàn tay sôi nổi nắm thành quyền đầu. Thần Phong, cái này đảo quốc người thật sự là quá khi dễ người, chẳng lẽ là xem chúng ta nước Hoa không ai sao? Đợi ngươi đi tới giáo huấn một chút hắn đi, cho hắn biết nước Hoa không là bọn hắn có thể loạn hống la hoảng địa phương. Châu Lâm Lâm cũng đặc biệt không quen nhìn Sơn Bản Thánh Cửu cái này phó tư thái. Diệp Thần Phong hai con ngươi nhìn chăm chú vào trên lôi đài nhất cử nhất động, kỳ thực dựa theo thực lực tới nói, Mã Đào nên không kém gì Sơn Bản Thánh Cửu, chỉ là Mã Đào chiêu số vô cùng kiên cường, sau đó cũng chỉ là một mặt xông về phía trước, cái này tại luận võ trung thị phi thường không được. Lâm Lâm, chúng ta lại kiên nhẫn nhìn một hồi, ta nghĩ trường học các ngươi cái này vị quốc thuật xã trưởng không hội dễ dàng như vậy chịu thua. Từ Mã Đào kiên cường chiêu thức thượng, Diệp Thần Phong chỉ biết đối phương là một cái người không chịu thua, đối với người luyện võ mà nói, thông thường có thể từ chiêu số thượng khán ra tính tình của đối phương. Trên lôi đài, Sơn Bản Thánh Cửu đùi phải gắt gao đè nặng Mã Đào vai phải, Mã Đào chỉ cảm thấy trên vai một trận xé rách đau đớn, hai điều nồng đậm lông mi đều không sai biệt lắm muốn ninh ở cùng một chỗ, răng trên răng dưới xì chăm chú cắn, ở trong thân thể nín một cổ lực lượng, thân thủ dùng sức phách rơi Sơn Bản Thánh Cửu đùi phải. Chịu đựng đau đớn từ trên lôi đài lần thứ hai đứng lên. Vẫn có thể đứng lên lại. Không tệ nga, bất quá, kỳ thực ngươi nên lựa chọn cứ như vậy ngã địa, chí ít như vậy ngươi có thể thiếu thụ một ít đau đớn, nếu ngươi lựa chọn đứng lên, như vậy kế tiếp ta sẽ nhường ngươi chân chính nếm thử không thủ đạo chỗ lợi hại. Sơn Bản Thánh Cửu thanh âm hí ngược nói rằng. Mã Đào, cố gắng, Mã Đào, cố gắng, Mã Đào, cố gắng. Dưới lôi đài Thiên Hải Đại học y khoa sinh viên sôi nổi mở miệng vì Mã Đào khuyến khích, bọn họ đều không hy vọng Mã Đào bại bởi phách lối đảo quốc người. Mã Đào đã bị dưới lôi đài bạn học cổ vũ, trong thân thể khí thế lần thứ hai tăng lên một tầng thứ, thô giáp trên khuôn mặt lộ ra một vòng kiên quyết, ngày hôm nay ta Mã Đào tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi, ta đã sớm nói người nước Hoa cũng chỉ hội múa mép khua môi, nước Hoa công phu chính là rác rưởi, chính là rác rưởi. Sơn Bản Thánh Cửu càn rỡ gầm rú. Chương 285, hung hăng đạp khuôn mặt. Câm miệng, người không có tư cách vũ nhục nước Hoa công phu. Mã Đào làm Thiên Hải Đại học y khoa quốc thuật xã trưởng, hắn trong ngày thường thế nhưng đặc biệt đam mê quốc thuật, ngày hôm nay một lần lại một lần nghe được Sơn Bản Thánh Cửu vũ nhục quốc thuật, thử hỏi hắn phải như thế nào chịu được. Hắn đã là đến không thể nhịn được nữa trình độ. Đối mặt Mã Đào thăng tới cực điểm phẫn nộ, Sơn Bản Thánh Cửu đặc biệt hưởng thụ nhìn Mã Đào trên mặt biểu tình, vừa cười vừa nói, nước Hoa công phu chẳng lẽ không đúng rác rưởi sao? Có bản lĩnh người dùng nước Hoa công phu tới đánh thắng ta, bất quá, ta nghĩ loại chuyện này là vĩnh viễn cũng không thể có thể phát sinh. Hỗn đản, Mã Đào thô cổ họng mắng, thân ảnh hướng Sơn Bản Thánh Cửu vào tới, khí thế cuồn cuộn dường như ngay phát điên châu đực, tâm tình hơi có chút thất khống. Dưới lôi đài, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, cái này quốc thuật xã trưởng quá không nén được tức giận, cái này đảo quốc món lòng rõ ràng cho thấy muốn làm tức giận hắn a. Hai cái thực lực tương đương người đối chiến, thường thường tính táo nhất phương hội đạt được thắng lợi, xem ra hôm nay cái này vị quốc thuật xã trưởng là không thắng được trận này so tài. Chu Vi xem cuộc chiến nam nữ sinh viên nhìn đến trên lôi đài đột nhiên biến được hung mãnh không gì sánh được Mã Đào, cổ họng trong cố gắng thanh càng vang dội, theo bọn họ Mã Đào khí thế bay lên. Thắng cơ hội tự cao. Chính cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa đạo, những này nam nữ sinh viên chính là người thường, mà Diệp Thần Phong còn lại là trong nghề, luận võ luận bàn không phải ai hung mãnh tự ai lợi hại, nếu như ngay cả tâm tình của mình tự không nắm được, như vậy tại tỷ võ trong quá trình rất dễ lộ ra kẽ hở tới, nhượng đối thủ hữu cơ có thể thừa dịp. Quả nhiên không ra Diệp Thần Phong sở liệu, Mã Đào tại tức giận cuồn cuộn hạ lộ ra kẽ hở. Mà Sơn Bản Thánh Cửu một mực đợi cơ hội này, lăng không nhảy lên, cùng nhau độ mạnh yếu 10 phần chắc đá. Hung hăng đá vào Mã Đào gò má thượng, Mã Đào thân thể lung lay lắc lư. Cuối cùng vẫn là ngã ở trên mặt đất. Ta đã sớm nói người nước Hoa cũng chỉ hội múa mép khua môi, đều là một ít không chịu nổi một kích mặt hàng, hiện tại hẳn không có người phản đối lời nói của ta đi. Nước Hoa công phu là rác rưởi. Sơn Bản Thánh Cửu tự ngạo nói rằng, ngươi không thể vũ nhục nước Hoa công phu, nguyên bản té trên mặt đất không bò dậy nổi Mã Đào, lại một lần nữa run rẩy đứng lên, thân thể không ngừng tả hữu đung đưa. Sơn Bản Thánh Cửu không có nghĩ đến Mã Đào thật vẫn có thể đứng lên. Ăn hắn một cái thủ đao,
một cái phách chân cùng một cái chắc đá, theo lý mà nói tuyệt đối không có lý do gì có thể đứng lên. Cái này Mã Đào nghị lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bát Sát Sơn Bản Thánh Cửu khuôn mặt hiện lên một vòng không vừa lòng, mắng, nếu ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa dứt lời, Sơn Bản Thánh Cửu liền xuất phát chạy ba bước, sau đó một cái bay đá trực tiếp đá vào thân thể lung lay lắc lư Mã Đào ngực. Ngực không chịu nổi cái này cổ cự lực, Mã Đào miệng trong tràn ra nhè nhẹ máu tươi, cả người bị đá bay ra lôi đài. Dưới lôi đài nam nữ sinh viên vội vàng vây Mã Đào, có tánh khí nóng nảy nam học sinh, chỉ vào trên lôi đài Sơn Bản Thánh Cửu, quát dẹp đường, ngươi chẳng lẽ không biết đây chỉ là luận bàn sao? Ngươi thế nào có thể xuống tay nặng như vậy? Sơn Bản Thánh Cửu cười đáp lại nói, mới vừa rồi là hắn đứng lên muốn cùng ta kế tục so tài. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách hắn không biết tự lượng sức mình, người xung ta kêu la cái gì. Có bản lĩnh người đi lên cùng ta đấu đấu, không muốn lắm mồm tượng nữ nhân. Nghe vậy, tên này tánh khí nóng nảy nam sinh tức khắc á khẩu không trả lời được, liền quốc thuật xã trưởng Mã Đào đều không phải đảo quốc món lòng đối thủ, hắn nếu như đi tới chỉ do coi như là muốn chết. Tuy rằng từng thanh niên nhân đều có bản thân tâm huyết, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ phạm ngu, lẽ nào biết rõ phía trước là vách núi. Ngươi còn muốn nhảy xuống sao? Nhìn đến tên tánh khí nóng nảy nam sinh á khẩu không trả lời được, Sơn Bản Thánh Cửu là càng đắc ý, cổ họng trong càn rỡ cười to đi ra, rác rưởi, toàn bộ đều là rác rưởi, không chỉ nước hoa công phu là rác rưởi. Người nước hoa cũng là rác rưởi. Cái này đảo quốc món lòng là điều không phải ý định tìm không thoải mái. Lại dám nói chúng ta người nước hoa là rác rưởi. Khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi. Đối, ta cũng không nhịn được, thì là biết rõ thượng lôi đài là tìm ngược phần. Ta cũng không thể đủ nhượng hắn coi thường chúng ta người nước hoa. Như vậy thì để cho ta tới đi lên trước hội một hồi cái này món lòng đi. Dưới lôi đài nam các sinh viên đại học vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được. Thế nhưng Sơn Bản Thánh Cửu lời nói hơi quá đáng. Quá phận nhượng những. Này nam sinh viên biết rõ phía trước là vách núi, cũng muốn cắn hàm răng, kiên trì nhảy xuống. Châu Lâm Lâm nhìn đến Sơn Bản Thánh Cửu kiêu ngạo hình dạng, không thể nhịn được nữa vừa định muốn nhượng Diệp Thần Phong đi tới giáo huấn một chút hắn, thế nhưng quay đầu mới phát hiện, Diệp Thần Phong vậy mà không ở bên người của nàng. Nước hoa còn không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương, nói nước hoa công phu là rác rưởi. Người nước hoa là rác rưởi. Chỉ sợ các người đảo quốc người ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Diệp Thần Phong không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên lôi đài, cổ họng trong thanh âm đạm mạc không gì sánh được, trên người của hắn đồng dạng chảy nước hoa huyết, tuy rằng hắn không thuộc về đặc biệt ái quốc người, thế nhưng Sơn Bản Thánh Cửu quả thực là cuồng không có biên, cuồng nhượng Diệp Thần Phong muốn tướng đối phương hung hăng dẫm nát dưới bàn chân. Hắn là ai vậy? Hắn thế nào thượng lôi đài? Chẳng lẽ là trường học của chúng ta học sinh sao? Hay là chúng ta trường học lão sư? Dũng khí của hắn là đáng giá cổ vũ, có thể là của hắn thân thể cũng quá gầy yếu đi một điểm đi. Phỏng chừng tại Sơn Bản Thánh Cửu thuộc hạ không chống nổi nhất chiêu. Huynh đệ, yên tâm cùng cái này đảo quốc món lòng làm một cuộc, người tiền thuốc men chúng ta giúp ngươi ra. Dưới lôi đài một chút sinh viên khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài Diệp Thần Phong sau, trong lòng đều vì Diệp Thần Phong dũng khí mà cảm thấy kính phục. Hắn đều nhất trí cho rằng Diệp Thần Phong không thắng được Sơn Bản Thánh Cửu. Mà này tại cung thể thao trong thấy qua Diệp Thần Phong quả đấm khấu cái giỏ, tướng toàn bộ rổ khấu rơi rớt các sinh viên đại học, trong lòng tràn đầy chờ mong, bọn họ chờ mong Diệp Thần Phong lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích tới. Sơn Giã Soái ca, cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể đánh thắng, cho chúng ta người nước hoa xả giận. Sơn Giã Soái ca, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nam nhân. Này không có kiến thức qua Diệp Thần Phong thủ đoạn sinh viên, đột nhiên nghe được hứa rất nhiều nữ sinh đều vì Diệp Thần Phong cố gắng, trong lòng tức khắc tràn đầy nghi vấn, lẽ nào trên lôi đài lớn lên giống tiểu bạch khuôn mặt giống nhau nam nhân, còn là Thiên Hải Đại học y khoa nhân vật Phong Vân không được sao? Bằng không làm sao sẽ dẫn tới nhiều nữ sinh như vậy cố gắng hò hét? Sơn Bản Thánh Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn Diệp Thần Phong. Khinh thường nói, thật không có nghĩ đến, người nước hoa không riêng gì rác rưởi, đầu còn không tốt lắm xử. Ngươi là muốn cho ta đem ngươi đá xuống đi ni, còn là thừa dịp hiện tại bản thân ngoan ngoãn leo xuống đi. Ngươi lời vô ích thật nhiều, bất quá, đợi ngươi thì sẽ biết ai là rác rưởi.
Diệp Thần Phong thanh âm lạnh giá, tại vừa dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền động, trong chớp mắt công phu, tại Sơn Bản Thánh Cửu không có phản ứng kịp lúc, hắn tự xuất hiện ở Sơn Bản Thánh Cửu trước mặt, mạnh mẽ một quyền hung hăng đánh vào đối phương trên bụng. Trên bụng ăn một lần đau nhức, Sơn Bản Thánh Cửu thân thể cong thành cong hình dáng, Diệp Thần Phong không có ngừng tay, lại một cước đá vào Sơn Bản Thánh Cửu cầm thượng, Sơn Bản Thánh Cửu thân thể trên không trung tới một cái 360 độ cuốn, sau đó, phanh một tiếng, thân thể nặng nề té lăn quay trên lôi đài. Diệp Thần Phong một cước giẫm nát Sơn Bản Thánh Cửu khuôn mặt, đế giày bản không ngừng mài tới mài lui, hiện tại biết ai là rác dưới đi. Kỳ thực mặt của ngươi liền thay ta lau đế giày cũng không đủ tư cách, thế nhưng ngày hôm nay toán ngoại lệ một lần. Sơn Bản Thánh Cửu trong óc còn chóng mặt ni, căn bản không có phản ứng qua đây là thế nào một hồi sự tình. Chỉ cảm thấy đầu bị người đạp, trên gương mặt là hàng loạt đau đớn. Dưới lôi đài vẫn vì nhắm mắt lại tên 60 tuổi tả hữu đảo quốc lão đầu, mở mắt, khi nhìn đến trên lôi đài một màn sau, khóe miệng không kiềm hãm được kéo kéo, trên lôi đài bị Diệp Thần Phong giẫm nát dưới bàn chân Sơn Bản Thánh Cửu, là tên này hơn 60 tuổi đảo quốc lão đầu đồ đệ, nhìn đến đồ đệ của mình bị người ngược thành bộ dáng này, hắn cái này làm sư phụ trong lòng không có tâm tình biến hóa mới là lạ chứ. Bất quá, tên này hơn 60 tuổi đảo quốc lão đầu không có lập tức mở miệng, hơi lộ ra khàn khàn hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, hình như tại trong lòng nghĩ ngợi chuyện gì. Chương 286, liền lão một khởi đánh. Ngắn ngủi vừa đối mặt công phu, mới vừa rồi còn không ai bì nổi Sơn Bản Thánh Cửu đã bị đánh thất bại. Hơn nữa còn là bị Diệp Thần Phong dùng thống khoái như vậy phương thức. Nhìn Sơn Bản Thánh Cửu tượng con chó chết bị Diệp Thần Phong giẫm nát dưới bàn chân, quốc thuật xã trong sinh viên đều kinh hãi. Trong đó vừa rồi tại cung thể thao trong nhìn đến Diệp Thần Phong phát huy học sinh biểu hiện muốn hơi đỡ, bất quá, bọn họ mặc dù đối với Diệp Thần Phong tràn đầy chờ mong, thế nhưng cũng không có nghĩ đến Sơn Bản Thánh Cửu cùng Diệp Thần Phong luận bàn hội nhanh như vậy kết thúc. Hình như vừa rồi bọn họ liền Diệp Thần Phong là thế nào ra chiêu cũng không có thấy rõ ràng ha. Tốc độ này rốt cuộc muốn nhanh đến trình độ nào? Dưới lôi đài Châu Lâm Lâm trái lại có chút chấn định, nàng biết dùng Diệp Thần Phong có thần kỳ thủ đoạn. Đừng nói là một cái Sơn Bản Thánh Cửu, thì là trở lại 10 cái Sơn Bản Thánh Cửu cũng chỉ có bị Diệp Thần Phong ngược phần. Diệp Thần Phong đế giày bản không ngừng tại Sơn Bản Thánh Cửu trên khuôn mặt ma sát, thấy Thiên Hải Y khoa sinh viên đại học môn là rất là hết giận, theo bọn họ tượng Sơn Bản Thánh Cửu như vậy món lòng nên đã bị như vậy nhục nhã. Theo vừa mới bắt đầu trong đầu trống rỗng, Sơn Bản Thánh Cửu từ từ tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện bản thân lại có thể bị người cấp giẫm nát dưới bàn chân. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được, tới nước hoa thời gian dài như vậy, hình như chỉ có hắn đem người nước hoa giẫm nát dưới bàn chân đi. Cái này đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục. Dùng rằng thân thể muốn từ dưới đất bò dậy, Sơn Bản Thánh Cửu cổ họng trong giận dữ hét, ngươi chọc giận ta, ngươi thật chọc giận ta. Chọc giận ngươi thì thế nào, bây giờ là ngươi bị ta giẫm nát dưới bàn chân, ngươi ngã còn thẳng thần khí. Lẽ nào đảo quốc người trời sinh chính là bị đạp ngu xuẩn? Đem rác rưởi cái này từ ngữ phóng ở trên người các ngươi, đều có chút vũ nhục cái này từ. Diệp Thần Phong trực tiếp dùng đế giày bản ngăn chặn Sơn Bản Thánh Cửu miệng, chỉ cần chân của hắn không theo Sơn Bản Thánh Cửu khuôn mặt rời, Sơn Bản Thánh Cửu thì là sử xuất Anai lực lượng. Cũng thì không cách nào từ dưới đất đứng lên, phải biết rằng Diệp Thần Phong hiện tại thế nhưng bát cấp linh hồn lực cao thủ. Chính là một cái gờ thông không thủ đạo đầu đất toán cá điểu. Thật không nghĩ tới cái này vị bản thân còn là cao thủ. Hiện tại cái này đảo quốc món lòng nên biết chúng ta nước hoa công phu lợi hại đi. Vừa rồi lại có thể còn nói chúng ta người nước hoa là rác rưởi. Nước hoa công phu là rác rưởi. Cái này huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ a. Liên quốc thuật xã xã trưởng Mã Đào đều đánh không thắng người, bị hắn 32 hạ cứ như vậy giải quyết rồi. Ta có thể nghe nói Mã Đào một người có thể đối phó 10 cái tả hữu phổ thông nam nhân, như vậy người anh em này một người có thể đối phó nhiều ít cái. Theo ta thấy 20 hẳn không phải là vấn đề, cái này thân thủ quả thực là kẻ trộm như bê, kẻ trộm như bê. Trong lúc nhất thời quốc thuật xã trong sinh viên đối Diệp Thần Phong tràn đầy sùng kính tình, cái này loại sùng kính thật sâu xông vào bọn họ thực chất bên trong, có thể bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong quả đấm khấu cái giỏ, tướng rổ khấu rơi rất tràng diện. Còn không đủ để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong sùng kính đến trình độ như vậy. Thế nhưng hiện tại Diệp Thần Phong giúp bọn hắn triệt để ra một chút sức lực,
với lại liền Mã Đào đều đánh không thắng người. Bị Diệp Thần Phong đánh bại, có Mã Đào cái này vật tham chiếu sau, Diệp Thần Phong hình tượng biến được càng cao hơn lớn lên, dù sao Mã Đào là Thiên Hải Đại học y khoa công nhận thân thủ người tốt nhất, bằng không hắn cũng sẽ không là quốc thuật xã xã trưởng. Thanh niên nhân, ngươi không cho là mình được voi đòi tiên sao? Chúng ta là tới nơi này lưu so tài, ngươi như thế vũ nhục đồ đệ của ta là có ý gì? Lẽ nào đây là nước hoa lễ nghi sao? Tên đứng tại dưới lôi đài 60 tuổi tả hữu đảo quốc lão đầu cuối cùng mở miệng, cái này lão đầu tên là Điền Trung Trị Giã. Lần này bọn họ là dùng trao đổi phương thức tới nước hoa các trường đại học trung luận bàn công phu, nhưng là bọn hắn trong lòng mục đích còn không phải là muốn tới dập tắt người nước hoa nhuệ khí sao. Những, này người chắc là nhận được đảo quốc cao tầng cho phép, mới dám đi tới nước hoa như thế tùy ý làm bậy. À, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chớ quên vừa rồi cháu trai này là thế nào vũ nhục chúng ta người nước hoa cùng nước hoa công phu. Có dạng gì sư phụ sẽ có cái đó dạng đồ đệ, ta xem người cái này lão đầu cũng đều không phải thứ tốt gì. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng chính ngươi có điểm thân thủ, cứ như vậy tự đại cuồng vọng, các ngươi nước hoa có câu không phải như vậy nói mà. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta khuyên ngươi còn là thu liễm một chút tính tình, sau đó tướng đồ đệ của ta cấp thả, đồng thời hướng hắn nói xin lỗi. Điền Trung Trị Giã vừa rồi quan sát Diệp Thần Phong hồi lâu, cũng không nhìn ra Diệp Thần Phong thực lực đạt tới trình độ nào, bất quá. Dùng Diệp Thần Phong niên kỷ linh đến xem, phỏng chừng chỉ so với đồ đệ của hắn Sơn Bản Thánh Cửu lợi hại như vậy một điểm, hắn cũng không nhận ra Diệp Thần Phong có thể so với hắn đều lợi hại. Thí thoại nói được rồi không có. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân câu nói này đạo lý ta tự nhiên là biết đến, thế nhưng dùng ta thực lực bây giờ muốn đối phó ngươi cái này không biết cảm thấy thẹn lão già kia là dư giả. Đối với Điền Trung Trị Giã lời nói này, Diệp Thần Phong cảm giác thật là buồn cười, nếu như vừa rồi Sơn Bản Thánh Cửu chỉ cần chỉ là cùng Mã Đào so tài lời nói, dùng được Diệp Thần Phong xuất thủ sao? Lẽ nào Diệp Thần Phong nhàn chứng đau? Thật sự là Sơn Bản Thánh Cửu cái này tạp túy khinh người quá đáng. Khá lắm không biết tự lượng sức mình nước hoa tiểu tử, ngày hôm nay tựu để cho ta tới dọn dẹp một chút ngươi. Điền Trung Trị Giã trên người tuôn ra nhất cổ khí thế bén nhọn, sau đó hai chân đặng địa, thân thể tựu nhảy lên trước mặt lôi đài. Phanh, phanh, hai tiếng, bên cạnh lôi đài hai khúc gỗ cây cột trực tiếp bị Điền Trung Trị Giã đánh tét khai tới, nhìn giá thế này trái lại tự mô tự dạng. Dưới lôi đài nam nữ sinh viên nhìn đến Điền Trung Trị Giã cái này đảo quốc lão đầu lộ như thế một tay, trong lòng không hẹn mà cùng lo lắng. Cái này đảo quốc lão đầu không đơn giản a, có thể tay không tướng hai cây thành thực cọc gỗ đánh nứt ra, xem ra cái này huynh đệ phải cẩn thận. Ta trái lại không cho là như vậy, ta xem cái này huynh đệ thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, ta nghĩ hiện tại cuộc tỉ thí này khẳng định hội gờ màu vạn phần. Sự tình hôm nay đều phát triển đến phân thượng này, chúng ta có thể nghìn vạn không thể đủ tại đảo quốc những. Này món lòng trước mặt mất mặt a. Thanh niên nhân, hiện tại để ngươi kiến thức một chút chân chính đảo quốc võ thuật đi. Điền Trung Trị Giã hướng Diệp Thần Phong vào tới. Diệp Thần Phong không chút hoang mang tướng dẫm nát dưới bàn chân Sơn Bản Thánh Cửu đá đến dưới lôi đài, nhìn hướng hắn xông tới Điền Trung Trị Giã, thân thể đi xuống ngồi đồng thời, mạnh mẽ một cước liền đạp đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm đá vào Điền Trung Trị Giã trên bụng. Điền Trung Trị Giã hai mắt trừng to đại, chỉ cảm giác thân thể của chính mình ở giữa không trung không ngừng lui về phía sau, cuối cùng phanh một tiếng, đánh vào ngoài lôi đài mặt trên vách tường, mắt nhắm lại, vậy mà đã bất tỉnh. Quốc thuật xã trong lại một lần nữa yên tĩnh lại, nguyên bản bọn họ những này sinh viên đang chờ nhìn một hồi gờ màu luận võ ni. Dù sao vừa rồi Điền Trung Trị Giã cái này đảo quốc lão trên đầu trường khí thế 10 phần hung hãn, trực tiếp đánh tét hai cây thành thực đầu gỗ cọc, nhưng mà chăm chú nhất chiêu, cái này có vẻ như rất nhiều bê lão đầu đã bị Diệp Thần Phong cấp đá ra lôi đài, thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Diệp Thần Phong bày ra thực lực một lần lại một lần vượt ra khỏi những này sinh viên tưởng tượng, trong không khí không ngừng phát sinh sùng sục tiếng nuốt nước miếng. Bị Diệp Thần Phong đá ra lôi đài Sơn Bản Thánh Cửu nguyên tưởng rằng sư phụ của hắn có thể giúp hắn ra khẩu khí này, hắn biết bản thân sư phụ thực lực vô cùng mạnh mẽ, thực lực của hắn chỉ đạt được sư phụ hắn phân nửa, ai biết đạo sư phụ của hắn so với hắn bị bại còn muốn thảm liệt. Hiện tại thì là hắn như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng minh bạch. Bản thân căn bản không phải cùng Diệp Thần Phong một tầng thứ người trên.
ai để làm chi không nên ép ta xuất thủ ni. Cái này trên thế giới đồ đê tiện chính là nhiều. Diệp Thần Phong xoay động bắt tay vào làm cổ tay lẩm bẩm. Ngược lại, Diệp Thần Phong tướng ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài vài tên đảo quốc nam nhân, hỏi, mấy người các ngươi là muốn cùng ta luận bàn một chút ni? Vẫn là đem bọn họ hai cái kéo đi. Diệp Thần Phong chỉ Sơn Bản Thánh Cửu cùng Điền Trung Trị Giã. Liền Điền Trung Trị Giã đều bị Diệp Thần Phong cấp một cước đạp bay, bọn họ thế nào còn dám cùng Diệp Thần Phong luận bàn ni? Phải biết rằng Điền Trung Trị Giã là bọn hắn trung thực lực một người lợi hại nhất, vội vã run rẩy nói rằng, chúng ta cái này đi, chúng ta cái này đi. Chương 287, Y học quyền uy. Tại Diệp Thần Phong giải quyết rồi Sơn Bản Thánh Cửu cùng Điền Trung Trị Giã sau, Thiên Hải Đại học Y khoa Quốc thuật xã trong hoàn toàn sôi trào lên, nam các sinh viên đại học đều lời thề son sắt muốn bái Diệp Thần Phong vi sư, các nữ sinh viên đại học đều một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trên người chen, nhìn tư thế hận không thể muốn cùng Diệp Thần Phong hòa làm một thể. Thời điểm mấu chốt, Châu Lâm Lâm đặt ra lão sư tư thái, mới không có nhượng Diệp Thần Phong bao phủ tại nữ sinh trong đống mặt, lôi kéo Diệp Thần Phong tay một đường đi ra quốc thuật xã, hướng tới Thiên Hải Đại học Y khoa bên ngoài đi ra ngoài. Châu Lâm Lâm miệng hơi cố lấy, phảng phất là ghen tị tiểu nữ nhân, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn thẳng thụ nữ sinh hoan nghênh mà. Thế nào, có hứng thú hay không tới trường học của chúng ta làm lão sư? Dùng y thuật của ngươi đảm đương Thiên Hải Đại học Y khoa lão sư là dư giả, thậm chí làm giáo sư cũng không thành vấn đề a. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày đều có thể thông đồng ngây thơ tiểu nữ sinh. Đối với vừa rồi các nữ sinh viên đại học nhiệt tình, Diệp Thần Phong quả thực cũng rất hưởng thụ, dù sao hắn là một người nam nhân, là một cái huyết khí phương cương nam nhân, một đôi đối bộ ngực đầy đặn chen tại trên cánh tay của hắn cảm giác thoải mái. Đương nhiên Diệp Thần Phong không có ngu xuẩn đến tại Châu Lâm Lâm trước mặt biểu hiện ra tâm tình của hắn tới, thuận miệng nói rằng, hiện tại chúng ta mặt cũng thấy, ta có thể đi về đi. Không được, Châu Lâm Lâm một hơi phủ quyết đạo, ngươi còn không có dạy ta công phu ni. Cho nên đêm nay ngươi nhất định phải đi nhà ta ăn cơm chiều, ra ra ta còn có ta ba mẹ khẳng định hội đặc biệt hoan nghênh ngươi. Ta cái này cấp ra ra ta gọi điện thoại, nói ngươi đêm nay muốn tới chúng ta Châu gia làm khách. Châu Lâm Lâm không có cấp Diệp Thần Phong cơ hội cự tuyệt, vội vội vàng vàng móc ra điện thoại di động. Bấm Châu gia điện thoại. Ngày hôm nay Châu Lâm Lâm thật vất vả gặp Diệp Thần Phong, thế nào có thể dễ dàng như vậy phóng qua hắn. Châu Lâm Lâm đã sớm tại trong lòng phát thệ, muốn nhượng Diệp Thần Phong quỳ gối tại dưới váy của nàng, cho nên hiện tại nàng nhất định phải cùng Diệp Thần Phong nhiều nhiều tiếp xúc một chút. Châu gia trong phòng khách, Châu lão gia tử Châu Trạch Đống cùng một gã tuổi tác cùng hắn tương đương lão đầu trò chuyện với nhau thật vui, khuôn mặt thỉnh thoảng hội lộ ra dáng tươi cười. Cái này vị ngồi ở Châu Trạch Đống bên cạnh, ăn mặc toàn thân kiểu áo tôn trung sơn. Khuôn mặt có một chút nếp uốn lão đầu, tên là Quý Vĩ Quốc, là quốc tế thượng nổi danh y học quyền uy. Toàn thân y thuật cao hơn Châu Trạch Đống ra không thiếu, nước Hoa rất nhiều quan viên đều cùng Quý Vĩ Quốc có liên hệ, bởi vì Quý Vĩ Quốc y thuật nổi danh tại quốc tế thượng đều là nhận được công nhận. Cho nên những quan viên này khó tránh khỏi sẽ cùng Quý Vĩ Quốc lôi kéo làm quen, con người khi còn sống nhất định là hội sinh bệnh, một vị nắm giữ cao siêu y thuật bác sĩ, đương nhiên là rất nhiều người đều muốn kết bạn, nhất là những này cho là mình mệnh tương đối quý giá quan viên cùng phú thương. Trạch Đống, ta đã có 5 năm chưa có tới Thiên Hải, cái này Thiên Hải thật đúng là phát sinh rất biến hóa lớn ni. Nhớ kỹ trước đây chúng ta cùng nơi học y thời gian, còn đều là mao đầu tiểu tử ni. Thời gian một cái nháy mắt, hai chúng ta đều lão a. Quý Vĩ Quốc bưng lên ly trà trước mặt, hơi nhấp một miếng nước chè xanh. Vĩ Quốc, ngươi lời nói này thế nào thương cảm như vậy ni? Ngươi bây giờ thế nhưng quốc tế thượng y học quyền uy, so với ta cái này loại ở nông thôn tiểu bác sĩ phải mạnh hơn. Có đôi khi ta thật đúng là ước ao ngươi ở đây y học thượng thiên tư ni. Châu Trạch Đống trêu ghẹo nói. Châu Trạch Đống cùng Quý Vĩ Quốc lúc còn trẻ là tại đồng nhất trường đại học chung tốt nghiệp, hai người năm đó quan hệ đặc biệt tốt, Quý Vĩ Quốc y học thiên tư còn mạnh hơn Châu Trạch Đống. Cho nên hắn đạt tới trình tự cũng so Châu Trạch Đống cao hơn. Trạch Đống, ngươi cái này là nói giỡn, ngươi thế nhưng đường đường Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng, ai dám nói ngươi là ở nông thôn tiểu bác sĩ. Bất quá, mấy năm nay ta bình thường tại nước Hoa mỗi cái trong thành phố đi tới đi lui, đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ tới nước ngoài đi cùng quốc tế thượng y học quyền uy tham thảo y thuật. Mấy năm nay ta trái lại thấy được không ít kỳ văn dị sự.
ta nói trạch đống, kỳ thực ngươi cũng có thể muốn đi ra ngoài đi vòng một chút, luôn luôn ngây ngô tại Thiên Hải một chỗ sao được ni. Lần này ta là từ nước ngoài vừa trở về, ngươi biết chúng ta lần này tham khảo nói cái gì để sao? Có quan hệ bệnh ung thư, nước ngoài đã tại nghiên cứu chế tạo trị liệu bệnh ung thư dược vật, với lại có tương đối lớn tiến triển, nói không chừng chờ tiếp qua 10-20 năm, bệnh ung thư bệnh nhân chỉ cần dùng dược vật là có thể thuốc đến bệnh trừ. Quý Vĩ Quốc hưng phấn nói. Quý Vĩ Quốc nhắc tới bệnh ung thư, Nhượng Châu Trạch Đống trong đầu không khỏi hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh. Trước đây Diệp Thần Phong có thể là vô dụng bất luận cái gì chữa bệnh khí giới đã đem bệnh ung thư bệnh nhân trị liệu tốt. Hắn và Quý Vĩ Quốc quan hệ đến không nói chuyện không nói trình độ. Vừa định muốn tướng chuyện này nói ra, cạnh ghế salon biên điện thoại cố định tự vang lên. Ra ra, ta hiện tại cùng với Thần Phong Ni. Có muốn hay không nhượng Thần Phong tối nay tới nhà của chúng ta làm khách? Vừa nhận điện thoại, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến Châu Lâm Lâm thanh âm. Lâm Lâm, ngươi nhượng Thần Phong nghe điện thoại. Vừa nghe đến Diệp Thần Phong ba chữ này, Châu Trạch Đống tức khắc tới gở thần. Thần Phong, ta đều có thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi, đêm nay ngươi sẽ tới chúng ta Châu gia ăn bữa cơm tối đi. Ta thuận tiện giới thiệu cho ngươi một vị quốc tế thượng y học quyền uy, ta muốn các ngươi khẳng định hội có rất nhiều lời để trò chuyện. Châu Trạch Đống hứng thú tràn đầy nói rằng. Tiếp nhận điện thoại Diệp Thần Phong cảm thụ được trong điện thoại Châu Trạch Đống nhiệt tình, vừa đến bên mép muốn cự tuyệt lại bị hắn cấp nuốt trở về trong bụng, vì vậy cũng chỉ có thể đủ đáp ứng Châu Trạch Đống mời, vậy được rồi. Châu lão gia tử, đợi ta và Lâm Lâm cùng nơi qua đây. Tốt, cứ như vậy nói định, ta tự ở nhà chờ ngươi. Châu Trạch Đống sau khi cúp điện thoại, đối Quý Vĩ Quốc báo dùng khiểm xe, nói rằng, Vĩ Quốc, đợi có một vị y thuật cao siêu người muốn tới Châu gia làm khách. Ta dẫn tiến hai người các ngươi quen biết một chút. Tại chữa bệnh trong lĩnh vực, Châu Trạch Đống tại quốc tế thượng có thể không quá nổi danh, thế nhưng tại Thiên Hải cũng coi là người nổi bật. Nhìn đến Châu Trạch Đống vừa rồi gọi điện thoại thời gian mi bay xẻ vũ dáng dấp, Quý Vĩ Quốc trong lòng cũng sinh ra hiếu kỳ, Trạch Đống, ngươi thật là quá không cầm ta làm bằng hữu, ngươi nhận thức mẫu người thế nào không còn sớm giới thiệu cho ta giới thiệu. Có thể những ngươi đều nói thành là y thuật cao siêu người. Ta muốn khẳng định điều không phải hời hợt hạng người, ta có thể đặc biệt rõ ràng ngươi lão đầu tử này tính bướng bỉnh, chính là không thích chịu thua. Ở trong phòng khách ngồi một hồi, Châu Trạch Đống nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đứng lên nói rằng, Vĩ Quốc, ta tới cửa đi tiếp một chút cái này vị y thuật cao siêu bằng hữu, ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi đi. Nhìn đến Châu Trạch Đống lại muốn tự mình đi nghênh tiếp, Quý Vĩ Quốc trong lòng là càng thêm tò mò, liền vội vàng đi theo Châu Trạch Đống đứng lên, Trạch Đống. Ta tùy ngươi cùng đi tiếp một chút, trong miệng ngươi cái này vị y thuật cao siêu bằng hữu đi. Bằng không đợi để cho người khác đã cho ta tự cao tự đại sẽ không tốt. Đối với đề nghị của Quý Vĩ Quốc, Châu Trạch Đống xem như là thầm chấp nhận, tại trong mắt hắn Diệp Thần Phong biểu hiện ra các loại, đã không thể đủ khoa học để giải thích, thậm chí hắn trong lòng đối Diệp Thần Phong tràn đầy tôn kính, còn có một nhẹ nhẹ kính nể. Châu Trạch Đống cùng Quý Vĩ Quốc tại cổng đợi chừng 5 phút. Châu Lâm Lâm hồng xe tiểu xe có rèm che tự lái vào Châu gia trong viện. Diệp Thần Phong mới từ xe có rèm che thượng đi xuống, Châu Trạch Đống tự nhiệt tình đón đi tới, nói rằng, Thần Phong, điều không phải những ngươi có thời gian nhiều tới Châu gia ngồi một chút sao? Ta còn muốn hướng ngươi nhiều thỉnh giáo một chút y thuật phương diện sự tình ni. Nguyên bản Quý Vĩ Quốc nhìn đến từ xe có rèm che thượng đi xuống Diệp Thần Phong thời gian, căn bản không có coi Diệp Thần Phong là hồi sự tình. Tại hắn cho rằng có thể bị Châu Trạch Đống xưng là y thuật cao thủ, tuổi tác tối thiểu cũng phải cùng bọn họ hai cái tương đương đi. Ai biết đạo sẽ là như thế một tên mao đầu tiểu tử. Thì là hắn từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập y thuật, sợ rằng toàn thân y thuật cũng sẽ không cao đi nơi nào đi. Nhớ hắn Quý Vĩ Quốc tốt xấu cũng quốc tế thượng nổi danh y học quyền uy, bình thường rất nhiều nước hoa các nơi quan viên cùng phú thương muốn gặp hắn, cũng là yêu cầu sớm một vòng hẹn trước. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại có thể tại cổng đợi 5-6 phút, nghênh tiếp như thế cái tên đều chưa biết tiểu tử. Điều này làm cho Quý Vĩ Quốc khuôn mặt xè từ từ biến được khó coi xuống. Thậm chí đối với Châu Trạch Đống cũng bất mãn, Quý Vĩ Quốc thấy thế nào Diệp Thần Phong, cũng không ngờ là một cái y thuật cao siêu người a. Lẽ nào Châu Trạch Đống là uống lộn thuốc, còn là, làm sao sẽ bị như thế một cái tiểu tử cấp lừa gạt xoay quanh. Quý Vĩ Quốc tuy rằng còn không có cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, thế nhưng hắn trong lòng đã cấp Diệp Thần Phong dán lên phiến tử nhãn, nếu không bận tâm đến Châu Trạch Đống thể diện, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt.
Chương 288, tự cho là đúng. Lâm Lâm, lâu như vậy không có gặp, ngươi là càng trưởng càng xinh đẹp à? Có không có đối tượng, có muốn hay không Quý gia gia ta giúp ngươi giới thiệu một cái? Ta cam đoan những ngươi thỏa mãn. Quý Vĩ Quốc trực tiếp bỏ quên Diệp Thần Phong, trái lại cùng Châu Lâm Lâm nói đùa lên. Châu Trạch Đống cảm giác được Quý Vĩ Quốc nụ cười trên mặt chung một vòng vẻ không vui, hắn chợt nghĩ đến nguyên nhân trong đó, nhất định là Quý Vĩ Quốc nhìn đến Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi, cho nên đối với Diệp Thần Phong sinh ra phiến diệt, hắn vừa rồi trái lại đem cái này nhất mảnh vụn quên. Tướng Diệp Thần Phong đón vào phòng khách sau, Châu Trạch Đống liền vội vàng giới thiệu, Thần Phong, vị này chính là ta bạn cũ lâu năm Quý Vĩ Quốc, là quốc tế thượng nổi danh y học quyền uy. Vĩ Quốc, cái này vị chính là ta vừa rồi đối với ngươi đề cập tới y thuật cao thủ Diệp Thần Phong, ngươi có thể chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, hắn là có thật người có bản lĩnh, nói đến y thuật, nếu như Thần Phong nói mình là đệ nhị, sợ rằng không ai dám nói mình là đệ nhất. Châu Trạch Đống tại lúc giới thiệu cố ý nhấn mạnh thoáng cái Diệp Thần Phong y thuật cao siêu, hắn có thể không muốn nhìn thấy Quý Vĩ Quốc đắc tội Diệp Thần Phong, trước không nói Diệp Thần Phong các loại thần kỳ thủ đoạn, bằng vào Diệp Thần Phong là kinh thành Diệp gia dòng chính thân phận, cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội, hắn rất sợ Quý Vĩ Quốc trong khe cửa nhìn người. Quý Vĩ Quốc thật đúng là muốn tại chỗ nổ tung, bất quá, ngại vì lão bằng hữu Châu Trạch Đống thể diện, trên mặt hắn còn là miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, cực kỳ mất tự nhiên nói rằng, vừa rồi Trạch Đống còn nói muốn cấp ta dẫn tiến một vị y thuật cao thủ ni. Không nghĩ tới dĩ nhiên là còn trẻ như vậy tiểu tử, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Quý Vĩ Quốc ngoài miệng lời nói mặc dù nói đặc biệt khách khí, nhưng là từ trong giọng nói lãnh đạm cùng chẳng đáng. Là có thể nghe ra hắn đối Diệp Thần Phong rốt cuộc là một loại thái độ gì. Nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ là không hảo ý cự tuyệt Châu Trạch Đống, mới đáp ứng tới Châu gia ăn cơm chiều, lúc này tên này gọi Quý Vĩ Quốc lão đầu rõ ràng cho thấy cấp sắc mặt hắn nhìn đi. Hắn cũng không có cần phải chấp nhặt với Quý Vĩ Quốc, đồng dạng không lạnh không đạm nói rằng, Quý tiên sinh khen ngợi, ta chẳng qua là một cái mới ra đời y học lính mới mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần Phong như thế khiêm tốn, Quý Vĩ Quốc trên mặt thần sắc mới dễ nhìn một ít, cười hỏi, mạo muội hỏi một câu. Ngươi ở đây Thiên Hải Bệnh viện nào công tác? Ngươi là ở đâu sở đại học y khoa tốt nghiệp? Có thể bồi dưỡng được ngươi nhân tài như vậy, là chúng ta nước Hoa thị dân phúc khí a. Quý Vĩ Quốc biểu hiện ra cùng Diệp Thần Phong khách sáo đối thoại, kỳ thực hắn là muốn sáo ra một ít Diệp Thần Phong nội tình. Cũng tốt vạch trần đối phương chân diện mục. Nếu như muốn nhượng Quý Vĩ Quốc tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt này là y thuật cao thủ lời nói, còn không bằng nhượng hắn tin tưởng cái này trên thế giới có quỷ ni. Ta cũng không là đại học y khoa tốt nghiệp, với lại ta ngay cả đại học cũng không có tốt nghiệp, hiện tại thuộc về không việc làm một cái. Diệp Thần Phong không sao cả nói rằng, cái này ngã đúng là sự thực, Diệp Thần Phong cũng không là một sở đại học y khoa tốt nghiệp, hiện tại cũng không có một phần chân chính công tác. Diệp Thần Phong thẳng thắn lời nói những Quý Vĩ Quốc vì đó sửng sốt, đổi lại là cái khác người đang trường hợp này hạ, coi như mình đều không phải đại học y khoa tốt nghiệp, khẳng định cũng tùy tiện hội lập một cái lời nói dối ra đi. Mà trước mặt Diệp Thần Phong nói lời nói là như vậy lẽ thẳng khí hùng, hình như liền đại học đều không có tốt nghiệp, là một cái không việc làm rất quang vinh giống nhau. Nhìn nơi chỗ nhằm vào Diệp Thần Phong Quý Vĩ Quốc, Châu Trạch Đống trong lòng là cười khổ không thôi. Sớm biết rằng hắn sẽ không đem Quý Vĩ Quốc giới thiệu cho Diệp Thần Phong biết, lại như thế đi xuống còn không biết Quý Vĩ Quốc hội sẽ không nói ra gì càng lời quá đáng. Làm ra gì càng quá phận sự tình tới ni. Châu Trạch Đống liền vội vàng cười hòa giải, Vĩ Quốc, Thần Phong chính là thích nói đùa người, người có thể không nên tin lời của hắn. Y thuật của hắn thật thị phi thường tài ba, thậm chí bệnh ung thư không cần khai đao, không cần trị bệnh bằng hóa chất, hắn là có thể dễ dàng chữa trị xong. Quý Vĩ Quốc gặp Châu Trạch Đống lời nói là càng nói càng ngoại hạng, không cần khai đao. Không cần trị bệnh bằng hóa chất, là có thể trị liệu tốt bệnh ung thư. Hắn thấy cái này chỉ do lời nói vô căn cứ, cũng không biết Diệp Thần Phong cấp Châu Trạch Đống đổ gì nước nóng. Nhưng Châu Trạch Đống như thế tin tưởng không nghi ngờ. Nga, cái này trên thế giới còn có y thuật thần kỳ như vậy. Có cơ hội ta có thể nhất định muốn kiến thức một chút. Quý Vĩ Quốc giọng nói là càng tới càng chẳng đáng. Có thể dùng Châu Trạch Đống vẫn không ngừng đối Diệp Thần Phong đầu đi áy náy ánh mắt. Diệp Thần Phong quan sát vài lần Quý Vĩ Quốc, tổng cảm giác Quý Vĩ Quốc sắc mặt có cái gì không đúng, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn liền tướng bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, khống chế được linh hồn lực xông vào Quý Vĩ Quốc trong cơ thể,
ngắn ngủi tra xét, Diệp Thần Phong trong lòng tự có kết quả, trước mặt cái này cái gọi là y học quyền uy vậy mà mắc ác tình ung thư bao tử, hiện tại sợ rằng đối phương còn không biết tình trạng thân thể của mình nhi. Người mắc bệnh ung thư, hay nhất hay là đi trong bệnh viện kiểm tra một chút, bằng không ngươi không có bao nhiêu ngày tốt sống. Nếu có thể tại biển người mang mang chung gặp mặt, coi như là một loại duyên phận, Diệp Thần Phong liền mở miệng nhắc nhở, về phần quý vĩ quốc có nguyện ý hay không tin tưởng hắn lời nói, như vậy thì không mắc mớ gì đến hắn. Bá! Quý vĩ quốc sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn bình thường tướng thân thể của chính mình bảo dưỡng phi thường tốt, đã có 3-4 năm liền cảm mạo nóng sốt đều không có qua, bởi vì vẫn không có sinh bệnh, mấy năm này quý vĩ quốc cũng không có đi đã làm thân thể kiểm tra. Cho nên đưa đến hắn đường đường như thế một cái quốc tế thượng y học quyền uy, ngay cả mình mắc ác tình ung thư bao tử đều không biết ni. Thanh niên nhân, ngươi là điều không phải hơi quá đáng. Cơ thể của ta sẽ không biết sao. Đừng tưởng rằng trạch đống nói ngươi có thể trị liệu tốt bệnh ung thư, ngươi tự thật là gì bệnh ung thư chuyên gia, ta xem ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi phiến tử, thật không biết ngươi là thế nào dạng nhượng trạch đống đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Quý vĩ quốc sắc mặt khó coi quát dẹp đường. Đầu năm nay làm người tốt, nói vài câu lời nói thật, thật con mẹ nó cứ như vậy khó khăn ni. Diệp Thần Phong đối với quý vĩ quốc lời nói thờ ơ, thuận miệng nói rằng, nếu như ngươi không tin, coi như làm ta không có nói qua. Ngươi bớt ở chỗ này giả danh lừa bịp, tượng loại người như ngươi chính là chúng ta y học giới bại hoại, thí điểm bản lĩnh cũng không có, tự hội nói bốc nói phét, thì là ngươi muốn giả danh lừa bịp, cũng chờ lớn tuổi một ít a. Tượng ngươi còn trẻ như vậy người sẽ là y thuật cao thủ mới là lạ chứ. Quý vĩ quốc sắc mặt đỏ lên nói rằng. Vĩ quốc, lời của ngươi nói xong hơi quá đáng, Thần Phong hôm nay là tới Châu gia làm khách, ngươi cái này đều không phải ý định nhường ta không xuống đài được sao. Châu Trạch Đống nhìn đến quý vĩ quốc người gây sự, cả khuôn mặt trong nháy mắt bản xuống, hắn thấy Diệp Thần Phong cái này loại cao nhân là không được phép cái khác người vũ nhục. Trạch Đống, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ta xem ngươi là bị tiểu tử này hồ lộng. Quý vĩ quốc nhìn đến bản thân lão bằng hữu đứng tại hắn mặt đối lập, trên mặt biểu tình là muốn có nhiều khó khăn nhìn thì có nhiều khó khăn nhìn. Một bên Châu Lâm Lâm nhìn đến quý vĩ quốc như thế vũ nhục Diệp Thần Phong, trong lòng 10 phần nín nhất cơn tức giận, Diệp Thần Phong y thuật là nàng tận mắt nhìn thấy, mà trước mặt quý vĩ quốc chỉ là nhìn đến Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi, đã đem Diệp Thần Phong hết thảy đều hủy bỏ, người như vậy có phần quá chú trọng mặt ngoài đi. Lẽ nào y thuật cao thủ cần phải nếu là một cái 60-70 tuổi lão nhân sao? Quý gia gia, ta muốn người hay nhất hay là đi trong bệnh viện kiểm tra một chút, Thần Phong cũng sẽ không nói bậy. Châu Lâm Lâm giọng nói cứng rắn nói rằng, ta gặp các người ông cháu hai đều trúng độc, cơ thể của ta sẽ không biết sao. Ta sẽ mắc bệnh ung thư, nếu như ta mắc bệnh ung thư, ta lập tức đi nhảy xuống Trường Giang. Nhìn đến Châu Lâm Lâm cũng tin tưởng Diệp Thần Phong nói. Quý vĩ quốc tâm tình là càng kích động. Châu Lâm Lâm như thế vừa đề tỉnh, mới để cho Châu Trạch Đống phản ứng lại, Diệp Thần Phong y thuật là nhượng hắn không lời nói, muốn trước đây Diệp Thần Phong tới Châu gia chỉ nhìn con hắn Châu Văn Hải liếc mắt, cũng đã biết Châu Văn Hải mắc bệnh gì. Chiếu nói như vậy quý vĩ quốc sợ rằng thật đúng là mắc bệnh ung thư ni. Vĩ quốc, Lâm Lâm nói rất đúng, ngươi còn là dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đi. Bằng không ta hiện tại tự an bài cho ngươi. Châu Trạch Đống cùng quý vĩ quốc dù sao cũng là bạn cũ lâu năm, hắn đương nhiên cũng không hy vọng nhìn đến quý vĩ quốc xảy ra chuyện. Trạch Đống, tiểu tử này liền kiểm tra đều không có giúp ta kiểm tra, chỉ biết ta mắc bệnh ung thư. Thậm chí hắn liền thân thể ta cũng không có va chạm vào, chẳng lẽ hắn là trong phim ảnh thần tiên sao? Quý vĩ quốc nộ khí hung hung trừng mắt Diệp Thần Phong. Hôm nay chuyện này ta sẽ truy cứu tới cùng. Ta không cho phép nước Hoa có cái này loại giả danh lừa bịp bại hoại tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, quý vĩ quốc cũng không cần cố kỵ Châu Trạch Đống mặt mũi, hắn tin tưởng cha ra manh mối ngày nào đó, Châu Trạch Đống hội cảm tạ hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 289, Châu gia người thái độ. Châu gia trong phòng khách trong lúc nhất thời lâm vào không khí ngột ngạt ở giữa, Châu Trạch Đống trong lòng hối ruột đều thanh, thận trọng nhìn Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình biến hóa. Nếu không quý vĩ quốc là bạn cũ của hắn, hắn mới lười đem Diệp Thần Phong cao nhân như thế giới thiệu cho quý vĩ quốc nhận thức ni. Mà kết quả cái này quý vĩ quốc trái lại triệt để đem Diệp Thần Phong đắc tội. Vĩ quốc, nếu như ngươi coi ta là bằng hữu, còn tin tưởng lời của ta, mời cấp Thần Phong nói lời xin lỗi, y thuật của hắn thật không phải là ngươi có thể tưởng tượng,
lời nói ngươi không thích nghe, ngươi có thể may mắn nhận thức Thần Phong, là ngươi đời trước đã tu luyện có phúc. Châu Trạch Đống trên mặt biểu tình hết sức nghiêm túc, nhớ hắn đường đường Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng hội bị người tùy tiện cấp lừa dối sao. Cái này Quý Vĩ Quốc cũng quá coi thường hắn. Quý Vĩ Quốc sắc mặt tái xanh một mảnh, bất mãn nói, Trạch Đống, lẽ nào ngươi nên vì một cái giả danh lừa bịp thần côn cùng ta trở mặt sao? Coi như là quốc tế thượng đứng đầu y học quyền uy, cũng căn bản không thể có thể không cần khai đao, không cần trị bệnh bằng hóa chất tự chữa cho tốt bệnh ung thư. Lời như vậy lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử còn được, đối với chúng ta làm y học sự nghiệp người mà nói, coi như là một cái buồn cười trí cực cười nhạo, lẽ nào ngươi liền điểm ấy đều không phân biệt được sao? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cấp Trạch Đống đổ gì thuốc? Ngươi hay nhất lập tức đem sự thực nói ra, bằng không có ngươi đẹp mắt, ta mặc dù chỉ là một cái bác sĩ, thế nhưng người quen biết còn không tính là thiếu, ngươi có thầy thuốc tư cách giấy chứng nhận sao? Còn nói có thể trị liệu tốt bệnh ung thư? Ta có thể cho ngươi đi ngồi nhà tù, ngươi tin hay không? Quý Vĩ Quốc tướng đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong. Châu Lâm Lâm nghe Quý Vĩ Quốc nhằm vào Diệp Thần Phong lời nói, trong lòng chắn được khó chịu. Trong lòng nàng đã sớm coi Diệp Thần Phong là làm là tương lai mình nam nhân, làm sao có thể đủ nhìn đến nam nhân của chính mình bị như thế lần lượt bôi đen ni. Lập tức căm giận nói rằng, Quý gia gia, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói rất không có lễ phép sao? Ngươi vừa không có đã từng kiến thức qua Thần Phong y thuật, ngươi thế nào có thể chắc hắn là cái giả danh lừa bịp thần côn? Ta và gia gia ta chính mắt thấy được qua Thần Phong trị liệu tốt bệnh ung thư bệnh nhân, ta cũng cho rằng ngươi nên muốn đi gặp Thần Phong xin lỗi. Diệp Thần Phong trên mặt thần tình từ đầu đến cuối chưa biến, nếu như bị Quý Vĩ Quốc nói như thế vài câu, hắn tự căm tức lời nói. Như vậy cái này trên thế giới món lòng nhiều như vậy, hắn cũng muốn cả ngày cả đêm sống ở thịnh nộ chung. Người bình thường chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chỉ biết đem đối phương cho rằng là quay chung quanh ở bên tai ong ong la hoảng con ruồi. Thì là Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm nói chính mắt thấy Diệp Thần Phong trị liệu tốt bệnh ung thư bệnh nhân. Hắn Quý Vĩ Quốc cũng là tuyệt đối không tin, bây giờ xã hội thượng giả danh lừa bịp thủ đoạn nhiều lắm, với lại đại đa số đều nhường phổ thông người khó lòng phòng bị. Có thể không cần khai đao, không cần trị bệnh bằng hóa chất, chỉ dùng dược vật. Là có thể trị liệu tốt bệnh ung thư, cái này loại dược vật nước ngoài vừa mới vừa nghiên cứu có chút mặt mày, muốn tướng cái này loại dược vật chân chính nghiên cứu ra tới, chí ít còn cần tiêu tốn vài chục năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên hiện nay mà nói, căn bản không thể có thể có bác sĩ có thể không cần khai đao, không cần trị bệnh bằng hóa chất tự trị liệu tốt bệnh ung thư bệnh hoạn. Đương nhiên cái này là Quý Vĩ Quốc trong lòng nhất xương tình nguyện nghĩ cách. Giữa lúc Châu gia trong phòng khách bầu không khí rằng co không dưới thời gian, con trai của Châu Trạch Đống Châu Văn Hải cùng con dâu Kiều Di mở rộng cửa trở về, khi bọn hắn hai cái nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, khuôn mặt lập tức rào rạt khởi dáng tươi cười, tỉnh không có phát hiện trong phòng khách không thích hợp. Rất cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài ngày hôm nay thế nào tới? Ngài trước khi tới thế nào không trước đó cho chúng ta biết một tiếng? Chúng ta cũng tốt ở nhà bắt chuyện ngài a. Châu Văn Hải cùng Kiều Di cung kính đối Diệp Thần Phong đánh xong bắt chuyện, mới gặp được một bên sắc mặt xấu xí Quý Vĩ Quốc, Quý Thúc Thúc, người ngày hôm nay thế nào cũng ở nơi đây. Người chừng nào thì hồi Thiên Hải. Quý Vĩ Quốc khoát tay áo, nói rằng, Văn Hải. Người trở về đúng lúc, người thế nhưng Thiên Hải một tay, người nên hiểu chuyện nhiều, tiểu tử này thuần túy là giả danh lừa bịp, người lập tức gọi điện thoại nhượng người đem hắn bắt. Quý Vĩ Quốc ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong. Quý Thúc Thúc, trong lúc này là điều không phải có gì hiểu lầm. Diệp tiên sinh làm sao sẽ giả danh lừa bịp ni? Châu Văn Hải nhíu mày một cái. Văn Hải, ngươi làm gì thế xưng hô tiểu tử này vì Diệp tiên sinh? Ngươi thế nhưng đường đường Thiên Hải thị ủy bí thư, ngươi làm như vậy đều không phải mất mặt mà. Ba người cùng con gái ngươi đều nói tiểu tử này có thể trị liệu tốt bệnh ung thư, với lại tiểu tử này còn dõng dạc nói ta mắc phải bệnh ung thư. Cái này đều không phải giả danh lừa bịp còn là gì. Quý Vĩ Quốc sát cổ họng nói rằng. Quý Thúc Thúc, ta muốn người thật hiểu lầm Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh đích xác có toàn thân cao siêu y thuật. Đây là ta đích thân thể nghiệm qua. Nếu như Diệp tiên sinh nói người mắc bệnh ung thư, người hay nhất thật đi bệnh viện trong kiểm tra một chút. Châu Văn Hải nghiêm trang nói. Quý Vĩ Quốc còn tưởng rằng Châu Văn Hải sẽ rõ lý lẽ. Ai biết đạo cùng Châu Trạch Đống, Châu Lâm Lâm bọn họ giống nhau. Bị Diệp Thần Phong cái này thần côn cấp lừa gạt là xoay quanh,
hắn trong lòng thịnh nộ rốt cục không nhịn được điên cuồng cháy đốt. Văn Hải, ta nghe nói ngươi rất nhanh muốn điều động đến tỉnh Lý Mặt đi, mà ngươi bây giờ đem cái thần côn đương thành thần y, ngươi phán đoán năng lực thật sự là quá kém. Nghe Quý Vĩ Quốc lại nhảy lời nói, Diệp Thần Phong trong lòng cũng có chút không nhịn được, hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương mắc bệnh ung thư, lại gặp tới như vậy cố tình gây sự, hắn thật muốn đại bà tai chim phiến bay Quý Vĩ Quốc cái này tự cho là đúng lão đầu. Châu lão gia tử, xem ra hôm nay bữa này cơm tối ta là ăn không được, ta còn là trước ly khai đi. Diệp Thần Phong chuẩn bị xoay người đi. Lẽ nào bị ta chạc phá lời nói dối, người đã nghĩ muốn chạy trốn sao? Ngày hôm nay ta nhất định phải để cho người đem người bắt, đỡ phải ngươi ở đây Thiên Hải lại giả danh lừa bịp đi xuống, tự tại ngươi cái này loại lang băm tay người trên sợ rằng không phải số ít đi. Quý Vĩ Quốc không lùi bước chút nào quát dẹp đường. Lúc này Diệp Thần Phong sắc mặt băng lạnh xuống, Châu Trạch Đống, Châu Văn Hải, Kiều Di đám người nhìn đến đổi sắc mặt Diệp Thần Phong, tim đập tần suất lập tức tăng nhanh, Diệp Thần Phong thần thông thủ đoạn bọn họ đều là đã từng kiến thức qua, tại bọn họ trong lòng Diệp Thần Phong cơ hồ là giống như là thần tiên như chính là nhân vật. Bọn họ thế nhưng lần lượt nhắc nhở qua Quý Vĩ Quốc, nhưng mà Quý Vĩ Quốc lại là tệ hại hơn nhục nhã Diệp Thần Phong, đối với bọn hắn khuyên nhủ chỉ coi làm là gió thoảng bên tai. Vĩ Quốc, xem ra hôm nay ngươi không thích hợp lại lưu tại Châu gia, hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm đi. Châu Trạch Đống đây là đang hạ lệnh trục khách. Trạch Đống, ngươi đây là ý gì? Vì như thế một cái thần côn, ngươi đây là muốn cùng ta trở mặt. Quý Vĩ Quốc chừng lớn suy nghĩ con ngươi. Quý Thúc Thúc. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết bản thân hôm nay cách làm là bao nhiêu ngu xuẩn, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Châu Văn Hải lắc đầu, nếu như hôm nay Quý Vĩ Quốc có thể đối Diệp Thần Phong lễ phép tôn trọng một ít, không chẳng khác nào kết giao nhất vị cao nhân sao. Bây giờ xã hội thượng tượng Diệp Thần Phong cao nhân như thế là thượng trong vạn người cũng tìm không ra một cái, cho nên hắn mới có thể nói Quý Vĩ Quốc mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Văn Hải. Liền ngươi cũng muốn nhượng ta trước ly khai Châu gia. Tốt, rất tốt a. Văn Hải, ta xem ngươi còn là trước lưu tại Thiên Hải rèn luyện đi. Ngươi còn không có đạt được đi tỉnh bên trong trình độ ni. Các ngươi không tin lời của ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận, tiểu tử này chính là cái thần côn. Quý Vĩ Quốc để lại những lời này sau, liền nổi giận đùng đùng ly khai Châu gia. Châu Văn Hải sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên bản hắn muốn điều đến tỉnh Lý đi là đinh sát đinh sự tình, thế nhưng Quý Vĩ Quốc vừa nói như vậy, chuyện này có thể muốn thổi, dù sao Quý Vĩ Quốc cùng tỉnh Lý rất nhiều lãnh đạo đều có giao tình, nếu như Quý Vĩ Quốc ý định muốn nhượng Châu Văn Hải lưu tại Thiên Hải, tỉnh bên trong lãnh đạo khẳng định hội cho hắn vài phần mặt mũi. Bất quá, Quý Vĩ Quốc nói Châu gia người sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận, những lời này đến nhượng Châu gia người có chút không cho là đúng, thì là cuối cùng có ai phải hối hận. Chỉ sợ cũng là cái này tự cho là đúng lão đầu Quý Vĩ Quốc đi. Châu lão gia tử, Châu Thúc Thúc, ngày hôm nay ta cho các ngươi thêm phiền toái, ta còn là hôm nào trở lại ăn cơm chiều đi. Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài có thể nghìn vạn không muốn nói như vậy, là Quý Thúc Thúc quá phiến diện nhìn người, ngài đêm nay có thể nhất định muốn ăn cơm tối lại đi à. Châu Văn Hải cung kính nói, đúng vậy, Thần Phong, chúng ta không thèm nghĩ nữa không chuyện vui. Đợi chúng ta cùng nơi vui vẻ ăn bữa cơm tối, mấy ngày nay ta là mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi tới Châu gia làm khách. Châu Trạch Đống vừa cười vừa nói. Thần Phong, đợi hội ăn cơm tối xong, ngươi còn muốn dạy ta công phu ni. Ngươi đêm nay đừng hòng muốn chạy trốn. Châu Lâm Lâm ưỡn ngực bộ ngực đầy đặn nói rằng. Chương 290, thứ hai lần mê hoặc. Một trận cơm tối là ăn náo nhiệt không gì sánh được, Châu gia người không ngừng hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp thức ăn. Thế cho nên cuối cùng Diệp Thần Phong đều ăn có chút chống đỡ. Vừa ăn cơm tối xong, Châu Lâm Lâm tự lôi kéo Diệp Thần Phong tay hướng tới trên lầu đi, trong miệng Mỹ kỳ danh vì nói rằng, Thần Phong, ngươi đến trên lầu trong phòng tới dạy ta công phu. Châu Trạch Đống đám người nhìn Châu Lâm Lâm cùng Diệp Thần Phong tiêu thất tại khúc quanh thang lầu thân ảnh, một đám khuôn mặt đều là bất đồng biểu tình. 3. Lâm Lâm chẳng lẽ thật thích Diệp tiên sinh đi? Diệp tiên sinh không phải là cùng chúng ta một cái thế giới người, tuy rằng ta cũng rất hy vọng có thể nhượng Diệp tiên sinh làm con rể của ta, thế nhưng Diệp tiên sinh đã có vị hôn thê, Lâm Lâm thế nào chính là không nghe khuyên bảo ni. Ta để cho nàng thiếu tiếp cận Diệp tiên sinh, nàng trái lại cấp ta kể cận Diệp tiên sinh. Châu Văn Hải có chút lo lắng nói rằng, ai nói điều không phải ni,
sợ rằng cái này trên thế giới lại cũng tìm không ra giống như Thần Phong ưu tú người tuổi trẻ, ta hiện tại trái lại tương đối lo lắng Vĩ Quốc, vừa rồi tại lúc ăn cơm, Thần Phong không phải nói mà. Vĩ Quốc được ác tính ung thư bao tử, hắn thế nào thì không thể đủ thật tốt nói với Thần Phong lời nói ni. Bây giờ là hoàn toàn tướng Thần Phong đắc tội, sau đó ai tới trị cho hắn bệnh ung thư. Châu Trạch Đống thở dài một hơi nói rằng, ba, ta xem lần này hoàn toàn là Quý Thúc Thúc quá tự đại, chúng ta đều đã nói Diệp tiên sinh là một vị y thuật cao thủ, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không tin, lẽ nào hắn dùng vì cái này trên thế giới chỉ có hắn mình là thông minh người sao? Mà chúng ta đều là người ngu, kiểu gì đối Quý Vĩ Quốc vừa rồi thái độ cũng là đặc biệt phản cảm. Cái này Quý Vĩ Quốc a, hắn chính là cái này Phó Đức Hạnh, chỉ sợ là hắn không có cái này có phúc kết bạn Thần Phong cao nhân như thế đi. Mong muốn Vĩ Quốc có thể sớm đi tỉnh ngộ, ta thử lại van cầu Thần Phong, nhìn có thể không thể cứu hắn một cái mạng đi. Châu Trạch Đống là một cái rất trọng tình cảm người, hắn và Quý Vĩ Quốc biết nhiều năm như vậy, cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Quý Vĩ Quốc mắc bệnh ung thư mà chết a. Diệp Thần Phong bị Châu Lâm Lâm ngạnh lôi kéo đi vào lầu hai gian phòng, ở trong phòng sao có thể đủ giáo công phu a? Trừ phi là giữa nam nữ công phu trên giường. Cái này là Diệp Thần Phong lần thứ hai đi tới Châu Lâm Lâm trong phòng, lần trước Châu Lâm Lâm nữ nhân này còn muốn mê hoặc Diệp Thần Phong ni. Kết quả bị Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi, mò lấy nắm Châu Lâm Lâm tràn ngập co giãn bộ ngực. Trong phòng tràn đầy nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Châu Lâm Lâm hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra cùng nhau nụ cười điềm mỹ, nói rằng, Thần Phong, người trước tiên ở đây ngồi một hồi. Ta đi chuyến buồng vệ sinh. Diệp Thần Phong nhìn đi vào buồng vệ sinh Châu Lâm Lâm, trong lòng thầm nghĩ, Châu Lâm Lâm nữ nhân này lần này chẳng lẽ còn là muốn dùng tắm chiêu số mê hoặc ta đi. Nữ nhân này rốt cuộc là coi trọng ta kia điểm, hiện tại có thể điều không phải trêu chọc nữ nhân thời gian a. Lần này trong phòng vệ sinh tịnh không có truyền ra xả nước thanh, cửa phòng vệ sinh cũng rất nhanh được mở ra. Tại môn bị mở ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong là sửng sốt 2 giây. Chỉ thấy Châu Lâm Lâm ăn mặc toàn thân tiếp viên hàng không chế ngự, hai điều bắp đùi thon dài thượng sáo vớ cao màu đen, bên trong áo khoác là nhất bộ màu trắng quần áo trong cúc áo không có toàn bộ xoay thượng, loáng thoáng có thể nhìn đến nhất điều rãnh vú sâu hóm. Châu Lâm Lâm khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười quyến rũ, lắc lắc mảnh mai hướng Diệp Thần Phong từng bước đi tới, kỳ thực trong lòng nàng cũng chính đánh cổ ni. Nói hiểu rõ một chút, Châu Lâm Lâm chỉ là một tình trường thái điểu. Lần trước mê hoặc Diệp Thần Phong không có sau khi thành công, nàng liền hướng vài cái khuê mật khứ thủ kinh, nghe nói nam nhân đối chế ngự mê hoặc rất cảm thấy hứng thú, nàng liền mua một bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không, đồng phục y tá, phục, dù sao là có thể mua chế ngự đều mua. Thần Phong, ngươi xem ta ăn mặc tiếp viên hàng không chế ngự có xinh đẹp hay không? Ngươi có nghĩ là muốn nhượng ta làm bạn gái của ngươi? Châu Lâm Lâm thanh âm ngon ngọt không gì sánh được. Vươn tố thủ gỡ gỡ bên tai sợi tóc. Nữ nhân này tuyệt đối là muốn chơi lần thứ hai mê hoặc a. Ta tuyệt đối không thể đủ trúng chiêu. Diệp Thần Phong tại trong lòng âm thầm đau khổ. Lâm Lâm, ngươi không phải nói để cho ta tới giáo công phu của ngươi sao? Nếu như ngươi không cần ta dạy cho ngươi công phu, như vậy ta hiện tại phải rời đi. Diệp Thần Phong ánh mắt không tự chủ hướng tới Châu Lâm Lâm bộ vớ cao màu đen trên đùi mặt ngắm. Thực sự hắn cũng là một cái nam nhân chân chính a. Huống hồ Châu Lâm Lâm thuộc về chân chính mỹ nữ, ăn mặc cái này toàn thân tiếp viên hàng không chế ngự. Đối nam nhân mà nói vẫn là vô cùng có lực sát thương. Châu Lâm Lâm đưa ra bộ vớ cao màu đen thon dài đùi phải, hai bên đôi má có chút hơi phiếm hồng, tượng là uống một chút rượu đỏ, khí chất biến được càng mê người, Thần Phong, lẽ nào ta không đẹp không? Lẽ nào ta thiếu tư cách làm bạn gái của ngươi sao? Lúc này, Châu Lâm Lâm ngực tim đập tốc độ thập phần cấp tốc, đối với nàng chuyện này trường thái điểu mà nói, nơi nào có thể như thế tự nhiên mê hoặc nam nhân. Nàng một mực mạnh mẽ chấn định ở hoảng loạn bất an tâm linh, nàng nhất định phải để cho Diệp Thần Phong mê luyến thượng nàng, theo nàng tượng Diệp Thần Phong nam nhân như vậy, qua cái này thôn sẽ không cái này điếm, cho nên thì là hy sinh nhan sắc, trước hết để cho Diệp Thần Phong nếm thử ngon ngọt cũng là có thể. Theo Châu Lâm Lâm tới gần, nhất cổ nhàn nhạt hoa lan hương bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, như ẩn như hiện khe rãnh, bộ kia vớ cao màu đen hai chân, những thứ này đều là dụ dỗ nam nhân phạm tội gì đó a. Nếu là một cái tự chủ không mạnh nam nhân, chỉ sợ sớm đã vạch trần Châu Lâm Lâm y phục,
tướng Châu Lâm Lâm áp tại thân thể hạ tiến hành thảo phạt. Lâm Lâm, ta nhớ kỹ lần trước nói qua với ngươi, muốn mê hoặc người ngươi còn cần luyện nhiều mấy năm nữa. Diệp Thần Phong giả vờ tính táo nói. Diệp Thần Phong, lẽ nào ta cứ như vậy không có sức dụ dỗ sao? Nhìn Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối gợn sóng không khỏi, Châu Lâm Lâm tức khắc có chút giận, bởi kích động, thân thể lại hướng Diệp Thần Phong đến gần rồi một ít, hai người mặt đối mặt, miệng trong hô hấp đều có thể đủ nhổ đến trên mặt của đối phương. Châu Lâm Lâm trên ngực hạ phập phồng bộ ngực, bởi vì hô hấp gấp hội thỉnh thoảng va chạm vào Diệp Thần Phong trong ngực, Diệp Thần Phong nhìn trước mặt gần như gang tấc giai nhân, cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt một hơi nước bọt. Hắn thật không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ a. Cái này Châu Lâm Lâm là chơi với lửa, thật là chơi với lửa. Theo Châu Lâm Lâm mùi thơm của cơ thể không ngừng xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, có như vậy trong nháy mắt, Diệp Thần Phong xung động, vươn tay cánh tay tướng Châu Lâm Lâm ôm nhập ngực trong, không tự chủ được hôn lên Châu Lâm Lâm cặp môi thơm. Châu Lâm Lâm trong đầu sớm đã là trống rỗng, mặc cho Diệp Thần Phong hôn môi nàng môi, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Diệp Thần Phong bàn tay không tự chủ được đưa vào Châu Lâm Lâm bên trong áo lót, Châu Lâm Lâm toàn thân cao thấp một trận run, một loại tê dại cảm giác ma túy nàng thần kinh não bộ, để cho nàng có một loại đặc biệt hưởng thụ cảm giác tốt đẹp. Diệp tiên sinh, Lâm Lâm, ta làm một ít nước ngọt, các ngươi có muốn hay không uống? Cửa phòng bên ngoài đột nhiên vang lên kiểu di thanh âm. Diệp Thần Phong cùng Châu Lâm Lâm thuấn gian khôi phục thanh tỉnh, lẫn nhau đẩy đối phương ra. Châu Lâm Lâm trên người là quần áo xốc xếch, thậm chí hai điều đùi thon dài thượng vớ cao màu đen phá vài động, chắc là vừa rồi Diệp Thần Phong sở Châu Lâm Lâm đại thối dùng quá sức mà đưa đến. Diệp tiên sinh, Lâm Lâm, các người có ở bên trong không? Bên ngoài phòng lại vang lên kiểu di thanh âm. Mụ, ta và Thần Phong lập tức đã đi xuống tới. Châu Lâm Lâm mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, nghe được bên ngoài phòng tiếng bước chân từ từ đi xa sau. Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, nói rằng, Lâm Lâm, ta xem thời gian cũng không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói, không đợi Châu Lâm Lâm mở miệng, Diệp Thần Phong liền chạy ra gian phòng. Châu Lâm Lâm hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, hai chân thon dài chăm chú mang theo, nàng cảm giác quần lót của mình bên trong ướt nhẹp, vuốt ve trên dưới phập phồng bộ ngực, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi không muốn làm bạn trai ta cũng nhất định phải làm bạn trai ta. Ngươi nhất định phải phụ trách ta. Châu Lâm Lâm đêm nay lại một lần nữa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nàng là muốn cho Diệp Thần Phong trước nếm điểm ngon ngọt, thế nhưng vừa rồi nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó thân mật quá mức một điểm, hiện tại nàng còn điều không phải Diệp Thần Phong nữ bằng hữu ni. Đã bị Diệp Thần Phong cấp như thế. Diệp Thần Phong sau khi xuống lầu, ăn một chén nước ngọt, bất quá, có vẻ như cái này nước ngọt còn không có Châu Lâm Lâm nước bỏ tới ngọt một điểm ni. Diệp Thần Phong trong lòng còn đang dư vị hôn môi Châu Lâm Lâm cảm giác, vô sỉ thầm nghĩ, nữ nhân là kẻ gây tai họa a. Sau đó ta phải muốn cách Châu Lâm Lâm xa một chút, nếu như đem Châu Lâm Lâm cũng cho làm, như vậy thì hội biến được càng phiền toái, hiện tại ta nên ngẫm lại muốn thế nào nhượng Uyển Đình hồi tâm chuyển ý. Tuy rằng nàng nói không cần ta phụ trách, thế nhưng ta biết cái này đều là của nàng tức giận lời nói. Chương 291, gió nổi mây phun thiên hải. Cuối tháng 2, tới gần đầu tháng 3, thiên hải nhiệt độ không khí từ từ tiết trời ấm lại, thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh cũng không có vào đông trong đến xương, thư thích ánh dương quang từ trên bầu trời chút xuống xuống, loại thời điểm này rất thích hợp tại nhà mình trong viện nằm tại đằng ghế, phao một ly trà phơi nắng, cũng là một loại cực kỳ thích ý hưởng thụ. Võng. Mấy ngày nay, từ đêm đó thắng thiên hội tóm thâu thần thiên hội 1/3 thế lực sau, thiên hải thế lực dưới đất hoàn toàn sôi trào lên. Nhất là thiên hải mặt khác hai đại bang hội, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội. Đã từng cùng cái này hai đại bang hội đặt song song ba đại bang hội chi nhất thần thiên hội, bây giờ hoàn toàn biến được tứ phân ngũ liệt, không chỉ hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt thần thiên hội còn dư lại 2/3 thế lực, thiên hải cái khác rất nhiều cỡ trung bang hội cũng mang theo đục nước béo cò tâm tư, muốn tại trận này trong hỗn loạn nhận được một ít chỗ tốt, thậm chí muốn lúc đó quật khởi. Dù sao thần thiên hội thời đại huy hoàng đã qua, đây đối với thiên hải rất nhiều thế lực dưới đất mà nói, là một cái đặc biệt cơ hội khó được, nếu như bọn họ có thể thay thế được thần thiên hội trở thành thiên hải ba đại bang hội chi nhất, như vậy bọn họ tướng chân chính đứng thượng thiên hải thế lực dưới đất trung đỉnh phong, đây đối với rất nhiều cỡ trung bang hội đều là có chí mạng sức dụ dỗ.
Thắng Thiên Hội trong một đêm lặng yên không tiếng động tóm thâu Thần Thiên Hội 1/3 thế lực, đồng dạng cũng để cho Thiên Hải rất nhiều bang hội đề cao cảnh giác, bây giờ tóm thâu Thần Thiên Hội 1/3 thế lực sau, Thắng Thiên Hội nhất cử xâm nhập nhất lưu bang hội chung, có thể nói ngoại trừ Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội bên ngoài, bây giờ tại Thiên Hải không có cái khác bang hội có thể động được Thắng Thiên Hội. Mà Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội lúc này vội vàng chiếm đoạt Thần Thiên Hội tàn dư thế lực, căn bản không có công phu đi bận tâm Thắng Thiên Hội quật khởi. Bất quá, chờ cuộc phong ba này sau khi bình tĩnh lại, sợ rằng cái này hai đại bang hội 90% trở lên sẽ đối với Thắng Thiên Hội hạ thủ, dù sao Thắng Thiên Hội phát triển tốc độ quá nhanh, rất có thể biến thành hạ một cái Thần Thiên Hội, đó cũng không phải Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội muốn xem đến sự tình. Diệp Thần Phong trong đầu nhớ lại tối hôm qua cùng Châu Lâm Lâm cử chỉ thân mật, đi tới Thắng Thiên Hội Tổng Hội Sở Trung. Tổng hội sở trong đại sảnh Phương Nam Tường, Hổ Ca, Thiết Nghiêu, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử đều ở đây. Hầu Tử, Lý Bàn Tử, hai người các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Ta trước cho các ngươi hai loại phương thuốc, các ngươi có thể thử chậm rãi sản xuất lên. Diệp Thần Phong hôm nay tới đến Thắng Thiên Hội Tổng hội sở. Là muốn giải lý giải Thắng Thiên Hội tình huống phát triển. Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tại Diệp Thần Phong giao cho bọn hắn hai loại phương thuốc sau, bọn họ lập tức sản xuất ra mấy phần hàng mẫu. Kinh qua thí nghiệm sau, hiệu quả tốt đạt được kỳ. Loại nâng cao tinh thần nước thuốc, quả nhiên dường như Diệp Thần Phong theo như lời như, chỉ cần dùng 200ml là có thể nhượng mệt nhọc người đang trong vòng 3 canh giờ tinh lực dồi dào, dường như đánh máu gà thông thường, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ, vị còn rất uống ngon. Một loại khác chia làm nam nữ hai loại xấu thân dược, cũng cùng Diệp Thần Phong nói chút nào không chênh lệch, nữ thức xấu thân dược có thể nhượng nữ nhân nên gầy địa phương gầy. Không nên gầy địa phương một điểm thịt cũng sẽ không rơi, mà kiểu nam xấu thân dược, tại gầy thân đồng thời còn có thể làm cho nam nhân có to tráng bắp thịt của, cùng rèn đúc gầy thân xuống hiệu quả là giống nhau. Nguyên bản Lý Bàn Tử muốn trước đó dùng kiểu nam xấu thân dược, bất quá, cuối cùng hắn còn là quyết định cất giữ bây giờ vóc người. Dù sao cái này thân thịt theo hắn lâu như vậy, hắn làm mập mạp cũng làm thói quen, cho nên hắn còn tiếp tục làm người mập mạp được. Cái này hai loại hiệu quả rõ rệt dược phẩm một ngày mặt thị, lực ảnh hưởng sợ rằng chút nào không có thể so với khoái tốc Mỹ kém, tương lai đằng thiên chế dược hắn sẽ tới đạt làm sao một cái đỉnh cao. Đã không phải là bọn họ có thể dự liệu được. Lão đại, người hãy yên tâm, ta và Hầu Tử gần nhất đang nghiên cứu sản sinh cái này hai loại phương thuốc vấn đề. Ngày hôm nay chính sự tình tốt không nhiều lắm, cho nên hai chúng ta mới đến Thắng Thiên Hội nhìn. Lý Bàn Tử khuôn mặt dày dày thịt mỡ chất đống lên, lộ ra cùng nhau thập phần dáng điệu thơ ngây dáng tươi cười. Lão đại, ngươi ngày hôm nay thế nào có thời gian tới Thắng Thiên Hội? Ngươi bình thường thế nhưng bình thường thần long kiến thủ bất kiến vi a. Tại Hầu Tử trong mắt chính hắn một lão đại, là cái 10 phần vung tay trưởng quý, bất quá. Hắn trong lòng đối lão đại của mình sùng kính tình chút nào chưa từng giảm dần qua. Ta là tới nhìn Thắng Thiên Hội gần nhất tình huống phát triển. Diệp Thần Phong thuận miệng trở lại đạo, sau đó nhìn Phương Nam Tường hỏi, Phương ca, hai ngày này Thắng Thiên Hội phát triển nên coi như thuận lợi đi. Phương Nam Tường gật đầu, nói rằng, Diệp Thiếu, hai ngày này Thắng Thiên Hội một mực tiêu hóa Thần Thiên Hội 1/3 thế lực, tận khả năng tướng cổ thế lực này chân chính dung nhập chúng ta Thắng Thiên Hội chung. Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội sợ rằng chờ cục diện ổn định, tự hội đối với chúng ta Thắng Thiên Hội hạ thủ, cho nên chúng ta Thắng Thiên Hội nhất định phải trước đem nội bộ thống cùng đi, nếu như nội bộ cũng không thể đủ thống nhất, đến lúc đó chúng ta Thắng Thiên Hội khẳng định tướng biến thành 5 bè 7 mảng, căn bản chống lại không được Hổ Khiếu Hội cùng Tuyệt Sát Hội công kích. Phương Nam Tường làm đã từng bộ đội đặc chủng trung tinh anh thành viên, rất nhiều chuyện suy tính đều thị phi thường thấu triệt. Đây cũng là Diệp Thần Phong yên tâm như thế đem Thắng Thiên Hội giao cho hắn quản lý một trong những nguyên nhân. Phương ca, người cách làm rất chính xác, năm nay Thiên Hải nhất định là gió nổi mây phun, nếu như khả năng ta muốn cuối năm nay trước tướng Thiên Hải thống nhất, sau đó chúng ta Thắng Thiên Hội thế lực lại hướng những thành thị khác lan tràn đi ra ngoài, thống nhất Thiên Hải chỉ là chúng ta Thắng Thiên Hội bước ra đi bước đầu tiên mà thôi. Diệp Thần Phong tự tin nói rằng, Hổ ca khuôn mặt hiện ra nhất nụ cười hưng phấn. Song quyền đột nhiên nắm được thật chặt, kích động nói, lão đại, ngươi lời nói này nói xong ta ngứa tay, nhất nghĩ đến chúng ta Thắng Thiên Hội tương lai muốn thống nhất toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất, ta buổi tối tự ngủ không yên, ta thật không kịp chờ đợi muốn xem đến ngày đó lại tới.
Bây giờ Thiết Ngưu cười ngây ngô chi trung mang đến một vòng mạnh mẽ, mấy ngày nay rèn đúc cùng giết chóc, những Thiết Ngưu tính cách là cải biến không thiếu, bất quá, tại Diệp Thần Phong trước mặt Thiết Ngưu vẫn là cái kia khờ trong khờ khí Thiết Ngưu, mà tại Thiết Ngưu trong lòng Diệp Thần Phong vĩnh viễn là hắn ân công. Lão đại, chúng tôi tin tưởng chỉ cần có ngươi lãnh đạo bọn ta, ngày nào đó rất nhanh sẽ tới. Bởi vì đại gia cũng gọi Diệp Thần Phong lão đại, Thiết Ngưu cũng tự ân công đổi giọng xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đại rồi. Diệp thiếu, hai ngày này hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội không giúp được, trái lại một ít thiên hải tiểu bang tiểu hội đối với chúng ta thắng thiên hội là dục dịch, đại khái bọn họ trong lòng là không phục đi. Dù sao chúng ta thắng thiên hội chỉ là một kiểu mới bang hội, với lại quật khởi tốc độ dường như ngồi hỏa tiễn, những này tiểu bang tiểu hội trong lòng hội chịu phục mới là lạ chứ. Phương Nam Tường nói rằng, Diệp Thần Phong đạm nhiên mở miệng nói, Phương ca, những này tiểu bang tiểu hội đối với chúng ta thắng thiên hội căn bản không được bất kỳ uy hiếp gì tác dụng, nếu như bọn họ có dũng khí lần nữa khiêu chiến chúng ta thắng thiên hội uy nghiêm, như vậy bang hội của bọn họ cũng không cần phải tồn tại, toàn bộ để cho bọn họ từ thiên hải tiêu thất. Là, Diệp thiếu, kỳ thực trong lòng ta mặt cũng là cái ý nghĩ này, chỉ cần chúng ta thắng thiên hội cho thấy cũng đủ cường thế tư thái tới, thiên hải rất nhiều tiểu bang hội sẽ phải hướng chúng ta dựa. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là mở rộng thế lực, dùng này tới chuẩn bị tương lai hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội công kích. Phương Nam Tường như có điều suy nghĩ nói rằng, lão đại, ta bây giờ là càng tới càng muốn cùng thắng thiên hội đi chém giết, cuộc sống như thế mới là chúng ta nam nhi nhiệt huyết nên qua mà. Hầu tử trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Lý Bàn Tử cũng liền vội vàng gật đầu, chính là a. Lão đại, hầu tử nói một điểm đều không sai. Ngươi chừng nào thì cũng cho chúng ta thể nghiệm như vậy nhiệt huyết sinh hoạt a. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, nhiệt huyết cái rắm, nhượng hai người các ngươi đi cùng thế lực dưới đất người chém giết, hai người các ngươi còn đều không phải nhượng người đứng khả mặt hàng. Thật tốt giúp ta thành lập được một cái thương nghiệp đế quốc đi. Hai người các ngươi phát quang phát nhiệt sân khấu là tại thương nghiệp thượng. Nghe vậy, một bên hổ ca hắc hắc cười ra tiếng, vỗ vỗ hầu tử cùng Lý Bàn Tử vai. Nói rằng, hầu tử, Lý Bàn Tử, chúng ta lão đại nói một điểm đều không sai, chúng ta phân công bất đồng, các ngươi còn là bang lão đại thật tốt xử lý tốt chuyện buôn bán tình đi. Về phần nhiệt huyết chém giết giao cho chúng ta thì tốt rồi. Tiểu hổ, ngươi đừng ý định khí bọn họ hai cái, bằng không ta những ngươi cũng đi giúp ta xử lý chuyện buôn bán tình. Diệp Thần Phong cười hỏi. Chương 292, 8 cấp linh hồn lực diệu dụng. Lão đại. Ngài có thể nghìn vạn biệt a, ngài cũng không phải không biết ta tiểu hổ đại lão thô một cái, tại thương nghiệp thượng căn bản không giúp được lão đại ngài gấp cái gì a. Nghe vậy, hổ ca vội vàng cười khổ giải thích. Diệp Thần Phong nhìn đến khuôn mặt hơi có chút thất vọng hầu tử cùng Lý Bàn Tử, hắn trong lòng đột nhiên nhớ lại một việc, linh hồn lực đến bát cấp sau đó, tùy theo phải nhận được một loại mới năng lực, liền là thông qua linh hồn lực bang cái khác người cải biến thể chất cùng để thăng thực lực. Có thể nhượng phổ thông người có không tệ thân thủ, nhượng cao thủ biến thành càng cao thủ lợi hại. Bất quá, cái này là cực kỳ tiêu hao linh hồn lực sự tình, thế nhưng ở đây Phương Nam Tường, Hổ Ca, Thiết Ngưu, Hậu Tử cùng Lý Bàn Tử đều là hắn Diệp Thần Phong huynh đệ. Diệp Thần Phong đương nhiên mong muốn thực lực của bọn họ càng tới càng cường, vì vậy liền tại trong lòng quyết định muốn giúp bọn hắn cải biến thể chất cùng để thăng thực lực. Phương Ca, Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, Hậu Tử, Lý Bàn Tử. Các người có nghĩ là muốn để thăng thực lực? Diệp Thần Phong cười hỏi. Năm người này trung hầu tử cùng Lý Bàn Tử sức chiến đấu hầu như cùng phổ thông người không có gì khác nhau, mà Phương Nam Tường thực lực vẫn chỉ trệ không tiến. Cái này cũng hứa cùng tuổi tác của hắn có quan hệ, có thể đời này đều chỉ có thể đình lưu tại tầng thứ này. Bây giờ nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, trong năm người khát vọng nhất thực lực Phương Nam Tường, khó được khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết Diệp thiếu tuyệt đối không hội nói suông chứ không làm. Trực tiếp làm hồi đáp, Diệp thiếu. Ta muốn tăng lên thực lực, ngài thật có thể đủ giúp ta để thăng thực lực sao? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Phương ca, gần nhất thực lực của ta vừa vặn đột phá, cho nên ta có thể dùng một loại phương pháp bang cái khác người cải biến thể chất cùng để thăng thực lực, nếu không ta hiện tại đã giúp Phương ca ngươi để thăng thực lực. Tốt, tốt, có thể, ta đây tựu đa tạ Diệp thiếu. Phương Nam Tường khó có thể che giấu trong lòng vui sướng. Vội vã phân phó thắng thiên hội thành viên, không được nhượng bất luận kẻ nào tiến nhập trong đại sảnh. Hổ ca, Thiết Ngưu,
Hầu tử cùng Lý Bàn tử ánh mắt sôi nổi tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn họ không biết mình lão đại rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Cho nên chỉ có thể ở một bên trước lẳng lặng nhìn. Diệp Thần Phong nhượng Phương Nam Tường ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó Diệp Thần Phong tay phải bàn tay bao trùm tại Phương Nam Tường đỉnh đầu, trong miệng trầm giọng nói rằng, Phương ca, ta giúp ngươi đề thăng thực lực quá trình, thân thể ngươi có thể sẽ có một chút không thích ứng, thế nhưng ngươi nhất định muốn nhịn xuống. Trong quá trình này ngươi nhất định phải tập trung tinh thần. Đã biết, Diệp Thiếu, ta Phương Nam Tường nhẫn nại năng lực cũng không tệ lắm. Nói, Phương Nam Tường liền nhắm hai mắt lại, tướng trong đầu tinh thần toàn bộ tập trung lại. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, bao trùm tại Phương Nam Tường đỉnh đầu bàn tay thẩm thấu ra nhất cổ tinh thuần linh hồn lực, như nước chảy chậm rãi rót vào đến Phương Nam Tường trong cơ thể. Từ trước Diệp Thần Phong tuy rằng cũng có thể linh hồn lực phóng ra ngoài, sau đó tướng linh hồn lực rót vào đến cái khác người trong cơ thể, thế nhưng yêu cầu bang cái khác người cải thiện thể chất cùng đề thăng thực lực, nhất định phải bát cấp linh hồn lực tài năng đủ làm được, bởi vì bát cấp dưới linh hồn lực thiếu tinh thuần, không được cái này vi diệu tác dụng. Chậm rãi chảy xuôi linh hồn lực từ Phương Nam Tường đầu chỗ. Một đường hướng hắn thân thể mỗi cái bộ vị phân tán, Phương Nam Tường trong cơ thể có nhất cổ khô nóng đang từ từ sinh sôi. Theo linh hồn lực không ngừng rót vào, cái này cổ khô nóng chậm rãi biến thành nóng rực, lại do nóng rực biến thành nóng cháy. Giờ khắc này hắn cả người dường như bị nhốt ở một cái đại lò luyện bên trong. Phương Nam Tường cái trán cùng khuôn mặt bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, y phục trên người cũng toàn bộ bị mồ hôi cấp thấm ướt, đồng dạng bang Phương Nam Tường để thăng thực lực Diệp Thần Phong cũng không thoải mái, đơn bạc môi hơi mân long. Lợi dụng bát cấp linh hồn lực bang cái khác người để thăng thực lực quá trình có thể chút nào qua loa không thể nào. Một bên hổ ca đám người nhìn đến tình cảnh này, không khỏi tiểu thanh nghị luận. Lão đại cái này là đang làm gì? Lẽ nào hắn là tại thua công lực cấp Phương ca? Thông thường võ hiệp phiến trong đều là cái dạng này. Lý Bàn Tử chấn động rớt xuống trên mặt thịt mỡ nói rằng. Xem ra quá trình này rất thống khổ a. Ta xem đợi ta còn là không muốn thử. Hầu tử nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, hổ ca cùng thiết nghiêu cũng là sôi nổi gật đầu đồng ý hầu tử thuyết pháp. Lúc này Phương Nam Tường sắc mặt biến đến đỏ bừng không gì sánh được, phảng phất là mặt đỏ quan công giống nhau, cả người, tượng là vừa từ trong nước bị vớt lên, nhìn nữa Phương Nam Tường hơi lộ ra vẻ mặt thống khổ, bọn họ tự khẳng định hiện tại Phương Nam Tường ở trong thân thể tuyệt đối không dễ chịu. Sau nửa giờ, Diệp Thần Phong tướng bao trùm tại Phương Nam Tường trên đỉnh đầu bàn tay chậm rãi rời đi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng Phương Nam Tường tịnh không có lập tức mở mắt ra, vẫn là chăm chú nhắm, thẳng đến trên mặt đỏ bừng chi sắc chậm rãi rút đi, hắn mới mở hai mắt ra, ở trong thân thể có cổ dư thừa lực lượng, vẫn chỉ trệ không tiến thực lực lại có thể đột phá, cả người cũng giống như nhận được tân sinh thông thường. Từ dưới đất chợt đứng lên, Phương Nam Tường các đốt ngón tay trong không ngừng phát sinh bùm bùm âm hưởng, khẩn tiếp theo. Phương Nam Tường tại Tổng hội sở trong đại sảnh đùa bỡn một bộ uy vũ sinh uy quyền pháp, chém ra đi nắm tay mơ hồ có nhất cổ kình khí đang lưu động, trong đại sảnh nhất trương thực mộc bàn trực tiếp bị Phương Nam Tường một quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tướng trong thân thể xung doanh lực lượng phát tiết xong một ít sau, Phương Nam Tường mới một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, kích động cả người thân thể đều đang run rẩy. Diệp Thiếu, ta Phương Nam Tường không biết nên thế nào tạ ơn ngài. Đời này ta Phương Nam Tường mệnh tựu là của ngài. Đối với Phương Nam Tường cái này loại truy cầu thực lực người, không có chuyện gì so để thăng thực lực càng nhượng hắn hưng phấn. Tốt, Phương ca, giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Diệp Thần Phong khoát tay áo nói rằng. Phương Nam Tường cải biến rơi vào hổ ca, thiết nghiêu, Lý Bàn Tử cùng hầu tử trong mắt, bốn người này trong con ngươi sôi nổi bốc lên ra tinh quang, tướng lời nói mới rồi là ném sau ót. Thế nào? Các ngươi cũng muốn để thăng thực lực lời nói tự một đám tới, ngày hôm nay ta xem như là bất cứ giá nào một lần. Diệp Thần Phong biết duy nhất bang năm người để thăng thực lực, không sai biệt lắm có thể tướng trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Lão đại, nhượng ta tới trước, nhượng ta tới trước. Lý Bàn Tử người thứ nhất không kịp chờ đợi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Dùng bát cấp linh hồn lực bang cái khác người để thăng thực lực quá trình toàn bộ là giống nhau như đúc. Tại mỗi người trên người không sai biệt lắm đều phải tốn đi chừng nửa canh giờ thời gian, Lý Bàn Tử kế tiếp là hổ ca kế tiếp là hầu tử kế tiếp là thật thà thiết nghiêu. Bang bốn người này để thăng hoàn thực lực sau, Diệp Thần Phong trực tiếp nhất phần mông ngồi ở đại sảnh cái ghế thượng,
trong thân thể linh hồn lực trống rỗng lợi hại, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt vài cái tiếng đồng hồ tài năng đủ khôi phục một chút. Lý Bàn Tử vung vẩy hắn nhục quyền, mặc dù không có Phương Nam Tường khí thế, nhưng là vẫn tướng một cái ghế bắn cho rơi rớt, đây là hắn dĩ vãng muốn đều không dám nghĩ sự tình a. Hầu tử, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu ba người cũng không nhẫn nại được tại tổng hội sở trong đại sảnh loạn âm, trong đại sảnh cái ghế bàn không bao lâu thời gian đều biến thành xác, nguyên bản khí phái phi phàm đại sảnh trong nháy mắt biến được chật vật không ngớt. Ta nói các ngươi không phải là muốn hủy đi tổng hội sở đi. Diệp Thần Phong thanh âm có chút vô lực hỏi. Lão đại, ngươi thật sự là quá ngưu ba, không nghĩ tới ta Lý Bàn Tử cũng có biến thành cao thủ một ngày. Sau đó xem ai còn dám cho ta Lý Bàn Tử sắc mặt nhìn. Ta đại bà tai hạt dưa phiến tử hắn. Lý Bàn Tử ức chế không được trong lòng kích động. Lão đại, hiện tại ta cảm giác một người đánh bại mười mấy thân thể khỏe mạnh nam nhân cũng không thành vấn đề. Lão đại, ngươi loại năng lực này quả thực là nghịch thiên a. Ngươi có thể dựa vào loại năng lực này chế tạo ra một chi siêu cấp cường hãn đội ngũ tới a. Hầu tử đồng dạng là hưng phấn không thôi. Ngồi ở trên ghế Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi đã cho ta giúp người khác để thăng thực lực là chuyện đơn giản như vậy sao? Cho nên hầu tử, ngươi nói kiến nghị một điểm đều không thể được. Kinh qua Diệp Thần Phong vừa nói như vậy, hầu tử bọn họ mới phát hiện lão đại của mình không thích hợp, nhìn Diệp Thần Phong hữu khí vô lực dáng dấp, bọn họ trong lòng là một trận cảm động, sôi nổi phát thệ sau này bất kể như thế nào cũng sẽ thể sống chết thuần phục Diệp Thần Phong, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Các ngươi một đám đây là cái gì ánh mắt, thấy ta ngay cả cách đêm cơm đều muốn ói ra, ta có đúng không nam nhân một chút hứng thú cũng không có, các ngươi không muốn ác tâm như vậy ta. Diệp Thần Phong nói đùa. Chúng ta nhượng Diệp Thiếu nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Trong năm người Phương Nam Tường là thành thục nhất một cái, tự nhiên biết bây giờ Diệp Thần Phong cần nghỉ ngơi, vì vậy liền vội vã mở miệng nói rằng. Chương 293, tới cửa đòi nợ. Diệp Thần Phong nguyên do không tiếc tiêu hao linh hồn lực, bang Phương Nam Tường, Hổ Ca, Thiết Ngưu, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử để thăng thực lực, là bởi vì trong lòng hắn mặt nhận đồng năm người này là hắn Diệp Thần Phong huynh đệ. Đối đãi người một nhà Diệp Thần Phong cho tới bây giờ đều là dốc hết sức dành cho giúp một tay, nhượng Phương Nam Tường thực lực của bọn họ đề cao một phần, tương lai tự nhiều một phần năng lực tự vệ. Tại Thắng Thiên Hội Tổng Hội Sở trong đại sảnh nghỉ ngơi 2-3 giờ thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn linh hồn lực từ từ khôi phục một ít, mắt thấy đến bữa trưa thời gian, nguyên bản Phương Nam Tường bọn họ muốn lưu Diệp Thần Phong ăn cơm, thế nhưng bị Diệp Thần Phong cự tuyệt. Trên bầu trời ấm áp dương quang khuynh rắc vào Diệp Thần Phong trên người, từ Thắng Thiên Hội Tổng Hội Sở đi ra sau đó, một mình hắn một mình đi tại như nước chảy thiên hải trên đường phố, bây giờ hắn thành lập thế lực dưới đất cùng thương nghiệp đế quốc từ từ có hình thức ban đầu, với lại không cần hắn tốn hao quá nhiều tâm tư đi thân lực thân vi. Thực lực đạt tới đời trước đỉnh phong bát cấp linh hồn lực sau, Diệp Thần Phong trong lòng vẫn như cũ là không vừa lòng đủ, hiện ở thời đại này chính là cổ võ giới hưng thịnh thời kỳ. Mà cha mẹ hắn trường bởi vì tạo thành tai nạn xe cộ, trong đó có cổ võ giới cao thủ cái bóng, cho nên bát cấp linh hồn lực nhượng Diệp Thần Phong cảm giác còn là không thái bảo hiểm, hắn muốn tận khả năng tướng thực lực xông lên cửu cấp linh hồn lực, thậm chí là linh hồn lực nhất đỉnh cao. Nhưng mà thực lực đến bát cấp sau đó, muốn đi lên nữa để thăng là khó khăn chung lại khó khăn, bằng không đời trước Diệp Thần Phong thực lực tại sao phải vẫn dừng lại tại bát cấp ni. Xem ra sau này phải nhiều tìm một số cao thủ đối chiến. Chỉ có đang đột phá cực hạn dưới tình huống, thực lực tài năng đủ lần thứ hai nhận được đề thăng A. Diệp Thần Phong tại trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong mà nói, đề thăng thực lực so phát triển thế lực dưới đất cùng thương nghiệp thủ đô đế quốc muốn tới trọng yếu. Thần Phong, tiểu thần y, ta cuối cùng toán lại nhìn thấy ngươi A. Lần trước ngươi chữa trị xong ta bệnh ung thư, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn ngươi ni. Ngày hôm nay đi nhà của chúng ta ăn bữa cơm rau dưa đi. Một trận có chút kích động thanh âm cắt đứt Diệp Thần Phong suy tư, thanh âm đến từ Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa một gã trang mộc mạc phụ nữ trong miệng, phụ nữ tay xách trang bị đầy đủ món ăn túi, chắc là vừa mua xong món ăn, tên này phụ nữ không phải là Diêu Liên Dung mà. Mà nàng nữ nhân Diêu Tô Mạn cũng ở một bên. Diêu Liên Dung thế nhưng hết sức coi trọng Diệp Thần Phong vị trẻ tuổi này. Không riêng gì y thuật cao siêu, với lại người lại tốt ở chung. Trong lòng nàng đặc biệt mong muốn con gái của mình có thể cùng Diệp Thần Phong tiến tới với nhau. Dù sao con gái của nàng cũng lão đại người không nhỏ,
mà ở Diệp Thần Phong trở lại kinh thành sau đó, bọn họ tự lại cũng chưa từng thấy qua. Siêu Tô Mạn vừa không có Diệp Thần Phong phương thức liên lạc. Siêu Liên Dung trong lòng vẫn tại vì con gái của mình lo lắng Xuân Ni. Tượng Diệp Thần Phong tốt như vậy con rể người được chọn, nàng thật là không ngờ phóng qua a. Ai biết đạo ngày hôm nay lại có thể hội tại trên đường cái gặp Diệp Thần Phong, điều này làm cho Diêu Liên Dung càng xác định cái này là lão thiên an bài, cái này là duyên phận, cho nên hắn nhất định muốn tác hợp con gái của mình cùng Diệp Thần Phong. Siêu Tô Mạn Kim Thiên mặc toàn thân nữ thức hưu nhàn trang, như bộc bố như tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai, trước ngực bộ ngực đầy đặn nhô thật cao, làm sạch khuôn mặt không có hóa trang, vẫn duy trì làm nhan dáng dấp, ngũ quan xinh xắn. Hơi tốt màu da, sống thoát thoát một cái tự nhiên đại mỹ nữ a. So với kia một ít nồng trang tươi đẹp mặt nữ nhân không biết muốn mạnh bao nhiêu bội ni. Diêu bá mẫu, Tô Mạn tả, thật là đúng dịp a. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Diêu Tô Mạn thời gian, trong đầu không khỏi nhớ lại, trước đây cùng nơi ngồi ở bên cạnh hồ trên ghế dài. Diêu Tô Mạn không tự chủ dựa vào tại trên bả vai của hắn đang ngủ, sau đó Diệp Thần Phong ngoài ý muốn gian chiếm đối phương tiện nghi tràng cảnh. Thiên Diêu Tô Mạn cùng Diệp Thần Phong tách ra thời gian, Diêu Tô Mạn nhấn mạnh muốn nhượng Diệp Thần Phong hô tỷ tỷ nàng, Diệp Thần Phong đối lý trước đây, vì vậy lúc đó liền ngoan ngoãn hô Diêu Tô Mạn vì Tô Mạn tả. Ấm áp dương quang hạ, Diêu Tô Mạn đang nghe Diệp Thần Phong đối với nàng xưng hô sau. Hai bên đôi má không khỏi hơi phím hồng, tuy rằng ban đầu là chính cô ta muốn nhượng Diệp Thần Phong xưng hô như vậy nàng. Thế nhưng mấy ngày nay mẫu thân của hắn bình thường ở bên tai của nàng lẩm bẩm Diệp Thần Phong nơi nào được rồi. Muốn nàng nhất định muốn nắm chặt phần này hạnh phúc lạp. Khiến cho trong lòng nàng càng tới càng hoảng loạn, thỉnh thoảng tại hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong thân ảnh thời gian, nàng hội có một loại không rõ rung động, cái này loại rung động liền chính cô ta cũng không có phát hiện. Trực giác của nữ nhân thị phi thường bén nhạy, Diêu Liên Dung khi nhìn đến con gái của mình đôi má đỏ bừng sau. Khuôn mặt hiện đầy dáng tươi cười, nói rằng, Thần Phong, ngươi khẳng định chưa ăn bữa trưa ni đi. Cho tới nay ta cũng không có thật tốt cảm tạ ngươi, nhà của chúng ta thì ở phía trước cách đó không xa, ngày hôm nay ta tự mình hạ trù làm một bữa cơm tới hảo hảo cảm tạ Thần Phong ngươi. Đối mặt nhiệt tình Diêu Liên Dung, Diệp Thần Phong thật đúng là không tiện cự tuyệt, nguyên bản hắn cũng đang chuẩn bị tìm cái ra nhà hàng tùy tiện ăn một chút đồ đạc, dù sao là muốn ăn cơm. Đến Diêu Liên Dung nhà các nàng trong đi ăn cũng giống như nhau, vì vậy Diệp Thần Phong liền đáp ứng, được rồi. Diêu bá mẫu, ta đây tự quấy giày. Không quấy giày, không quấy giày, Thần Phong, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, trong nhà của chúng ta cũng không có cái gì tốt tạ ơn ngươi, thì là sau đó ngươi mỗi ngày đều tới nhà của chúng ta ăn, ta khẳng định cũng là đặc biệt hoan nghênh. Diêu Liên Dung vui vẻ cười nói. Diêu Liên Dung các nàng ra ở phía trước cách đó không xa trong tiểu khu. Ở đây đã là thuộc về già trẻ khu, mỗi đống lâu cao độ chỉ có 5-6 tầng, mà Diêu Liên Dung các nàng ở tại lầu 3. Diêu Liên Dung nhiệt tình đón Diệp Thần Phong đi vào trong nhà, sau đó nói rằng, Thần Phong, ngươi tùy tiện ngồi xong, đi tới nơi này tự tượng đi tới nhà mình giống nhau, ngươi có thể nghìn vạn không muốn khách khí với ta a. Diêu Tô Mạn nhìn đến mẫu thân của mình đối Diệp Thần Phong nhiệt tình như vậy, trên gương mặt đỏ ửng không có rút đi, trái lại biến được càng nồng nặc. Bang Diệp Thần Phong rót một chén nước chè xanh, nàng bây giờ đối với Diệp Thần Phong đã không có thành kiến, dù sao Diệp Thần Phong chữa trị xong mẫu thân nàng bệnh ung thư, nếu như không có Diệp Thần Phong xuất thủ cứu giúp, sợ rằng nàng và nàng muốn mẫu thân Diêu Liên Dung đã sớm âm dương cách nhau. Tô Mạn tả, người bây giờ còn đang Nam khu phân cục công tác sao? Mấy ngày hôm trước ta đi cục thời gian tại sao không có nhìn thấy ngươi? Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới trước hắn đi Nam khu cục tìm Chu Mậu Đức thời gian, hình như là không có nhìn thấy Diêu Tô Mạn, nếu như nàng còn đang cục trong công tác, Diệp Thần Phong nên không thể có thể không có nhìn thấy nàng a. Nghe vậy, Diêu Tô Mạn khuôn mặt hiện lên một vòng thần sắc không tự nhiên, bất quá, lập tức khôi phục tự nhiên, nói rằng có thể là ta thiên vừa vặn không ở cục trong đi. Cho nên ngươi mới không có nhìn thấy ta. Nga, Diệp Thần Phong bất trí khả phủ gật đầu. Hắn theo bản năng cảm giác được đối phương đang nói dối, nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Diêu Liên Dung rất nhanh thì làm xong một bàn món ăn, bàn ăn thượng, Diêu Liên Dung vừa cười vừa nói, Thần Phong, nhà của chúng ta là đơn sơ một ít, ngươi có thể không lấy làm phiền lòng a. Sau đó chúng ta lại mời ngươi đi trong tiệm cơm ăn bữa ngon. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Diêu bá mẫu, thức ăn hôm nay đã rất phong phú,
huống hồ ta cũng ưa ăn việc nhà món ăn, trong tiệm cơm món ăn không có nhà trong nấu món ăn ăn ngon. Nhìn Diệp Thần Phong như thế hiền hòa hiểu chuyện, Diêu Liên Dung là càng vui vẻ, Thần Phong, sau đó ngươi cần phải nhiều tới nhà của chúng ta ăn a. Ta mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm tâm tình tự hội biến được đặc biệt tốt. Leng keng, Diêu Liên Dung vừa dứt lời, chuông cửa tự vang lên, vội vã đứng lên đi mở cửa, đương Diêu Liên Dung nhìn đến người ngoài cửa sau, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, nói rằng ca, tẩu tử, ngày hôm nay có khách nhân ở, các ngươi có chuyện gì có thể chờ hay không hôm nay lại nói. Đứng ngoài cửa nhất nam hai nàng, nam nhân chừng 40 tuổi, tây trang dày da, hắn là Diêu Liên Dung ca ca Diêu Chí Cường, một tên trong đó tuổi tác tương đối lớn nữ nhân là Diêu Chí Cường lão bà, tên là Hồ Chân, một gã khác 23-24 tuổi nữ nhân trẻ tuổi là Diêu Chí Cường cùng Hồ Chân nữ nhi Diêu Mộng. Hồ Chân đang nghe Diêu Liên Dung lời nói sau, hai điều chân mày dựng lên, khuôn mặt lộ ra một bộ hung hãn thần tình, cổ họng trong quát dẹp đường, Diêu Liên Dung, người đây là ý gì? Hình như là nhà các ngươi thiếu chúng ta tiền đi, lẽ nào chúng ta không thể đủ đi vào trong nhà của ngươi? Sớm biết rằng trước đây chúng ta sẽ không cho các ngươi mượn tiền. Tẩu tử, chúng ta đã dựa theo ngươi thuyết pháp làm, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nói những Tô Mạn từ trước đến công ty của các ngươi trong đi công tác, cho rằng là trả nợ, chúng ta đều không phải làm theo sao? Lẽ nào các ngươi cần phải muốn giết chết mẹ con chúng ta mới an tâm sao? Diêu Liên Dung hai con ngươi chung có chút đã ươn ướt, nghĩ tới con gái của mình, nàng cái này làm mẹ tự lòng tràn đầy hổ thẹn. Chưa xong còn tiếp. Chương 294, vinh váo tận trời. Diêu Liên Dung, ngươi không nên đem lời nói khó nghe như vậy, trước đây ngươi mắc bệnh ung thư, con gái ngươi xin chúng ta tá cho nàng 5 vạn đồng tiền, nếu các ngươi còn không bỏ tiền, như vậy đương nhiên muốn dùng sức lao động tới hoàn lại. Hồ Chân nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, Tịnh không có cảm giác bản thân có làm sai cùng nói sai địa phương. Diêu Chí Cường là Diêu Liên Dung ca ca ruột thịt, vì 5 vạn đồng tiền bọn họ buộc Diêu Tô Mạn từ chức phụ, đến bọn họ tiểu trong công ty đi làm công trả tiền lại. 5 vạn đồng tiền đối với Diêu Chí Cường bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, không nghĩ tới bọn họ hội làm tuyệt tình như thế. Huống hồ ban đầu là Diêu Liên Dung mắc bệnh ung thư mới hướng bọn họ vay tiền, bọn họ cái này toàn ra làm như thế nào đạt được như vậy từ sự tình tới ni. Liên Dung, chị dâu ngươi nói rất đúng, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ngày hôm nay chúng ta tới đây trong là có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đáp ứng chuyện này, nhà các ngươi thiếu tiền của chúng ta từ nay về sau xóa bỏ. Diêu Chí Cường tại mặt đối với mình thân sinh muội muội Diêu Liên Dung thời gian, ngôn ngữ lạnh giá vô tình, không có nửa điểm thân tình đáng nói. Diêu Chí Cường nữ nhi Diêu Mộng khinh thị liếc mắt một cái Diêu Liên Dung, trong ánh mắt chẳng đáng không chút nào che giấu. Cầm hơi vung lên, phảng phất là một cái kiêu ngạo công chúa thông thường, không biết nàng cái này loại tư thái căn bản không có một chút công chúa khí chất, ngược lại cùng lão vu bà có điểm tượng, nàng tịnh không có công chúa thiện lương chi tâm. Tốt, trước hết để cho chúng ta tiến bên trong phòng rồi hãy nói. Diêu Chí Cường đẩy ra che ở cửa Diêu Liên Dung đi vào phòng trong, Hồ Chân cùng Diêu Mộng cũng khẩn đi theo đi vào. Khi thấy trong phòng ngồi ở bàn ăn thượng Diệp Thần Phong thời gian, Diêu Chí Cường đám người sắc mặt biến được có chút khó coi, Diêu Chí Cường nói rằng, Liên Dung, nhượng không quan trọng người rời đi nơi này, kế tiếp ta có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi, ta cam đoan ngươi nghe xong nhất định hội vui vẻ ra mặt. Diêu Liên Dung đương nhiên biết ca ca của mình trong miệng không quan trọng người là ai. Nhíu mày một cái nói rằng, ca, ở đây không có không quan trọng người, Thần Phong là ân nhân cứu mạng của ta, hôm nay là nhà của chúng ta đặc biệt thỉnh hắn tới ăn cơm. Gặp Diêu Liên Dung không có nghe lời của hắn, Diêu Chí Cường biểu tình có chút không vui. Lập tức nói rằng, quên đi, dù sao chuyện này để cho người khác nghe được cũng không có vấn đề gì. Liên Dung, chúng ta chuẩn bị bang Tô Mạn giới thiệu nhất người bạn trai, chúng ta giới thiệu cái này người bạn trai tuyệt đối là đặc biệt ưu tú, với lại trong nhà đặc biệt có tiền, ta cam đoan ta ngoại sinh nữ gả cho hắn sau đó. Có thể qua thượng thoải mái ngày, chỉ cần các người đáp ứng chuyện này. Nhà các ngươi thiếu tiền của chúng ta cũng không cần còn, ngươi thấy thế nào? Theo Diêu Chí Cường Diêu Liên Dung không có lý do cự tuyệt. Ca, cảm tình loại chuyện này muốn ngươi tình ta nguyện. Tô Mạn tương lai muốn gả cho người nào do chính cô ta quyết định, cho nên ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Diêu Liên Dung không do dự lên tiếng cự tuyệt. Diêu Chí Cường trên mặt biểu tình cứng đờ, hắn không có nghĩ cách đến Diêu Liên Dung lại có thể cự tuyệt đề nghị của hắn.
Một bên người đàn bà tranh chua Hồ Chân trừng lớn suy nghĩ con ngươi, thanh âm mười phần đau đớn màng tai, Diêu Liên Dung, ngươi phải biết rằng chúng ta bây giờ đều không phải thương lượng với ngươi, trừ phi các ngươi có thể lập tức trả hết nợ thiếu nhà của chúng ta tiền, bằng không để Tô Mạn ngoan ngoãn cùng chúng ta giới thiệu người nói yêu thương. Ba mẹ, ta xem bọn hắn là đang ở phúc chung không biết phúc. Nhà của chúng ta tại sao có thể có như vậy tử nghèo thân thích? Sau đó tự coi như các ngươi kéo ta tới ở đây. Ta cũng sẽ không tới. Siêu Mộng dường như một con kiêu ngạo Bạch Thiên Nga, có thể ở trong mắt nàng có như vậy tử nghèo thân thích là một cái đặc biệt mất mặt sự tình. Ở một bên bàn ăn thượng ăn cơm, Diệp Thần Phong sớm buông xuống đôi đũa trong tay, nghe Diêu Liên Dung cùng Diêu Chí Cường đối thoại của bọn họ, hắn cũng đại khái hiểu được trong đó sự tình, đối Diêu Chí Cường bọn họ cái này toàn ra tràn đầy nồng đậm phản cảm. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Diêu Tô Mạn đưa bàn tay chung chiếc đũa nắm được chăm chú, trên gương mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Trước mặt cái này toàn ra người chính là nàng cậu cùng mợ A. Đúng vào lúc này, Diêu Chí Cường điện thoại vang lên. Hắn tại nghe điện thoại thời gian giọng nói hết sức cung kính, đồng thời tướng Diêu Liên Dung nhà của bọn họ đình địa chỉ báo cho bên đầu điện thoại kia người. Tại cúp điện thoại sau, Diêu Chí Cường đối Diêu Liên Dung nói rằng, Liên Dung, chúng ta cấp Tô Mạn giới thiệu nam bằng hữu đã đi tới tiểu khu, qua một hồi thì có thể đủ đi tới nơi này, chuyện này liền do ta cái này làm cậu tới quyết định đi. Ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa. Ca, ta vẫn là câu nói kia, Tô Mạn tương lai muốn gả cho người nào do chính cô ta quyết định, chúng ta ở đây ai cũng không thể đủ bức bách nàng. Diêu Liên Dung thiếu con gái của mình rất nhiều, hiện tại nàng thế nào có thể nhượng con gái của mình cùng một cái chưa từng gặp mặt người cùng một chỗ ni. Huống hồ trong lòng nàng là nhận thức đúng Diệp Thần Phong cái này tốt con rể. Diêu Liên Dung, người không muốn cấp khuôn mặt không biết xấu hổ. Hiện tại đặt ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, một là đem thiếu tiền của chúng ta cấp trả sạch, hai là nhượng Tô Mạn cùng chúng ta giới thiệu người chỗ đối tượng. Hồ Chân không nhịn được quát dẹp đường. Được rồi, các ngươi nói đủ chưa? Ta hiện tại đã sa thải công tác, đến các ngươi tiểu trong công ty đi làm công trả nợ, các ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi có tư cách gì quyết định tương lai ta hạnh phúc? Siêu Tô Mạn cổ họng trong không thể nhịn được nữa uống đi ra. Chí Cường, ở đây còn thật náo nhiệt a, bởi Diêu Liên Dung ra cửa không có khóa thượng, một gã chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, trực tiếp đi vào phòng trong, trung niên nam nhân thẳng một cái vòng tròn cuồn cuộn mang thai, tóc đen bóng không gì sánh được, cánh tay trái dưới nách mang theo một cái ví da màu đen, vừa đi vào Diêu Liên Dung ra môn, ánh mắt của hắn tựu nóng hừng hực nhìn chăm chú vào Diêu Tô Mạn thân thể. Diêu Chí Cường vội vã đi lên trước cùng tên nam tử này người nắm tay, đồng thời giới thiệu, Liên Dung. Vị này chính là Vương Thạch Cương, Vương lão bản, sau đó Tô Mạn theo hắn tuyệt đối là có thể được sống cuộc sống tốt. Vương Thạch Cương nhìn thoáng qua Diêu Liên Dung, nói rằng, bá mẫu, ngươi cứ yên tâm đem con gái của ngươi giao cho ta đi. Ta cam đoan nàng sau đó theo ta nhất định là hạnh phúc, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua khoái tốc Mỹ. Ta đã bắt lại khoái tốc Mỹ tại những thành thị khác trung đại lý quyền, dùng bây giờ khoái tốc Mỹ nóng nảy trình độ, ta muốn không kiếm tiền đều khó khăn a. Vương Thạch Cương một bộ vênh váo tận trời dáng dấp. Diêu Liên Dung nghe Vương Thạch Cương hô nàng bá mẫu, trong lòng chắn được khó chịu, phải biết rằng thấy thế nào cái này Vương Thạch Cương cũng cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, nếu để cho con gái của nàng cùng cái này Vương Thạch Cương cùng một chỗ, đều không phải đem nàng con gái của mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Loại chuyện này nàng tuyệt đối làm không được. Diệp Thần Phong đang nghe khoái tốc Mỹ ba chữ này thời gian, rõ ràng sửng sờ một chút. Sau đó khóe miệng hiện lên nhẹ nhẹ lãnh ý, xem ra hôm nay bữa cơm này là ăn không an bình, Diêu Liên Dung các nàng phiền phức, còn phải muốn hắn xuất thủ để giải quyết. Có khoái tốc Mỹ đại lý quyền rất tài ba sao, ta xem ngươi và Tô Mạn Tả một điểm cũng không xứng, ngươi cái này tuổi tác có thể làm Tô Mạn Tả phụ thân rồi, ngươi còn là sớm làm cấp ta từ đâu tới, trở về nơi đó. Diệp Thần Phong đạm nhiên lên tiếng, thực sự là nông thôn đến tiểu tử. Người biết khoái tốc Mỹ là vật gì sao? Vương lão bản có thể cầm đến cái khác thành phố khoái tốc Mỹ đại lý quyền, cái này ý vị như thế nào ngươi biết không? Liên Dung, ta xem hãy để cho tiểu tử này lập tức ly khai đi. Đỡ phải nhượng chúng ta Vương lão bản tức giận, Siêu Chí Cường mở miệng khinh bỉ nói. Đối, tiểu tử, vội vàng rời đi nơi này, chúng ta còn có chuyện phải thương lượng ni. Ngươi cũng không phải Diêu gia người nào, ngươi không có quyền lợi ở tại chỗ này. Hồ Chân cực kỳ khinh thường phất phất tay, tượng là tại đuổi con ruồi giống nhau.
Lại là nhất chỉ không biết sống chết con cóc, cái này trên thế giới con cóc thế nào tự nhiều như vậy chứ? Diêu Mộng từ đầu đến cuối mắt cũng không có con mắt quan sát qua Diệp Thần Phong, tại nàng cho rằng Diêu Liên Dung nhà các nàng trong nghèo như vậy, hội nhận thức người có tiền sao? Vương Thạch Cương bị Diệp Thần Phong nói thành có thể đương phụ thân của Diêu Tô Mạn, nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất, Chí Cường nói một điểm đều không sai, ngươi quả nhiên là cái nông thôn đến tiểu tử, nếu như ngươi biết khoái tốc Mỹ là vật gì sau, chỉ sợ ngươi sẽ tới liếm chân của ta đầu ngón chân, tới phách ta mã thí. Bá mẫu, ta muốn ngươi chắc là nghe nói qua khoái tốc Mỹ đi. Sau đó ta nhất định hội chiếu cố thật tốt ngươi và con gái ngươi, cam đoan không cho các ngươi thụ bất luận cái gì ủy khuất. Vương Thạch Cương nhìn đến tuổi tác 40 hơn Diêu Liên Dung còn cất giữ vài phần phong vận, trong lòng không tự chủ được y lên, chờ sau này hắn có thể tới một cái mẹ con, hắn còn không có thể nghiệm qua như thế chuyện kích thích ni. Nửa người dưới không tự chủ có phản ứng, quả nhiên là cái tai to mặt lớn vô sỉ xúc sinh. Chương 295, nha, người không có trường mắt a. Liên Dung, người không việc gì tốt do dự, Vương lão bản cùng Tô Mạn sự tình liền do ta cái này cậu làm chủ. Tô Mạn có thể cùng Vương lão bản cùng một chỗ, là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Ngày hôm nay cái này cọc sự tình Diêu Chí Cường nhất định muốn đối phó, nói đến cái này Vương Thạch Cương mấy ngày hôm trước đi Diêu Chí Cường bọn họ tiểu trong công ty, nhìn đến lúc đó chính đang làm việc Diêu Tô Mạn sau, liền đối với Diêu Tô Mạn nhớ mãi không quên, cho nên mới tìm tới Diêu Chí Cường, muốn nhượng Diêu Chí Cường tới tác hợp chuyện này, hắn đồng dạng đồng ý chờ sự tình hoàn thành, hội cấp Diêu Chí Cường bọn họ toàn ra rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Diêu Chí Cường bọn họ mới có thể dốc hết sức muốn nhượng Diêu Tô Mạn làm Vương Thạch Cương bạn gái. Ca, người cái này đều không phải đem Tô Mạn hướng tới hố lửa trong thôi sao? Tô Mạn cùng Vương lão bản một điểm đều không thích hợp, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Diêu Liên Dung có thể không phải là vì vài cái tiền dơ bẩn là có thể bán đứng nữ nhi mình hạnh phúc. Diêu Liên Dung, lẽ nào ngươi còn ghét bỏ người ta Vương lão bản sao? Người ta Vương lão bản có thể để ý con gái ngươi, ngươi nên vui vẻ mới đúng, Tô Mạn sự tình ta và ngươi ca làm chủ là được, chúng ta nói như thế nào cũng là Tô Mạn trưởng bối. Hồ Chân chắc chắc nói rằng, Diêu Tô Mạn khóe miệng xẹt qua một vòng cười khổ, trong con ngươi xinh đẹp thần xẻ vô cùng kiên định cậu, mợ, tương lai ta muốn cùng ai nói yêu thương. Cùng ai kết hôn, ta sẽ tự mình làm chủ, chuyện của ta tự không cần phải các ngươi bận tâm. Nghe được Diêu Tô Mạn nói như vậy, Diêu Chí Cường bọn họ một nhà ba người cùng với Vương Thạch Cương khuôn mặt xẻ y trầm xuống, Hồ Chân từng bước ép sát quát dẹp đường, Diêu Tô Mạn, người không muốn cùng Vương lão bản nói yêu thương cũng được, lập tức đem thiếu chúng ta 5 vạn đồng tiền cho trả hết nợ, trước đây ngươi thế nhưng giấy trắng mực đen viết xuống giấy nợ. Bằng không ngươi tự trái lại nghe chúng ta lời nói, Vương lão bản có điểm nào nhất không xứng với ngươi. Đối đãi ánh mắt không nên nhìn được rất cao. Huống chi dùng nhà các ngươi bây giờ điều kiện, ngươi cho là mình có thể tìm được so Vương lão bản càng tốt đối tượng kết hôn sao? Tốt, Hồ Chân muội tử, ngươi trước xin bớt giận, ta Vương Thạch Cương từ trước đến nay là thương yêu nữ nhân của mình. Ngày hôm nay chúng ta trước đem chuyện này định xuống, ta có thể lập tức chọn cái tốt gì từ tại tửu điếm trong đem hôn lễ làm, hôm nay ta liền mang theo Tô Mạn đi trong điếm chọn nhẫn kim cương. Tô Mạn thích mua bao nhiêu nhẫn kim cương tự mua bao nhiêu nhẫn kim cương. Vương Thạch Cương thẳng tròn vào bụng bự, cả người từ trên xuống dưới đều tràn đầy một loại nông thôn nhà giàu mới nổi khí tức, hắn thấy nữ nhân đều là có thể dùng tiền giải quyết. Trước mặt Diêu Tô Mạn hắn Vương Thạch Cương là muốn định rồi, huống hồ đây chính là một nhà hai điêu sự tình, chỉ cần đem Diêu Tô Mạn làm xong, đến lúc đó còn không giải quyết được Diêu Liên Dung sao. Hắn tin tưởng dùng thủ đoạn của mình nhượng hai mẹ con này cùng nơi hầu hạ hắn, đến cuối cùng nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Mạn, ngươi xem một chút người ta Vương lão bản bao nhiêu thành tâm thành ý. Bao nhiêu thương ngươi, ta xem Vương lão bản nói một điểm đều không sai, hai người các ngươi vội vàng chọn cái gì tử kết hôn quên đi, không muốn lại cho chúng ta đùa giỡn nì gờ tử, trừ phi ngươi có thể lập tức trả hết nợ thiếu tiền của chúng ta. Hồ Chân hiện ở trong tay mặt bắt được Diêu Tô Mạn các nàng nhược điểm, nàng cũng không tin ngày hôm nay vẫn không thể đủ nhượng Diêu Liên Dung hai mẹ con này đi vào khuôn khổ. Diêu Tô Mạn trắng nõn làm tay hơi tụ lại, nhìn trước mặt Diêu Chí Cường cùng Hồ Chân, trong lòng chưa có tới một trận khó chịu, đây là nàng cái gọi là thân tình a. Đây là nàng cái gọi là cậu cùng mợ a, lại có thể buộc nàng và một người trung niên mập heo cùng một chỗ. Ở trong thân thể không có từ trước đến nay một trận không có sức,
dù sao nhà các nàng thật thiếu Diêu Chí Cường tiền của bọn họ a. Giữa lúc Diêu Tô Mạn trong lòng tuyệt vọng đang từ từ sinh sôi thời gian, nàng chỉ cảm giác mình mảnh mai bị người cấp ôm. Nhất cổ nam nhân dương cương khí tức xông vào lỗ mũi của nàng trong, quay đầu, nhìn đến Diệp Thần Phong hướng nàng gật đầu, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Không biết vì sao, Diêu Tô Mạn mảnh mai bị Diệp Thần Phong ôm sát na, nàng ngực phiên kia hoảng loạn tâm, hoàn toàn bình tĩnh lại. Phảng phất là tại biển rộng mênh mông thượng phiêu bạt thuyền nhỏ, cuối cùng là tìm được rồi cập bến cảng. Tô Mạn tả là bạn gái của ta, có vẻ như các ngươi còn không hỏi qua ý kiến của ta chứ đi. Diệp Thần Phong cười cả người lẫn vật vô hại. Tiểu tử, ngươi đừng cho chúng ta thêm phiền, bằng không ngươi có tin ta hay không những ngươi chịu không nổi. Diêu Chí Cường nhìn đến ở lúc mấu chốt ra tới quấy rối Diệp Thần Phong, trong lòng thịnh nộ là một cái kình đi lên thoán, phải biết rằng Vương Thạch Cương đồng ý cho bọn hắn toàn ra chỗ tốt là đặc biệt to lớn. Ngươi nói ngươi là Tô Mạn Nam bằng hữu, như vậy ngươi giúp các nàng còn 5 vạn đồng tiền, bằng không ngươi cấp ta có xa lắm không lăn rất xa. Hồ Chân nhận thức đúng Diệp Thần Phong là không thể có thể cầm ra 5 vạn đồng tiền tới, tâm tư của nàng cùng con gái nàng Diêu Mộng giống nhau. Tượng Diêu Liên Dung các nàng như vậy người nghèo hội nhận thức gì người có tiền sao? Diệp Thần Phong trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Lý Bàn Tử, nhượng Lý Bàn Tử tới Diêu Liên Dung nhà các nàng trong một chuyến, thuận tiện còn nhượng Lý Bàn Tử đi trong ngân hàng lĩnh 10 vạn đồng tiền tiền mặt qua đây. Đương nhiên Vương Thạch Cương sự tình Diệp Thần Phong tịnh không có ở trong điện thoại đối Lý Bàn Tử nhắc tới, chờ Lý Bàn Tử đến nơi này, lại để cho Lý Bàn Tử bản thân thu thập Vương Thạch Cương đi. Tiền lập tức tự hội đưa tới. Các người người như thế căn bản không xứng làm Tô Mạn cậu cùng mợ. Diệp Thần Phong trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý. Nhìn đến Diệp Thần Phong như thế thản nhiên gọi điện thoại, Diêu Chí Cường đám người trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói trước mặt Diệp Thần Phong còn thật có thể đủ bang Diêu Liên Dung mẹ con các nàng trả tiền lại sao? Như vậy bọn họ toàn ra chỗ tốt chẳng phải là muốn bị nhỡ sao? Bọn họ tuyệt đối không thể đủ nhượng chuyện như vậy phát sinh. Người đàn bà tranh chua Hồ Chân tại trong lòng thầm nghĩ, thì là đợi thật có người tới đưa tiền, vậy thì thế nào? Thực sự không được chẳng qua dùng cường ngạnh một chút thủ đoạn, Vương lão bản tại Thiên Hải vẫn còn có chút nhân mạch, dùng năng lực của hắn nhất định có thể giải quyết sự tình hôm nay. Con cóc trang gì phú nhị đại, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Siêu Mộng ở một bên khinh thường châm chọc khiêu khích đạo. Thần Phong, nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi nhúng tay, tự ta hội giải quyết. Mảnh mai bị Diệp Thần Phong tay cánh tay cấp ôm, Diêu Tô Mạn không có giấy, thấp giọng nói với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong quay đầu cũng đúng Diêu Tô Mạn thấp giọng nói rằng, Tô Mạn tả, người thật chẳng lẽ muốn gả cho cái này đầu heo ba. Chuyện kế tiếp tự để cho ta tới xử lý tốt, ai bảo ta ngày hôm nay vừa vặn gặp chuyện này ni. Bởi Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn dựa vào là rất gần, Diệp Thần Phong lúc nói chuyện, miệng trong nhiệt khí thỉnh thoảng thổi tới Diêu Tô Mạn vành tai thượng. Nhượng Diêu Tô Mạn trong óc biến được chóng mặt, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, không tự chủ được gật đầu. Diêu Liên Dung nhìn đến nữ nhi mình cùng Diệp Thần Phong vô cùng thân thiết động tác, nàng cái này làm mẹ trong lòng là một trận vui mừng, thế nhưng còn có vẻ mơ hồ lo lắng, ngày hôm nay chuyện này Diệp Thần Phong rốt cuộc có thể không thể đủ giải quyết tốt. Tiểu tử, quá bừa bãi có thể điều không phải gì chuyện tốt, ta Vương Thạch Cương tại Thiên Hải nói như thế nào cũng là có điểm nhân mạch. Nếu như ngươi sau đó còn muốn tại Thiên Hải qua thượng an ổn gì tử, lập tức từ nơi này biến mất cho ta. Vương Thạch Cương uy hiếp nói. Diệp Thần Phong không nhìn thẳng Vương Thạch Cương lời nói, thời gian trôi qua từng phút từng giây, 15 phút sau, Vương Thạch Cương là càng xem Diệp Thần Phong càng khó chịu. Tiểu tử, ta tại di gờ cáo ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật chẳng lẽ muốn cụt tay gãy chân sao? Siêu Chí Cường người một nhà nhìn đến Vương Thạch Cương là thật tức giận. Trong lòng thầm cười nhạo Diệp Thần Phong không biết sống chết, theo bọn họ Vương Thạch Cương tại Thiên Hải nếu như muốn cả một cái tiểu niên khinh lời nói, còn điều không phải gật đầu sự tình mà. Lý Bàn Tử vừa tiếp xúc với đến Diệp Thần Phong điện thoại, liền cùng hầu tử cùng đi trong ngân hàng lĩnh 10 vạn đồng tiền tiền mặt, sau đó dựa theo Diệp Thần Phong nói cho bọn hắn biết địa chỉ, hấp tấp hướng tới Diêu Liên Dung trong nhà chạy đến. Lý Bàn Tử cùng hầu tử vừa đi tới cửa, liền thấy Vương Thạch Cương lại có thể đang uy hiếp bọn họ lão đại. Bọn họ hai cái trong lòng tức khắc nộ không thể giải lên, theo bọn họ lão đại của mình là thần thông thường chính là nhân vật, là gì A Miêu A Cẩu có thể uy hiếp sao? Thật con mẹ nó là không biết chết sống. Nha, ngươi không có trường mắt A, đầu năm nay lại còn có người dám uy hiếp ta Lý Bàn Tử lão đại.
Lý Bàn Tử, cùng cháu trai này phí nói cái gì? Đánh hắn nha! Chương 296, cái này là tiền thuốc men. Diệp Thần Phong nguyên do không ra tay với Vương Thạch Cương, là bởi vì Vương Thạch Cương tiểu nhân vật như vậy thật sự là nhiều lắm, theo thực lực không ngừng đề thăng, Diệp Thần Phong tâm tình tại tình hình trung hạ không có quá lớn phập phồng, không hội bởi vì Vương Thạch Cương lần này uy hiếp, hắn trong lòng tựu trong cơn giận dữ lên, bởi vì hắn biết Vương Thạch Cương uy hiếp vĩnh viễn cũng không có thể trở thành hiện thực, tựu như cùng một con kiến ngẩng đầu đối voi nói, muốn một cước giết chết voi. Voi căn bản sẽ không để ý tới trên mặt đất con kiến. Mà hầu tử cùng Lý Bàn Tử lại bất đồng, tại bọn họ hai cái trong lòng Diệp Thần Phong cái này vị lão đại, có cực kỳ địa vị trọng yếu, nhìn đến lão đại của mình bị một cái rác rưởi trứng chim uy hiếp, bọn họ hai cái làm tiểu đệ thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên muốn nghĩa vô phản cố đem đối phương đánh tới liền ra phương hướng cũng không nhận ra. Tại hầu tử cùng Lý Bàn Tử một trận mãnh liệt đánh chi hạ, có giúp ở trên mặt đất Vương Thạch Cương vậy mà đã bất tỉnh. Hai người cái này mới dừng lại xong xuôi chân, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hỏi, lão đại, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong tướng đại khái sự tình nói một lần, đương Lý Bàn Tử cùng hầu tử nghe được Vương Thạch Cương lấy được những thành thị khác khoái tốc Mỹ đại lý quyền thời gian, Lý Bàn Tử ánh mắt không tự chủ lần thứ hai tập trung đến ngất Vương Thạch Cương khuôn mặt, bởi vì phân phối khoái tốc Mỹ những thành thị khác đại lý quyền sự tình, là Lý Bàn Tử đang phụ trách, tỉ mỉ quan sát xuống. Hắn đến thật cảm thấy cái này Vương Thạch Cương có chút quen thuộc ni. Lý Bàn Tử cùng hầu tử xông vào không nói lời gì trực tiếp đối Vương Thạch Cương một trận mãnh liệt đánh, điều này cũng làm cho Diêu Chí Cường người một nhà cùng với Diêu Liên Dung mẹ con sửng sốt đủ có mười mấy giây, mới chậm rãi từng cái phục hồi tinh thần lại. Nghe được hầu tử cùng Lý Bàn Tử xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đại, Diêu Chí Cường một nhà ba người theo bản năng tại trong lòng sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ nói trước mặt tiểu tử này là lăn lộn thế lực dưới đất sao? Bất quá, bọn họ biết Vương Thạch Cương tại Thiên Hải nhân mạch thẳng rộng, chính là vài cái thế lực dưới đất tiểu ma cà bông. Chẳng lẽ còn đặt bất bình sao? Bọn họ tự nhiên mà vậy đem Diệp Thần Phong đám ba người phân loại đến tiểu ma cà bông hàng ở giữa đi. Tiểu tử, đón lấy ta xem ngươi sau đó tại Thiên Hải thế nào lăn lộn đi xuống. Vương lão bản không phải là các ngươi cái này loại tiểu nhân vật có thể đắc tội. Các ngươi chờ bị vứt xuống Hoàng Phổ Giang trong nuôi cá đi. Diêu Chí Cường cười lạnh nói. Hiện tại ngươi hối hận cũng vô ích, ai cho ngươi muốn mù tham cùng tiến đến. Không có lớn như vậy đâu, cũng không cần mang lớn như vậy mũ, quả thực là không biết sống chết. Hồ Chân khinh thường nhìn Diệp Thần Phong đám người. Diêu Mộng từ đầu đến cuối cũng hơi hất cảm, vẫn duy trì một bộ kiêu ngạo công chúa dáng dấp, nói châm chọc đạo, con cóc chính là con cóc, ngươi cho là mình sẽ biến thành vương tử sao? Cái này trên thế giới thích phùng má giả làm người mập người thế nào tự nhiều như vậy chứ? Một bên Diêu Liên Dung nhìn đến sự tình càng diễn càng kịch liệt, nhất khỏa tâm đều nhắc tới cuống họng miệng, trong đầu trống rỗng, đã là hoàn toàn không biết làm sao. Nguyên bản ở vào ngất trạng thái Vương Thạch Cương, cổ họng trong lập tức đau nhức hô thanh tỉnh lại. Diêu Chí Cường cùng Hồ Chân vội vã đi tới tướng Vương Chí Cương từ dưới đất phù lên, Hồ Chân châm ngòi thổi gió nói rằng, Vương lão bản, ta cho rằng ngươi nên lập tức gọi điện thoại gọi người qua đây đem cái này không biết sống chết tiểu tử cấp thu thập. Vương Thạch Cương từ miệng trong hộc ra vài cái bị đánh rơi hàm răng, hai con ngươi trung tràn đầy phẫn nộ hỏa quang, Hồ Chân muội tử nói rất đúng. Đắc tội Vương Thạch Cương người không có gì tốt kết quả, ta muốn để cho bọn họ. Đương Vương Thạch Cương ngẩng đầu nhìn đến Lý Bàn Tử thời gian, cổ họng trong lời nói tức khắc hơi ngừng. Vừa rồi bởi hầu tử cùng Lý Bàn Tử chạy ảo gian nhà tựu đối với hắn một trận mãnh liệt đánh, hắn căn bản không kịp thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, trước đây khoái tốc Mỹ những thành thị khác đại lý quyền. Hắn thế nhưng từ Lý Bàn Tử trong tay tranh với tay cầm, hắn vẫn cùng Lý Bàn Tử ăn qua một bữa cơm ni. Trong óc ông tác hưởng có chút không biết làm sao. Nhìn đến Vương Thạch Cương cử động khác thường, Diêu Chí Cường mở miệng nhắc nhở, Vương lão bản, ngươi làm sao vậy? Hiện tại có thể điều không phải ngẩn người thời gian a. Vương Thạch Cương trong đầu tâm tư có chút chuyển bất quá cong tới, bị Diêu Chí Cường như thế vừa đề tỉnh, trên mặt phẫn nộ chi xẻ biến mất vô ảnh vô tung, bị đánh sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt đống khởi như mộc dáng tươi cười, đặc biệt có hài kịch cảm giác, cúi đầu khom lưng đi tới Lý Bàn Tử trước mặt, cung kính nói, Lý Tổng, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lý Tổng, nghe được Vương Thạch Cương đối Lý Bàn Tử xưng hô, Diêu Chí Cường người một nhà trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra,
phải biết rằng Vương Thạch Cương trong miệng cái này vị Lý Tổng thế nhưng xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đại, như vậy Diệp Thần Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ba, một tiếng, Lý Bàn Tử trực tiếp rút Vương Thạch Cương một cái bạt tai, mắng, nha, ngươi toán cái thứ gì? Liền lão đại của ta cũng dám uy hiếp, ta xem ngươi chỉ do hay sống ngán oai đi. Vương Thạch Cương phía sau không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy một cái kình xin lỗi, Lý Tổng, là ta có mắt không tròng, là ta quá không biết trời cao đất rộng. Bây giờ đằng thiên chế dược hán tại Thiên Hải phát triển là hừng hực khí thế, hắn biết nếu như Lý Bàn Tử muốn chỉnh chết hắn Vương Thạch Cương, là chuyện dễ dàng, cho nên dưới mắt hắn chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Lý Bàn Tử, cái này nha trứng chim cũng có thể cầm đến khoái tốc Mỹ đại lý quyền. Ngươi là thế nào xét duyệt? Cái này loại điều nhân nên nhường hắn đi ăn đại tiện. Hầu tử mắt bốc lên thịnh nộ quát dẹp đường. Hầu tử, Lý Bàn Tử, những cái này đầu heo ba lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, hai người các ngươi cũng ly khai đi. Diệp Thần Phong phất phất tay, hắn cũng không muốn tại cái này loại tiểu nhân vật trên người thật lãng phí thời gian. Không nghe được lão đại chúng ta lời nói sao, ngươi còn không cho chúng ta lăn. Lý Bàn Tử hướng về phía có chút vờ ngớ ngẩn Vương Thạch Cương quát dẹp đường. Là, ta lập tức lăn, ta lập tức lăn. Vương Thạch Cương bi bi thương thích đi tới cổng, sau đó đột nhiên Phạm Hai hỏi một câu, Lý Tổng, ta đây những thành thị khác khoái tốc Mỹ đại lý quyền. Ngươi nha, ta xem ngươi là thật đầu nước vào đi. Ngày hôm nay tựu để cho ta tới cấp ngươi tốt nhất nới lỏng đầu khớp xương. Lý Bàn Tử một cước trực tiếp đá vào Vương Thạch Cương phần mông thượng, Vương Thạch Cương thất tha thất thểu cút ra khỏi Diêu Liên Dung các nàng trong nhà. Hầu tử tướng cái túi trong tay đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, lão đại, nơi này là ngươi muốn chúng ta lĩnh tiền mặt, ta đây cũng đi giáo huấn một chút trứng chim, có chuyện gì ngươi tùy thời liên hệ chúng ta. Nói, hầu tử cũng xoa tay đi ra ngoài. Trong phòng trong lúc bất chợt an tĩnh quỷ dị xuống, Diêu Chí Cường bọn họ một nhà ba người lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, vừa rồi bọn họ thế nhưng tướng Diệp Thần Phong đắc tội thấu, lúc này khẳng định không có quay lại đường sống. Tốt xấu bọn họ cũng là Diêu Liên Dung thân thích, Diệp Thần Phong cũng sẽ không đối với bọn họ làm càn đi. Nếu không có quay lại đường sống, như vậy thẳng thắn không muốn cúi đầu trước Diệp Thần Phong nói xin lỗi, cầm lại tá cấp Diêu Liên Dung mẹ con 5 vạn đồng tiền thì tốt rồi. Nếu ngươi phải giúp Diêu Liên Dung các nàng trả tiền lại, như vậy đem tiền cầm đến đây đi. Diêu Chí Cường lấy hết súng khí nói rằng, Diệp Thần Phong cầm trong tay trang tiền mặt túi ném cho Diêu Chí Cường. Diêu Chí Cường tiếp nhận túi sau, lập tức đếm tiền bên trong, vậy mà có 10 vạn đồng tiền. Diêu Liên Dung các nàng có thể chỉ có thiếu 5 vạn đồng tiền a. Bất quá, hắn tịnh không nói thêm gì, có tiện nghi không chiếm mới là đại đầu đất ni. Giữa lúc Diêu Chí Cường tại trong lòng âm thầm cười trộm thời gian, Diệp Thần Phong hí ngược thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, Diêu bá mẫu các nàng chắc là thiếu các ngươi 5 vạn đồng tiền đi. Trong túi tổng cộng là 10 vạn. Mặt khác 5 vạn là ta đưa cho ngươi tiền chữa bệnh, vậy mà ngươi tiếp nhận rồi, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diêu Chí Cường trong lòng một cái lộp bộp, theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Chương 297, trở lại làm cảnh sát đi. Diêu Chí Cường đi ra Diêu Liên Dung ra cửa thời gian, hai cánh tay mềm nhũn rủ xuống, rất rõ ràng cho thấy bị vặn gãy đầu khớp xương, thân thể lung lay lắc lư, hình như không nghĩ qua là sẽ té lăn trên đất. Trên cánh tay truyền tới trận trận đau đớn, những Diêu Chí Cường cổ họng trong không ngừng phát sinh tiếng kêu rên, trên mặt biểu tình bởi đau đớn cũng biến thành có chút dữ tợn. Diêu Chí Cường lão bà Hồ Chân cùng nữ nhi Diêu Mộng, ánh mắt đờ đẫn theo Diêu Chí Cường đi ra ngoài, vừa rồi Diệp Thần Phong nói là động thủ tự động thủ, trực tiếp tướng Diêu Chí Cường hai cánh tay cấp vặn gãy, thấm người tiếng xương gãy nhượng hai cái này vừa rồi đối Diệp Thần Phong nhiều châm chọc nữ nhân là hoàn toàn ngậm miệng lại. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần Phong chưa bao giờ đánh nữ nhân, sợ rằng Hồ Chân cùng Diêu Mộng kết cục cũng sẽ cùng Diêu Chí Cường đồng dạng thảm thiết. Nguyên bản không phục Diêu Chí Cường người một nhà rời đi trước muốn buông vài câu ngoan thoại, thế nhưng muốn khởi vừa rồi Vương Thạch Cương kết cục, cùng với nhìn đến Diệp Thần Phong khuôn mặt thong dong bình tĩnh thần tình, bọn họ phía sau cột sống trên có loại lạnh siêu siêu cảm giác âm lãnh, phải biết rằng Vương Thạch Cương tại Thiên Hải so với bọn hắn toàn gia nhân mạch mạnh hơn nhiều. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đủ tướng khẩu khí này hướng tới trong bụng nuốt. Từ đầu đến cuối đều muốn cầm hơi vung lên, vẫn duy trì một bộ công chúa tư thái Diêu Mộng, sắc mặt trắng bệch cúi đầu, trong miệng nàng lần lượt châm chọc Diệp Thần Phong vì con cóc, ai biết đạo cuối cùng bọn họ toàn ra bị trong miệng nàng con cóc cấp thu thập,
sinh hoạt sau đó đều là tràn đầy thú vị, ai cũng không biết sau một khắc hội xảy ra chuyện gì. Có như vậy không biết tính tài năng đủ xưng là chân chính sinh hoạt đi. Tại Diêu Chí Cường bọn họ người một nhà sau khi rời đi, trong phòng lần thứ hai khôi phục chốc lát an tĩnh. Diêu Liên Dung cùng Diêu Tô Mạn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong ngây người, Diệp Thần Phong có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói rằng, Diêu bá mẫu, vừa rồi ta thật sự là nhìn không được mới ra tay, giống như vậy người căn bản không xứng làm nhà các ngươi thân thích. Diêu Liên Dung hồi qua thần, khuôn mặt lóe lên một vòng không biết làm sao, sau đó lại lộ ra dáng tươi cười. Nói rằng, Thần Phong, bá mẫu sẽ không trách ngươi, bọn họ đúng là nhượng lòng ta rét lạnh. Như vậy tử thân thích không muốn cũng được, chỉ là chúng ta không thể đủ nhượng ngươi giúp đỡ trả nợ a. Nếu không hiện tại tôi làm trương giấy nợ cho ngươi đi. Chờ sau này nhà của chúng ta có tiền tự trả lại ngươi. 10 vạn đồng tiền đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông, thậm chí liền chín châu mất sợi lông cũng không gọi được. Lần này coi như làm là bang Diêu Liên Dung mẹ con các nàng hai một chuyện đi. Khoát tay áo, nói rằng, Diêu bá mẫu, không có quan hệ, ta biết nhà các ngươi tình huống hiện tại, lại nói cái này 10 vạn đồng tiền đối với ta mà nói không coi vào đâu, ngươi tự không cần để ở trong lòng. Nhìn trước mặt giọng nói hiền hòa Diệp Thần Phong, lại nhìn một chút một bên đôi má có chút hơi phiếm hồng nữ nhi, Diêu Liên Dung trong lòng thầm nghĩ, xem ra Thần Phong thật là làm con rể hay nhất người được chọn, ta cái này làm mẹ đã liên lụy nữ nhi nhiều lắm, lần này ta nhất định phải để cho Thần Phong trở thành con rể của ta. Tô Mạn, ngươi mang Thần Phong đi phòng ngươi trong ngồi một chút, bàn ăn thượng món ăn đều nguội lạnh, ta lại nhiệt nóng lên. Diêu Liên Dung bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua con gái của mình, liền bưng lên bàn ăn thượng món ăn đi vào tại chủ phòng. Diêu Tô Mạn đón mẫu thân mình ánh mắt, dư quang của khóe mắt không tự chủ liếc mắt một cái Diệp Thần Phong. Ngực tim đập đột nhiên tăng nhanh tần suất, thầm nghĩ ta đây là thế nào? Ta đây là thế nào? Tim đập tại sao phải nhanh như vậy ni? Thần Phong, vậy ngươi đi trước trong phòng ta ngồi một chút đi. Trong lòng dẫy dụa một phen sau, Diêu Tô Mạn còn là quyết định nghe theo mẫu thân mình ý kiến. Diêu Tô Mạn gian phòng đặc biệt ngăn nắp sạch sẽ giản đơn, rất phù hợp nàng giỏi giang trực sảng tính cách, gian phòng trong không khí có một loại nhàn nhạt tạo sừng mùi thơm ngát. Nghe những người đặc biệt thoải mái, dường như như gần thiên nhiên chung thông thường. Diệp Thần Phong ở trong phòng giường thượng ngồi xuống, một bên Diêu Tô Mạn do dự một lát sau, còn là ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Diêu Tô Mạn trên người mạnh mẽ nữ cảnh sát khí chất tại Diệp Thần Phong trước mặt là biến mất vô ảnh vô tung. Cùng Diệp Thần Phong đơn độc ngây ngô ở trong phòng, trong lòng nàng có loại không nói ra được cảm giác khác thường. Tô Mạn tả, ngươi còn là trở lại làm cảnh sát đi. Huống hồ tính cách của ngươi cũng tương đối thích hợp làm nữ cảnh sát. Diệp Thần Phong trái lại bình thản nhiều, có thể không tượng Diêu Tô Mạn trong lòng đang miên man suy nghĩ. Diêu Tô Mạn mân mân môi đỏ mọng, nói rằng, Thần Phong, ta đã hướng cảnh sát cục trong từ chức, ngươi sau đó cảnh sát cục là muốn đi thì đi. Muốn đi thì đi sao? Muốn lần nữa trở lại Nam khu cảnh sát cục chỉ sợ là không quá khả năng. Cái này có cái gì khó? Giao cho ta thì tốt rồi. Nói, Diệp Thần Phong trực tiếp bấm Chu Mậu Đức điện thoại, tại trong điện thoại đối Chu Mậu Đức đại khái nói một lần chuyện này, sau đó Diệp Thần Phong đưa điện thoại di động đưa cho Diêu Tô Mạn, các ngươi cục trưởng có lời muốn nói với ngươi. Diêu Tô Mạn nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động. Chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến Chu Mậu Đức thanh âm, Tiểu Diêu A. Ngươi tùy thời đều có thể đi làm lại, ngươi từ trước chức vị ta vẫn giúp ngươi cất giữ ni. Ngươi nếu là còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để lại rộng lòng nghỉ ngơi, tiền lương của ngươi chiếu cầm không lầm, lúc nào muốn tới làm, ngươi trực tiếp tới cảnh sát cục là được. Trong điện thoại Chu Mậu Đức là khách khí không ngớt, nếu Diệp Thần Phong đều chủ động gọi điện thoại tới rồi, như vậy hắn đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi chuyện này. Tương lai hắn con đường làm quan có thể không thể đủ đi lên trước nữa khoa tiến thêm một bước. Cũng đều trông cậy vào Diệp Thần Phong cái này vị kinh thành Diệp gia dòng chính A. Diêu Tô Mạn tại trong điện thoại đáp ứng Chu Mậu Đức hậu thiên tựu đi làm, đưa điện thoại di động trả lại cho Diệp Thần Phong sau, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Sợ rằng thân phận của ngươi không đơn giản đi, từ trước ta nghĩ đến ngươi nhiều lắm chỉ là một có chút bối cảnh gia tộc thiếu gia. Nhưng là từ ngươi chữa trị xong mẫu thân ta bệnh ung thư sau, ta tự đối với ngươi hoàn toàn đổi cái nhìn. Tô Mạn tả, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu đi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói,
ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Diêu Tô Mạn bộ ngực hai cái bánh bao lớn, trong đầu hồi tưởng lại trước đây ngồi ở bên cạnh hồ biên trên ghế dài, trong lúc vô tình nắn bóp hai cái bánh bao lớn sảng khoái cảm giác. Diêu Tô Mạn theo Diệp Thần Phong ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình hai tòa cao ngất, khuôn mặt vừa rút đi đỏ ửng lại nhuộm đi lên, trong đầu đồng dạng hồi tưởng lại trước đây ngồi ở trên ghế dài một màn kia, đôi má đỏ muốn chích ra máu, đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, gắt giọng, Thần Phong, không cho phép người muốn hạ lưu sự tình, phải nhớ kỹ người thế nhưng hô tỷ của ta. Tô Mạn tả, làm sao người biết trong lòng ta mặt đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ sợ là chính người đang suy nghĩ hạ lưu sự tình đi. Diệp Thần Phong ý định muốn trêu đùa một chút Diêu Tô Mạn. Thần Phong, ngươi, Diêu Tô Mạn nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Trong thân thể bạo lực nữ cảnh sát ước số tức khắc trở về, cắn chặt ngân nha, tức giận vươn nắm tay hướng Diệp Thần Phong ngực nện đánh mà đi. Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được Diêu Tô Mạn thủ đoạn, Diêu Tô Mạn một trận giãy giụa, bởi hai người đều là ngồi ở trên giường, tại giãy giụa chung, Diêu Tô Mạn thân thể hướng Diệp Thần Phong thân thể ngã xuống. Kết quả là hai người cùng ngã tại trên giường, Diêu Tô Mạn thân thể mềm mại nặng nề đặt ở Diệp Thần Phong trên người. Hai người mặt đối mặt, thân thể hoàn toàn tịnh cùng tại cùng nơi, Diệp Thần Phong chỉ cảm giác mình trên ngực có hai luồng mềm nhũn đổ đạc, Diêu Tô Mạn trên người mùi thơm của cơ thể không ngừng xông vào mũi hắn trong, Diệp Thần Phong không tự chủ được ôm Diêu Tô Mạn mảnh mai. Diêu Tô Mạn thân thể một trận run, hai con người dần dần mê ly, nhìn trước mặt cái này trương gần như gang tấc khuôn mặt. Môi của nàng từ từ chặn kịp Diệp Thần Phong môi, đặc biệt chúc chắc gặm cắn, hoàn toàn không hội thuần thục hôn môi kỹ xảo. Diệp Thần Phong đầu lưỡi cạy ra Diêu Tô Mạn hàm răng, giữa lúc Diệp Thần Phong muốn thỏa thích phẩm thường một phen ngọt nước thời gian, Diêu Tô Mạn mê ly đôi mắt đẹp khôi phục vẻ thanh tình, từ Diệp Thần Phong trên người giãy giụa đứng lên, Thần Phong, ngươi rồi hướng ta làm hạ lưu sự tình. Diêu Tô Mạn vừa rồi trong lòng một mực giãy giụa, cuối cùng vẫn là lý trí lấy được thắng lợi. Tuy rằng trong lòng nàng có loại cùng Diệp Thần Phong thân thiết xung động, thế nhưng nàng biết cái này là không được, nàng và Diệp Thần Phong đều không phải bạn bè trai gái quan hệ, nhiều lắm cũng chỉ là thông thường bằng hữu mà thôi à. Nếu như nàng thật cùng Diệp Thần Phong ở trong phòng phát sinh chút gì, thật là thế nào xong việc ni? Diệp Thần Phong không tự chủ lè lưỡi liếm môi một cái, môi chu vi còn lưu lại Diêu Tô Mạn trên môi nhàn nhạt hương vị ni. Nhìn đến Diệp Thần Phong lần này cử động, Diêu Tô Mạn hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, Thần Phong, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, bằng không. Lời còn chưa nói hết cả, Diêu Tô Mạn liền vội vàng chạy ra khỏi gian phòng. Chương 298, Triệu Uyển Đình muốn đính hôn. Tại Diêu Liên Dung trong nhà ăn xong một trận sau bữa cơm trưa, Diệp Thần Phong liền vội ly khai, dù sao hắn và Diêu Tô Mạn vừa phát sinh mập mờ sự tình, hai người nhìn thấy đối phương khó tránh khỏi hội có chút xấu hổ. Võng. Tại Diệp Thần Phong lúc rời đi, Diêu Liên Dung là nhiệt tình vô cùng, một cái kình lôi kéo Diệp Thần Phong tay nói rằng, Thần Phong, sau đó có thời gian phải nhiều tới bá mẫu ở đây ngồi một chút ha. Bá mẫu trong nhà vĩnh viễn đều hoan nghênh ngươi tới làm khách. Đã biết Diêu bá mẫu, sau đó có thời gian ta sẽ nhiều tới thăm ngươi môn. Đối với Diêu Liên Dung nhiệt tình, Diệp Thần Phong trong lòng là hô to chịu không nổi. Tại Diệp Thần Phong bước ra Diêu Liên Dung ra môn miệng chi tế. Bên tai truyền đến Diêu Tô Mạn nhỏ bé yếu ớt phan thanh âm lượng, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, hắn ngày hôm nay có thể đến giúp Diêu Liên Dung mẹ con chỉ do là trùng hợp, lần trước bang Diêu Liên Dung trị liệu bệnh ung thư cũng là hắn vừa vặn gặp phải, nhân sinh thường thường đều là tràn đầy vô số trùng hợp, đã có một ít sự tình Diệp Thần Phong gặp, như vậy hắn có thể giúp đỡ nắm đã giúp thượng nắm đi. Trở lại biệt thự thời gian. Đường Hân tiểu nha đầu kia cũng đã từ trường học trở về, chính chân trần nha tử, ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV ni. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào phòng khách, vội vã từ trên ghế salon đứng lên, chạy chậm vài bước, nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực, nũng nịu nói rằng, Thần Phong ca ca, hiện tại Sơ Tuyết tỷ tỷ không ở, ta đều cảm thấy thật nhàm chán a. Sơ Tuyết tỷ tỷ lúc nào có thể trở về tới? Diệp Thần Phong một tay lấy Đường Hân ôm trở về trên ghế salon. Nhéo nhéo Đường Hân trắng mịn mũi, ngăn trọng tâm câu chuyện nói rằng, Hân Nhi, ngươi có nghĩ là muốn biến thành nữ hiệp à? Thần Phong ca ca ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Diệp Thần Phong đã quyết định cũng muốn lợi dụng bát cấp linh hồn lực bang Đường Hân cải thiện thể chất cùng đề thăng thực lực, nhượng Đường Hân có thể có được năng lực tự vệ nhất định. Cũng là một chuyện tốt tình.
Đường Hân Thủy uông uông đại mắt không nháy một cái, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú, hỏi Thần Phong ca ca, người có thể nhượng ta biến thành nữ hiệp sao? Ta đương nhiên muốn biến thành nữ hiệp, như vậy sau đó Hân Nhi là có thể bang Thần Phong ca ca ngươi chiếu cố, không hội kéo Thần Phong ca ca ngươi chân sau. Đường Hân nói là đương nhiên, tựa hồ tại tánh mạng của nàng trong Diệp Thần Phong là duy nhất trung tâm. Nhìn Đường Hân non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên quyết. Diệp Thần Phong trong lòng có chút tiểu xúc động, không nhịn được nhéo nhéo Đường Hân đôi má, nói rằng, được rồi. Ta đây hiện tại để Hân Nhi ngươi biến thành nữ hiệp. Bất quá, cái này biến thành nữ hiệp kinh lịch có thể sẽ có một chút thống khổ, ngươi có thể không thể nhẫn nhịn thụ. Đường Hân khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng, gật đầu, hỏi Thần Phong ca ca, ngươi là không là chuẩn bị muốn đem ta ăn. Tại võ hiệp phiến trong giữa nam nữ có thể đi qua làm loại chuyện đó chuyển cấp đối phương công lực, Thần Phong ca ca ngươi là điều không phải cũng phải như vậy làm. Diệp Thần Phong là xấu hổ không thôi, hiện tại những thứ ngổn ngang kia võ hiệp phiến thật là hại người rất nặng a. Đưa ngón tay ra gõ một cái Đường Hân đầu, nói rằng, Hân Nhi, ngươi đầy đầu đều suy nghĩ cái gì ni. Chúng ta đều không phải ước định tốt sao, chờ Hân Nhi ngươi lớn lên, Thần Phong ca ca ta tài năng đủ ăn ngươi. Đường Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, nói rằng, Thần Phong ca ca, Hân Nhi hiện tại đang cố gắng lớn lên. Ta mỗi ngày đều có đang uống cây đu đủ nái, nhưng ta ngực nhỏ cũng nhanh một ít lớn lên, Thần Phong ca ca vậy cũng thích bộ ngực lớn nữ nhân đi. Đây là cái gì theo gì a? Quả thực là càng xả càng xa, vạn nhất Diệp Thần Phong trong cơ thể hỏa diễm thật bị Đường Hân tiểu nha đầu này câu dẫn tới tới, như vậy thì thật không dễ làm. Vội vàng nói, Hân Nhi, nhắm mắt lại. Tập trung tinh thần, kế tiếp ta để ngươi biến thành nữ hiệp. Đường Hân thuận theo trái lại nhắm hai mắt lại, Diệp Thần Phong tay phải bàn tay bao trùm tại Đường Hân trên đỉnh đầu, nhất cổ ôn hòa bát cấp linh hồn lực từ từ đi qua Đường Hân đầu. Chảy về phía thân thể nàng mỗi cái bộ vị cùng các điều gân mạch. Tại nửa tiếng đồng hồ để thăng thực lực trong quá trình, Đường Hân cố nén trong thân thể không khỏe phản ứng, vì nàng Thần Phong ca ca nàng bất luận cái gì thống khổ đều có thể chịu được. Tại Diệp Thần Phong thu hồi tay phải bàn tay sau, chờ giây lát, Đường Hân mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp, ở trong thân thể là tràn đầy không dùng hết lực lượng. Đường Hân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm từ trên ghế salon nhảy xuống, tại Diệp Thần Phong giúp nàng đề thăng hoàn thực lực sau, nàng cái nhảy này vậy mà nhảy đủ có cao hơn một thước. Tiểu nha đầu Đường Hân cũng phát hiện thay đổi của mình, khuôn mặt vui vẻ ra mặt, kích động hỏi, Thần Phong ca ca, ta thật biến thành nữ hiệp. Ta thật biến thành nữ hiệp. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Hân Nhi, dùng thực lực của ngươi bây giờ muốn bại 5-6 cái nam nhân trưởng thành, chắc là không thành vấn đề, cho nên ngươi miễn cưỡng có thể xưng là nữ hiệp. Chỉ cần bang Đường Hân một người để thăng thực lực, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao không tính là quá mạnh. Nhìn Đường Hân nhảy cẫng hoan hô dáng dấp, Diệp Thần Phong khóe miệng cũng lộ ra tuệ tâm dáng tươi cười, nói rằng, tốt, Hân Nhi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ngày hôm nay Thần Phong ca ca ta tự mình hạ trù. Chỉ cần là Thần Phong ca ca ngươi làm món ăn đều tốt ăn a. Theo lý mà nói nên do Hân Nhi ta tới nấu ăn, thế nhưng ta nấu món ăn cùng Thần Phong ca ca nấu món ăn quả thực là không có biện pháp so. Nếu như nói Thần Phong ca ca nấu món ăn là nhân gian mỹ vị, như vậy ta nấu món ăn nhiều lắm chính là mèo cậu ăn gì đó. Đường Hân rất có cảm giác bị thất bại nói rằng, ăn xong một trận mỹ vị sau bữa cơm chiều, Diệp Thần Phong liền phao tắm rửa, sau đó hướng tới lầu 2 trong phòng đi nghỉ ngơi, vừa bước vào cửa phòng, điện thoại của hắn liền vang lên, vừa nhìn là một cái mã số xa lạ, nhưng Diệp Thần Phong còn là tiếp thông. Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ là điều không phải tại Thiên Hải. Ta nói ngươi còn có tính không người đàn ông, ngươi quả thực là cái vương bát đản. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một trận nữ nhân tiếng mắng chửi. Diệp Thần Phong nghe thanh âm có chút quen thuộc. Nhíu mày một cái hỏi, ngươi là ai? Bên đầu điện thoại kia dừng một chút hồi đáp, ta là Bạch Tuyết Linh, ngươi có biết hay không Uyển Đình trưa mai sẽ tại Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm đính hôn? Ta hôm nay cũng muốn tới Thiên Hải tham gia Uyển Đình đính hôn điển lễ, tại trong điện thoại ta nghe được ra Uyển Đình tâm tình không cao lắm chướng, như vậy trong lòng nàng nhất định là còn đang suy nghĩ ngươi tên khốn kiếp này, thật không biết Uyển Đình làm sao sẽ coi trọng ngươi. Bạch Tuyết Linh là lải nhải. Đương Diệp Thần Phong nghe được Triệu Uyển Đình ngày mai sẽ phải đính hôn, hắn trong lòng có như vậy trong nháy mắt một trận quặn đau, tuy rằng Triệu Uyển Đình nói qua không cần hắn phụ trách,
thế nhưng hắn vẫn coi Triệu Uyển Đình là làm là nữ nhân của mình, bây giờ lại nghe được Triệu Uyển Đình hôm nay muốn đính hôn sự tình. Không có nghe được Diệp Thần Phong nói, Bạch Tuyết Linh mở miệng lần nữa, tại sao không nói chuyện? Uyển Đình là một cái nữ nhân tốt, nàng cũng là chị em tốt của ta, nếu như ngươi không nắm chặt nàng là ngươi cả đời này tổn thất, Diệp Thần Phong ngươi cấp ta tự giải quyết cho tốt đi. Đồ 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 nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Diệp Thần Phong tịnh không phải là không có nắm chặt Triệu Uyển Đình, hắn cho tới nay đều đang nghĩ biện pháp muốn thế nào nhường Triệu Uyển Đình quay đầu lại. Nhưng mà kế hoạch cản không nổi biến hóa, hôm nay Triệu Uyển Đình sẽ đính hôn. Diệp Thần Phong tâm tư vào giờ khắc này từ từ kiên định xuống, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Uyển Đình, ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, ngươi đời này đều là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, ta tuyệt đối không hội trơ mắt nhìn ngươi và người khác đính hôn. Thiên Hải Triệu gia biệt thự, Triệu Uyển Đình trong phòng. Triệu Uyển Đình mặc một bộ ti chất áo ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm, khuôn mặt hiện đầy mệt mỏi, có thể nói cùng Diệp Thần Phong tách ra trong đoạn thời gian này, nàng liền một ngày giấc đều ngủ không được ngon giấc. Hai bên trái phải trên bàn chuông điện thoại di động vang lên, là Bạch Tuyết Linh đánh tới, Tuyết Linh, đã trễ thế này thế nào còn chưa ngủ. Hôm nay nhớ kỹ đúng giờ tới Thiên Hải tham gia ta đính hôn nghi thức. Uyển Đình, ngươi có thể hay không không muốn lừa mình dối người. Ta từ thanh âm của ngươi trong là có thể nghe ra không được bình thường, ngươi là điều không phải còn đối Diệp Thần Phong tên khốn kiếp kia nhớ mãi không quên ni. Đã như vậy ngươi vì sao muốn cùng người khác đính hôn? Ngươi làm như vậy điều không phải tại thương tổn tới mình sao? Bạch Tuyết Linh ngữ trọng tâm trường nói rằng. Tuyết Linh, ngươi không hiểu, ta và Thần Phong đã định trước điều không phải đồng nhất cái thế giới người, ta ngày mai sẽ phải đính hôn, có thể hay không không nói những thứ này. Triệu Uyển Đình viền mắt từ từ hồng sưng lên. Được rồi, Uyển Đình, ngươi tốt nhất ngủ một giấc, hôm nay đối với ngươi mà nói là trong đời đại ngày. Nhượng Diệp Thần Phong tên khốn kiếp kia hối hận đi thôi. Làm mộng đẹp, gặp lời khuyên của mình không có hiệu quả chút nào, cuối cùng Bạch Tuyết Linh còn là bất đắc dĩ cúp điện thoại. Hoan nghênh ngài tới ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 299, Lão Đại, toán ta một cái. Chương thứ 299 Lão Đại, tính ta một người. Một đêm thời gian vội vã mà qua, cái này trong một đêm Diệp Thần Phong nghĩ thông suốt rất nhiều. Từ trước hắn đối với cảm tình quá mức do dự, có lẽ là đời này hắn hoa đào có chút tràn đầy, thế nhưng Triệu Uyển Đình nếu đã trở thành nữ nhân của hắn, như vậy hắn thì như thế nào có thể nhượng nữ nhân của mình cùng nam nhân khác đính hôn ni. Hắn Diệp Thần Phong tuyệt đối làm không đến, cho nên hắn muốn nhượng Triệu Uyển Đình trở lại bên cạnh mình, cho dù là dùng một loại bá đạo nhất tư thái. Đường Hân sáng sớm ăn xong cơm sáng tự đi Thiên Hải Đại học đi học, Diệp Thần Phong nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chuẩn bị đi trước Triệu Uyển Đình đính hôn Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm, vừa bước ra biệt thự cổng, liền thấy hầu tử cùng Lý Bản Tử từ Mercedes-Benz thượng đi xuống. Bây giờ đằng thiên chế dược hán tại Thiên Hải có thể nói là số một số hai xưởng chế thuốc. Lý Bản Tử cùng hầu tử bình thường không thể thiếu muốn đi ra ngoài xã giao, đương nhiên được phải có một chiếc hào xe sung sung tràng diện. Lão đại, người cái này sáng sớm muốn đi đâu? Chúng ta khỏe cửu không có cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay ta và Lý Bản Tử tới tìm ngươi chính là muốn ước ngươi cùng nơi ăn bữa cơm. Hầu tử đi lên trước cười hì hì nói. Diệp Thần Phong vỗ vỗ hầu tử vai, nói rằng, hầu tử, Lý Bản Tử, hôm nay sợ rằng không được, ta có chút việc muốn đi xử lý, bằng không hôm nào chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Lão đại, ngươi có chuyện gì muốn đi xử lý? Chúng ta có thể không thể đủ giúp ngươi gấp cái gì? Dùng quan hệ của chúng ta, ngươi cũng không nên khách khí với chúng ta à. Bằng không ngươi sẽ không đem ta hầu tử làm huynh đệ nhìn. Hầu tử nghiêm trang nói. Lão đại, hầu tử nói rất đúng à. Nếu như không có lão đại ngươi, làm sao có ta Lý Bản Tử ngày hôm nay? Lý Bản Tử cũng phụ họa nói. Nhìn trước mặt chân thành tha thiết hai người, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, hầu tử, Lý Bản Tử, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Sau đó ta chuẩn bị đi Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm phá hư một hồi đính hôn, thuận tiện đem đính hôn nhà gái mang đi. Lão đại, loại chuyện này thế nào có thể thiếu ta hầu tử ni? Lại có thể có người có dũng khí động đại tẩu của chúng ta? Bất quá, lão đại ngươi cũng quá ngưu bê, đại tẩu mỗi cái lớn lên là xinh đẹp như hoa a. Đối với mình lão đại Diệp Thần Phong, hầu tử là đánh trong đáy lòng bội phục, cho nên hắn thấy hắn lão đại Diệp Thần Phong, có nhiều hơn nữa nữ nhân cũng là chuyện đương nhiên.
Lão đại, cũng tính ta một người, phá hư hôn lễ ta Lý bản tử còn là đầu nhất tao ni. Huống chi là lão đại chuyện của ngươi, ta và hầu tử nhất định giúp ngươi khiến cho hấp tấp, thuận tiện đem hôm nay dám cùng đại tẩu đính hôn nam nhân đánh một trận. Từ hôm qua Diệp Thần Phong bang Lý bản tử tăng lên thực lực sau, Lý bản tử là biến được càng khí phách hăng hái, lại nói hắn hiện tại cũng có khí phách hăng hái tư bản, dùng thực lực của hắn bây giờ một người giải quyết 10 tới cái nam nhân trưởng thành là không thành vấn đề. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi, hai người các ngươi ngày hôm nay tự cùng đi với ta. Lão đại, chúng ta đây còn chờ cái gì? Lên xe đi, hầu tử bang Diệp Thần Phong mở cửa xe ra. Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm trong một gian phòng, hôm nay nữ nhân vật chính Triệu Uyển Đình vừa trang điểm xong, dáng dấp nhìn qua càng xinh đẹp động nhân, tại bên người của nàng đứng một vị hình dạng chút nào không thua với nàng nữ nhân này không phải là Bạch Tuyết Linh mà. Sáng sớm hôm nay đi máy bay chạy tới Thiên Hải, tới tham gia Triệu Uyển Đình đính hôn nghi thức. Uyển Đình, người thật suy nghĩ kỹ càng sao, thứ cảm tình này là miễn cưỡng không thể nào. Ngươi cũng không thể đủ cùng một cái ngươi không thích người đính hôn đi. Đến lúc đó bị khổ cũng là ngươi bản thân a. Nhàn nhạt lo lắng hiện ra tại Bạch Tuyết Linh khuôn mặt, nàng thật không hy vọng nhìn đến tỉ muội tốt của mình Triệu Uyển Đình, như thế hủy hạnh phúc của mình, trong lòng càng là đối Diệp Thần Phong hận đến nha dương dương. Tuyết Linh, ta biết ngươi muốn nói gì. Chuyện này là tự ta quyết định, cho nên ngươi không muốn nói thêm nữa, ta và Thần Phong là không thể có thể ở chung với nhau, hắn là kinh thành Diệp gia dòng chính. Có thuộc về hắn vị hôn thê của mình, mà ta ni. Không có cùng Thần Phong môn đăng hộ đối bối cảnh, ta không thể đủ như thế ích kỷ đi lưu tại Thần Phong bên người. Triệu Uyển Đình khóe miệng cười minh diễm động nhân, nhưng mà nàng tâm, đang nói ra lời nói này thời gian đau đớn không gì sánh được. Uyển Đình, kỳ thực tối hôm qua ta gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong, nói cho hắn, người buổi trưa hôm nay muốn đính hôn sự tình, ngươi. Bạch Tuyết Linh lời còn chưa nói hết. Đã bị tâm tình đột nhiên thấp thỏm lợi hại Triệu Uyển Đình cắt đứt, Tuyết Linh, ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ngươi vì sao muốn nói cho Thần Phong chuyện này? Bạch Tuyết Linh vuốt ve Triệu Uyển Đình vai, nói rằng, Uyển Đình, ta vẫn luôn nói ngươi là tại lừa mình dối người, ta xem ra ngươi còn là thích Diệp Thần Phong tên khốn kiếp kia, như vậy dựa vào cái gì nhường ngươi lưng đeo tất cả gánh vác? Mà hắn lại có thể dễ dàng tùy ý qua tốt mỗi một ngày. Nếu như hắn còn là một nam nhân lời nói. Ta muốn buổi trưa hôm nay hắn hội đi tới Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm. Triệu Uyển Đình khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm, ta mong muốn hắn đừng tới, ta thật hy vọng hắn đừng tới, như vậy cũng tốt nhường ta hoàn toàn hết hy vọng, hôm nay trận này đính hôn nghi thức là ta thật vất vả đặt lễ đính hôn quyết tâm. Thùng thùng đông bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, Triệu Uyển Đình thu thập tâm tình một chút, nói rằng, mời đến. Sau đó gian phòng cửa được mở ra. Một gã thân cao một thước thất tám tả hữu, ăn mặc toàn thân hắc sắc lập thể tu thân tây trang thanh niên đi đến, thanh niên trên mặt mang như một nụ cười tựa như gió xuân, ánh mắt trước tiên ở Triệu Uyển Đình trên người dừng lại chốc lát, sau đó chuyển rời đến Bạch Tuyết Linh trên người, trong ánh mắt không thể nghi ngờ điều không phải để lộ ra một loại nguyên thủy nhất khát vọng. Tên này thanh niên tên là Cố Hồng Vũ, là Triệu Uyển Đình hôm nay đính hôn đối tượng, Cố gia tại Thiên Hải cùng Triệu gia giống nhau là số một số hai thương nghiệp gia tộc. Thế nhưng Cố gia tại Thiên Hải muốn so Triệu gia danh vọng tới cao, danh hạ sản nghiệp cũng cao hơn gia Triệu gia không thiếu, lần này Thiên Hải Cố Triệu hai đại thương nghiệp gia tộc cường cường liên hợp, hấp dẫn rất nhiều ngày hải thương nghiệp nhân sĩ quan tâm. Bạch Tuyết Linh nhận thấy được Cố Hồng Vũ khát vọng ánh mắt sau, hai điều mày liễu không khỏi mặt nhăn, trong lòng bản năng đối Cố Hồng Vũ đặc biệt phản cảm, nữ nhân tinh chuẩn giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Cố Hồng Vũ cũng không là một cái nam nhân tốt. Uyển Đình, đợi chúng ta sẽ đính hôn, sau đó ta nhất định hội thật tốt thương yêu ngươi. Cố Hồng Vũ ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Triệu Uyển Đình bộ ngực, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tuyết Linh, có lễ phép vươn tay, nói rằng, ngươi tốt, ta là Uyển Đình vị hôn phu Cố Hồng Vũ. Bạch Tuyết Linh tịnh không có vươn tay, thanh âm có chút lạnh giá, ngươi còn không có cùng Uyển Đình chân chính đính hôn ni. Cho nên nói ngươi bây giờ dùng Uyển Đình vị hôn phu giới thiệu mình là không là có chút không thích hợp. Cố Hồng Vũ ngượng ngùng rút tay trở về, trong lòng thầm mắng Bạch Tuyết Linh là cái không trường ánh mắt lạn hóa nữ nhân, nếu như hắn biết Bạch Tuyết Linh là kinh thành Bạch gia tiểu thư, kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, sợ rằng liền không hội loại nghĩ gì này. Vị mỹ nữ này nói đúng, bất quá, ta và Uyển Đình đợi sẽ đính hôn, ta sớm muộn sẽ trở thành Uyển Đình vị hôn phu,
như vậy ta tự không quấy rầy các ngươi tán gẫu. Cố Hồng Vũ thối lui ra khỏi gian phòng, trong lòng lại là thầm nghĩ, Triệu Huyền Đình các nàng này, nhìn đến vị hôn phu của mình bị người trêu đùa cũng không đứng ra nói hai câu lời nói. Biệt cho là mình có chút tư sắc thì ngon, chờ chúng ta chính thức đính hôn sau đó, ta sẽ đem nàng áp tại thân thể hạ thỏa thích hưởng thụ, nhìn đến lúc đó nàng thế nào vẫn có thể cấp ta trang thanh cao. Cố Hồng Vũ rời phòng sau, Bạch Tuyết Linh vội vã mở miệng nói, Huyền Đình, cái này tự là vị hôn phu của ngươi mà. Ta cảm giác hắn cũng không là một người tốt, chắc là thuộc về Hoa Hoa công tử phạm trù, người và người như thế đính hôn đều không phải hủy hạnh phúc của mình sao. Trong mắt của ta hắn còn không có Diệp Thần Phong tên khốn kiếp kia tín nhiệm một ít ni. Tuyết Linh, người có thể không muốn nhắc tới tên Diệp Thần Phong sao? Hiện tại ta chỉ muốn tính táo một chút, hôm nay là ta đính hôn ngày, người nên chúc mừng ta mới đúng. Triệu Huyền Đình quật cường nói rằng, Huyền Đình, làm lòng tốt của ngươi tỉ muội, tại ngươi đính hôn nghi thức thượng, ta quả thực nên chúc mừng ngươi, bất quá, ta thật muốn khuyên ngươi còn là không nên cùng cái này gọi là làm Cố Hồng Vũ gia hỏa đính hôn, thì là ngươi không chọn Diệp Thần Phong, ngươi cũng có thể tìm cái ổn định một chút người a. Bạch Tuyết Linh lần thứ hai khuyên, tốt, tốt, Tuyết Linh, nếu như ngươi còn coi ta là làm hảo tỉ muội lời nói, ngươi tự thật lòng chúc phúc ta đi. Triệu Huyền Đình khẽ mỉm cười nói, dáng tươi cười có như vậy một tia gượng ép. Nhìn đến Triệu Huyền Đình bộ dáng này, Bạch Tuyết Linh tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Diệp Thần Phong, mong muốn ngươi ngày hôm nay thật có thể đủ tới nơi này, bằng không ta đánh trong đáy lòng khinh thường ngươi. Chương 300, Cường Thế. Theo Triệu gia cùng Cố gia hai bên tân khách lục tục đạt được Thiên Hải Hoa Vũ Tử Điếm, Triệu Huyền Đình cùng Cố Hồng Vũ hai người đính hôn nghi thức cũng trên cơ bản chuẩn bị sắp xếp. Ngày hôm nay Thiên Hải Hoa Vũ Tử Điếm lầu 2 đại sảnh bị toàn bộ bao xuống, trên cơ bản tại Thiên Hải có uy tín danh dự nhân sĩ đều tới tham gia lần này đính hôn nghi thức. Thiên Hải Hoa Vũ Tử Điếm lầu 2 trong đại sảnh, phụ thân của Triệu Huyền Đình Triệu Khải Hoa cùng phụ thân của Cố Hồng Vũ Cố Nghiêm Sơn, cùng nơi tại chào hỏi đến đây chúc mừng tân khách, hai người khuôn mặt đều là lộ vẻ vui sướng dáng tươi cười. Triệu Đồng, Cố Đồng, ngày hôm nay có thể là các ngươi hai nhà đại ngày a. Đợi ta nhất định muốn cùng hai người các ngươi nhiều uống vài chén. Đúng vậy, Triệu Đồng, Cố Đồng, bây giờ các ngươi hai nhà đám hỏi, cái này đều không phải muốn xưng bá Thiên Hải thương nghiệp mà. Tương lai Thiên Hải thương nghiệp sợ rằng phải nắm giữ tại các ngươi hai nhà trong tay, sau đó còn thỉnh Triệu Đồng cùng Cố Đồng chiếu cố nhiều hơn mới là a. Theo hôm nay nữ nhân vật chính Triệu Huyền Đình đi vào Thiên Hải Hoa Vũ Tử Điếm lầu 2 đại sảnh. Trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt tập trung vào Triệu Huyền Đình trên người, đương nhiên những này tân khách rất nhanh thì phát hiện đứng tại Triệu Huyền Đình bên cạnh Bạch Tuyết Linh, vô luận là dáng dấp và khí chất đều chút nào không thua gì Triệu Huyền Đình a. Ở đây công tử ca môn sôi nổi châu đầu ghé tai lên, muốn tìm hiểu rõ ràng thân phận của Bạch Tuyết Linh, nếu như Bạch Tuyết Linh không có bạn trai lời nói, bọn họ chuẩn bị muốn chủ động đánh ra, bất quá, ở đây ngoại trừ người Triệu gia bên ngoài. Không có bất cứ người nào biết Bạch Tuyết Linh là kinh thành Bạch gia tiểu thư, kinh thành trung công nhận đệ nhất mỹ nữ. Vào hôm nay nam nữ nhân vật chính đều trình diện sau đó, lầu 2 đại sảnh phía trước nhất trên võ đài, đi tới một gã nam người điều khiển chương trình, tuyên bố đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Tên nam tử này người điều khiển chương trình là Thiên Hải đặc biệt nổi danh TV người dẫn chương trình, há miệng là có chút biết ăn nói, ngắn ngủi nói mấy câu liền đem bầu không khí đổ lên nhất, dưới đài tân khách tiếng vỗ tay không ngừng. Bạch Tuyết Linh nhìn đứng ở trên võ đài Triệu Huyền Đình cùng Cố Hồng Vũ, một đôi mắt đẹp không ngừng hướng tới cửa vào lầu 2 chỗ quan vọng, trong lòng có chút vô cùng lo lắng lên, Diệp Thần Phong, ngươi thật không phải là nam nhân, ngươi thật không phải là nam nhân, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn Huyền Đình cùng nam nhân khác đính hôn sao? Còn là nói ngươi đối Huyền Đình cho tới bây giờ đều là hư tình giả ý. Đứng tại trên đài Triệu Huyền Đình ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về cửa vào lầu 2 chỗ. Trong lòng nàng mơ hồ có loại chờ mong, nhưng là vừa không hy vọng cái này loại chờ mong cuối cùng biến thành sự thật. Đây là một loại đặc biệt mâu thuẫn tâm lý, thật giống như trước mặt bày nhất cái nhân gian mỹ vị, người trong lòng rõ ràng rất muốn ăn, nhưng là vừa buộc bản thân không đi ăn. Đứng tại trên đài ăn mặc nhân mô cẩu dạng Cố Hồng Vũ từ người điều khiển chương trình trong tay nhận lấy microphone, trong một cái tay khác cầm một bó hoa, đối Triệu Huyền Đình quỳ một chân trên đất, thâm tình chân thành nói rằng, Huyền Đình. Ngày hôm nay sau đó ngươi chính là ta Cố Hồng Vũ vị hôn thê, ta nhất định hội dụng hết toàn lực đi bảo vệ ngươi, thương yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi đã bị bất luận cái gì ủy khuất.
Cố Hồng Vũ đúng là hội dùng hết toàn lực đi bảo vệ Triệu Huyền Đình, chỉ bất quá đây là đang trên giường dùng hết toàn lực đi bảo vệ Triệu Huyền Đình. Vào thời điểm mấu chốt này Triệu Huyền Đình trong lòng sinh ra một tia do dự, một bên người điều khiển chương trình nhìn đến Triệu Huyền Đình lúc nào cũng không mở miệng, liền vội vàng nói, đại gia nghe, cái này là bao nhiêu động nhân lời nói a? Đủ để hòa tan bất kỳ một cái nào lòng của phụ nữ, ta tin tưởng Triệu Huyền Đình tiểu thư sau đó theo Cố Hồng Vũ tiên sinh khẳng định hội hạnh phúc. Giữa lúc Triệu Huyền Đình muốn đi tiếp nhận Cố Hồng Vũ bàn tay trung bó hoa kia thời gian, lầu hai đại sảnh cửa vào chỗ cửa được mở ra, Huyền Đình, ngươi thật muốn cùng người khác đính hôn sao? Ngươi nhưng cũng không có kinh qua sự đồng ý của ta, bởi vì ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Cùng nhau hí ngược mà lại to thanh âm ở trong đại sảnh vang vọng. Bên trong đại sảnh tân khách sửng sốt mấy giây sau, sôi nổi tướng ánh mắt nhìn về phía nơi cửa, bọn họ muốn nhìn một chút là ai dám ở Triệu gia cùng Cố gia đính hôn nghi thức thượng quấy rối. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh bước vào đại sảnh cổng, hầu tử cùng Lý Bàn Tử một tả một hữu theo sau Diệp Thần Phong, hình như là Diệp Thần Phong hộ pháp thông thường. Bên trong đại sảnh Bạch Tuyết Linh khi nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện trong nháy mắt, ngực treo tâm hoàn toàn buông lỏng xuống, thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, coi như ngươi có điểm lương chi, bằng không ta Bạch Tuyết Linh khẳng định không để yên cho ngươi. Triệu Khải Hoa cùng Cố Nghiêm Sơn cũng nhìn về phía Diệp Thần Phong. Triệu Khải Hoa trong lòng không khỏi nghi vấn hỏi, Thần Phong. Thần Phong làm sao sẽ tới nơi này? Mà Cố Nghiêm Sơn sắc mặt tại Diệp Thần Phong xuất hiện trong nháy mắt tự âm trầm xuống, cổ họng trong quát dẹp đường, ta Cố gia đính hôn nghi thức là gì con dẹp đều có thể đủ tới quấy rối sao? Lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong không chút nào để ý tới Cố Nghiêm Sơn lời nói, từng bước trầm ổn hướng trên đài Triệu Huyền Đình đi tới con mắt tương đối. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lại đi đến Triệu Huyền Đình trước mặt thời gian, Diệp Thần Phong lên tiếng, Huyền Đình, ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, đời này đều là ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Thần Phong, ngươi đi đi, ta nói rồi không cần ngươi phụ trách, hôm nay là ta đính hôn nghi thức, nếu như ngươi là tới tham gia, như vậy ta rất hoan nghênh ngươi. Triệu Huyền Đình khi nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện thời gian, trong lòng có nhất cổ không rõ mừng rỡ. Một bên Cố Hồng Vũ là càng nghe càng không được bình thường, cái gì gọi là ta nói rồi không cần ngươi phụ trách. Làm nửa ngày hắn Cố Hồng Vũ lại có thể tìm cái hàng đã xài rồi. Trong lòng quần áo lụa là khí chất tức khắc xông ra, chỉ vào Diệp Thần Phong mắng, ngươi cái không biết từ nơi này nhô ra tiểu động loại, thừa dịp ta không có tức giận trước hay nhất cút cho ta đàn. Cố Hồng Vũ vừa hướng Diệp Thần Phong ồn ào, một mặt tại trong lòng căm giận thầm nghĩ, Triệu Huyền Đình cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Ta tuyệt đối không thể đủ dễ dàng như vậy tha nàng, chờ ngày hôm nay ta và nàng đính thành hôn sau đó, ta trước đem nàng cấp chơi được rồi, sau đó sẽ đem nàng một cước đá văng ra, cùng nàng giải trừ hôn ước, muốn ta đường đường Cố gia đại thiếu gia còn sợ tìm không được nữ nhân sao. Ta vợ tương lai tuyệt đối không thể đủ là cái hàng đã xài rồi. Diệp Thần Phong chỉ coi làm Cố Hồng Vũ là nhất con ruồi, một tay lấy Triệu Huyền Đình cấp ôm nhập ngực trong, không nói lời gì hôn lên Triệu Huyền Đình môi. Đầu lưỡi tùy ý đưa vào Triệu Huyền Đình trong miệng khuấy động, cái hôn này đủ rằng có một phút, Diệp Thần Phong nhìn trước mặt Triệu Huyền Đình, bá đạo nói rằng, Huyền Đình, ta sẽ không để cho ngươi và nam nhân khác đính hôn, ta Diệp Thần Phong sau đó nhất định hội chiếu cố thật tốt ngươi, ta Diệp Thần Phong chưa bao giờ đơn giản nói ra hứa hẹn, mà một khi ta nói ra hứa hẹn, ta sẽ gặp vĩnh viễn tuân thủ. Đột nhiên xông vào đại sảnh Diệp Thần Phong không có chút nào dự chịu cướp đi Triệu Huyền Đình môi thơm. Điều này làm cho dưới đài tân khách đều ngây ngẩn cả người, hầu tử cùng Lý Bàn Tử là trong lòng một cái kình cảm thán bọn họ lão đại chính là Ngưu Bê. Dưới đài rất nhiều công tử ca môn một cái sôi nổi tới hứng thú, bọn họ những này người đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Xem ra hôm nay thật là không có đến không a, đợi khẳng định có trò hay để nhìn, lúc này Cố Hồng Vũ thật là mất mặt vứt xuống bà ngoại ra đi. Đột nhiên này xông vào bản thân cũng quá Ngưu Bê một điểm đi. Như thế thật phù hợp khẩu vị của ta, nam nhân mà. Làm việc nên muốn quả cảm một điểm, sợ hãi rụt rè có thể không là nam nhân cách làm. Ngày hôm nay chuyện này không biết Triệu gia cùng Cố gia cuối cùng muốn thế nào xong việc. Xem ra Triệu Huyền Đình phải cùng vừa xông vào người anh em này là biết, bằng không làm sao sẽ làm cho đối phương hôn nàng đi. Triệu Huyền Đình đôi má đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi, lúc này nàng tâm thật hoảng loạn. Nàng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội biến được bá đạo như vậy,
một đôi thâm tình đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Một bên Cố Hồng Vũ thấy như vậy một màn là hoàn toàn tức giận, tướng nơi cổ cà vạt cũng cởi ra, đầu nóng lên, mắng, Triệu Huyền Đình, ngươi vóc dáng, ngươi có thể làm ta Cố Hồng Vũ nữ nhân là phúc khí của ngươi, ngươi lại dám ở trước mặt ta cùng nam nhân khác thân thiết. Ta nhất định trước phải đem ngươi cấp thượng, sau đó sẽ đem ngươi một cước đá văng ra. Cái này Cố Hồng Vũ thật đúng là cái không hơn không kém không có đầu óc hoàn khố tử đệ, lời nói ra đều không kinh qua đầu óc suy nghĩ. Ngươi mù kêu to gì? Không thấy được lão đại chúng ta đang cùng tẩu tử thân thiết đó sao? Chỉ ngươi cái này lông chim dạng cũng muốn cùng chúng ta đại tẩu đính hôn. Đi mẹ ngươi, hầu tử một cước trực tiếp tướng Cố Hồng Vũ cấp đạp hạ sân khấu, Lý Bàn Tử theo nhảy xuống sân khấu, tâm hứng thú tràn đầy hướng Cố Hồng Vũ vào tới. Bọn họ hai cái chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, từ hôm qua thực lực đề thăng sau đó, tay có thể động rất nhi. Huống hồ bọn họ hai cái cảm thấy cùng lão đại của mình cùng nơi phá hư người khác đính hôn nghi thức vô cùng thoải mái, vô cùng thoải mái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.